bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1806, một giúp tôi quạt đầu giường. Vương Tử Quân về đến nhà thì cũng không phải chỉ có Mạc Tiểu Bắc, còn có một cặp nam nữ trung niên trong nhà, cả hai đều có vẻ hào hoa phong nhã. Mạc Tiểu Bắc tuy không thích khách đến đầy nhà, thế nhưng vẫn đang mỉm cười tủm tỉm nói chuyện với người ta trong phòng khách. Khi thấy vương tử quân về nhà thì người đàn ông trung niên kia nhanh chóng đứng lên nói, chào chủ tịch vương, ngài đã về rồi. Vương tử quân xứng sốt dây lát rồi lập tức gật đầu cười nói, chào anh. Khi thấy vương tử quân cũng không bực mình vì hành vi tùy tiện đến nhà của mình, người đàn ông trung niên nhanh chóng giới thiệu, chủ tịch vương, tôi là Lý Đại Vi của sở xây dựng. Lý Đại Vi, vương tử quân thật sự không có ấn tượng gì với người này, nhưng sau khi nghe nói người kia đến từ sở xây dựng, hắn căn bản đã hiểu hơn phân nửa nguyên nhân người ta đến nhà mình. Vương tử quân cười cười với Lý Đại Vi, hắn cũng không nói nhiều, Mạc Tiểu Bắc lại mở miệng, tử quân, đây là chị Trần, là chủ tịch công đoàn của Thư viện chúng em. Vương tử quân vừa nghe Mạc Tiểu Bắc giới thiệu về người phụ nữ trung niên thì lập tức hiểu rõ vì sao vợ mình lại ngồi nói chuyện vui vẻ ở chỗ này. Mặc dù hắn đã rất mệt mỏi, Thế nhưng dù sao người đến cũng là đồng sự của Mạc Tiểu Bắc, thế cho nên dù thế nào hắn cũng phải nể mặt vợ mình. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống bên cạnh Mạc Tiểu Bắc, hắn mỉm cười khoát tay nói, hai anh chỉ cứ ngồi đi, đây là trong nhà, cũng không phải ở văn phòng, các anh chị không cần tỏ ra gò bó như vậy. Lý Đại Vi có vẻ rất thận trọng trước mặt Vương Tử Quân, vô tình hắn không biết nói gì cho phải, sau khi nghe Vương Tử Quân phân phó thì ngồi xuống chị Trần bên kia căn bản là một người phụ nữ mạnh bạo, nàng vừa ngồi xuống thì nói, Chủ tịch Vương, tôi công tác ở Thư viện tỉnh dưới sự chỉ đạo sát sao của Giám đốc Mạc. Đừng nói là ngài, từ khi Giám đốc Mạc đến Thư viện tỉnh, tính tích cực hay là bất kỳ phương diện nào khác của nhân viên công tác trong đơn vị đều được đề cao rất nhiều. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng trò chuyện nhiệt tình của chị Trần, hắn không khỏi cho ra phán đoán về tính cách của nàng. Chị Trần không hổ danh là một cán bộ công đoàn, Nói chuyện lưu loát rành mạch. Vương tử quân cười cười rồi đưa mắt nhìn Mạc Tiểu Bắc, lúc này Mạc Tiểu Bắc tỏ ra cực kỳ bình tĩnh tự nhiên. Thế nhưng Vương tử quân nhìn vào khóe mắt của vợ, hắn cảm thấy vợ của mình có chút đắc ý. Dù sao thì cũng được người ta khen ngợi trước mặt chồng, đây không phải là chuyện gì xấu. Sau thời gian dài ở chung cùng nhau, Mạc Tiểu Bắc giống như càng ngày càng quan tâm đến thái độ của Vương tử quân với mình. Nhớ ngày trước trong đầu của nàng chỉ có máy vi tính, Vương Tử Quân không khỏi cảm khái vì một nhân tài công nghệ như Mạc Tiểu Bắc lại trở thành một bà nội trợ đảm đang vào lúc này, thế nhưng hắn lại thích trạng thái hiện tại của nàng. Ha ha, Tiểu Bắc công tác còn nhiều điều cần phải học hỏi, thế nên kính mong sau này chị Trần giúp đỡ nhiều hơn. Vương Tử Quân thấy Mạc Tiểu Bắc không có phản ứng gì thì cười ha hả nói với chị Trần. Vương Tử Quân nói một câu chị Trần, điều này làm cho gương mặt của nàng đỏ lên nàng được người trong thư viện tỉnh gọi là chị trần không biết bao nhiêu năm thế nhưng nàng chưa từng biết rõ một câu nói như vậy lại có được sự hưởng thụ lớn giống hôm nay dù sao thì người trước mặt cũng là vương tử quân lấy thân phận lãnh đạo đứng hàng thứ hai tỏa trấn mật đông hơn nữa tương lai của người này là không thể dự đoán được bây giờ một người như vậy lại gọi mình là chị nếu như nói ra ngoài thì không biết có bao nhiêu người hâm mộ mình khi chị Trần đang vui mừng không biết nên nói điều gì với Vương Tử Quân, lúc này Lý Đại Vi chợt nói, "Chủ tịch Vương, giám đốc Mạc tuy không quản việc thế nhưng quả thật là nhân tài ẩn giấu. Ví dụ như phương diện xây dựng tòa nhà mới của thư viện tỉnh, bọn họ mời không ít chuyên gia thiết kế nhưng mãi mà không có phương án thỏa mãn. Tôi nghe Đông Mai nói cũng vì điều này mà bọn họ cảm thấy rất mệt. Kết quả là giám đốc Mạc cho ra vài điều chỉnh, căn bản cho ra một trạng thái cực kỳ tốt." Lý Đại Vi mặc dù nói có vài phần nịnh nọt nhưng Vương Tử Quân có thể nghe rõ sự bội phục của người này với vợ mình. Hắn nhìn người đàn ông trung niên nghiêm túc có vài phần thư sinh trước mặt mà chỉ cười cười không nói gì. Chị Trần cũng tỉnh táo lại từ trong câu xưng hô của Vương Tử Quân, nàng biết rõ lúc này không nên mất bình tĩnh, chính mình đến là vì công tác của chồng, thế nên nhanh chóng nói, thật sự là như vậy, giám đốc mạc bây giờ sắp xếp công tác gì thì hầu như tất cả nhân viên trong đơn vị đều tranh nhau thực hiện. Vương Tử Quân nhìn hai vợ chồng Lý Đại Vi liên tục khen ngợi Mạc Tiểu Bắc, hắn không khỏi cười cười nói, "Tiểu Bắc vẫn còn có vài phương diện chưa thật sự hoàn thiện, ví dụ như phương diện giao tế, kính mong chị Trần giúp đỡ nhiều hơn." Bốn người hàn huyên về công tác của thư viện tỉnh, Vương Tử Quân cười nói với Lý Đại Vi, "Anh giữ chức vụ gì ở sở xây dựng?" "Tôi chủ yếu là phụ trách về phương diện kỹ thuật, bây giờ là phó kỹ sư công trình." Lý Đại Vi không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi công tác của mình, hắn rất vui mừng và tranh thủ thời gian trả lời. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Tuy vợ chồng Lý Đại Vi rất muốn tiếp tục chủ đề này, thế nhưng Vương Tử Quân không tiếp tục quan tâm, bọn họ cũng không thể nói gì được nữa. Mười phút sau hai vợ chồng Lý Đại Vi nói lời cáo từ, Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc tiến hai vợ chồng Lý Đại Vi ra ngoài cửa mạc tiểu bắc chờ hai người kia rời đi thì mới khẽ nói em thật sự không ngờ hai người bọn họ lại đi qua vương tử quân cười cười nói điều này là bình thường bây giờ không phải thường nói quan hệ là một loại tài nguyên sao nếu bây giờ không dùng mà để quá thời hạn sẽ trở thành phế thải lý đại vi muốn tiến lên thế nên càng phải tìm quan hệ cho mình em cảm thấy lý đại vi này cũng là người có năng lực không tệ nhìn qua có vẻ thành thật Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì khẽ cười, nếu như anh ta có được khả năng đối nhân xử thế như vợ mình, nào cần phải tìm chúng ta, chỉ sợ đã sớm tiến lên rồi. Vương Tử Quân không nhịn được phải nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc, hắn chợt cảm thấy có vài phần ngọt ngào. Hắn biết rõ nếu nói về phương diện thông minh thì Mạc Tiểu Bắc vượt qua mình rất xa, mặc dù có nhiều chuyện nàng không lên tiếng, thế nhưng một khi lên tiếng thì đều chuẩn xác. Vương Tử Quân cười cười ôm lấy eo mảnh của Mạc Tiểu Bắc rồi nói: "Vợ nói đúng, Lý Đại Vi này thật sự không tệ, nếu như có thể nói giúp vài lời thì anh nhất định sẽ lên tiếng, căn bản không làm cho người thành thật bị hại." Chương 1806: Hai, giúp tôi quạt đầu giường. Khi hai vợ chồng Vương Tử Quân đang thảo luận về Lý Đại Vi, lúc này hai vợ chồng Lý Đại Vi đã đi ra cổng khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Trần Đông Mai không khỏi dùng giọng oán hận nói: "Anh nhìn mình đi." Có cơ hội tốt như vậy, đúng lúc chủ tịch Vương về nhà, anh lại không biểu hiện một chút sao? Đúng là quá ngốc nghếch rồi. Lý Đại Vi cũng thật sự rất hối hận, hắn nhìn thoáng qua bảo vệ nơi cổng khu nhà thường ủy tỉnh ủy, hắn tranh thủ kéo tay vợ mình, "Được rồi, đây không phải là nhà mình, có gì hai ta về nhà hãy nói." "Hừ, anh nói xem, khi nào thì anh mới thay đổi thói quen xấu của mình? Nếu như anh có được một nửa bản lĩnh như của chủ tịch Vương, tôi cũng không cần phải chạy tới chạy lui cầu cạnh người ta với anh. Trần Đông Mai tuy hạ thấp âm thanh xuống một chút nhưng vẫn có vài phần ai oán. Lý Đại Vi mặc dù mất kiên nhẫn nhưng cũng biết vợ mình nói sự thật, hắn thở dài nói, tôi thật sự không có được một nửa bản lĩnh như của Chủ tịch Vương, vì những người như Chủ tịch Vương căn bản là không thể học theo được. Được rồi, không nói về phương diện này nữa, lúc này Phó Giám Đốc Triệu của đơn vị các anh sắp về hưu, vị trí Phó Giám Đốc để chống, anh nhất định phải dốc hết sức tiến lên nắm bắt. Em nghĩ đến cô vợ ở Nghiêu Gia mà thật sự rất không thoải mái. Trần Đông Mai nói đến cô vợ kia mà bày ra hình tượng cực kỳ oán hận. Lý Đại Vi biết rõ vợ mình có chút khúc mắc với vợ của chủ nhiệm văn phòng sở xây dựng Nghiêu Đích Lộ. Tuy hắn và Nghiêu Đích Lộ đều là cán bộ trung tầng ở sở xây dựng, thế nhưng đãi ngộ giữa hai người là trên trời và dưới đất, tất nhiên hắn là người ở dưới đất. Nghiêu Đích Lộ là chủ nhiệm văn phòng sở xây dựng, người này không những nắm tài nguyên của sở, còn được lãnh đạo sở sủng ái, cấp bậc bằng mình nhưng thực quyền và lợi ích là khác xa. Chồng quý vợ Vinh, vợ của Nghiêu Đích Lộ cực kỳ hòa ái với các vị giám đốc sở, thế nhưng đối với các nhân viên khác thì mắt cao hơn đầu. Vợ của Lý Đại Vi cũng là một người mạnh mẽ, thế cho nên hai người bọn họ bề ngoài thì hòa hợp êm ấm, trong lòng lại không ai phục ai, đều cực kỳ cá tính nếu không phải vì như vậy thì chỉ sợ vợ mình cũng không nhanh chóng đưa mình đến nhà của chủ tịch vương vào lúc này anh nói xem chủ tịch vương có thành toàn cho chúng ta không trần đông mai đi thêm một đoạn đường rồi khẽ hỏi điều này nếu như anh ấy ra tay như vậy sẽ thành công lý đại vi trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng khẳng định nói trần đông mai do dự dây lát rồi nói nhưng tôi có nghe nói quá trình điều chỉnh cán bộ trong nhiệm kỳ mới lần này thì Chủ tịch Vương căn bản không có mấy quyền lên tiếng. Phòng tổ chức tỉnh ủy là đơn vị định ra phương án, chỉ cần là người của Chủ tịch Vương thì không có được vị trí nào tốt. Lý Đại Vi cao mày rồi nói, em nghe ai nói bậy bạ như vậy thế? Em nghe vài chị em trong công đoàn tỉnh nói như vậy, người ta có chồng công tác trong phòng tổ chức. Nếu như thật sự là như vậy, chúng ta đi đến gặp mặt Chủ tịch Vương, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng đến công tác của anh. Trần Đông Mai nói đến đây thì tỏ ra có chút lo lắng. Lý Đại Vi trầm ngâm dây lát rồi nói, phòng tổ chức đã cho ra phương án sơ bộ, thế nhưng nếu muốn điều chỉnh ở nhiệm kỳ mới còn phải thông qua hội nghị thường ủy, anh cảm thấy điều này khó thể khẳng định được, phải chờ đến khi đó mới có thể nói được. Trần Đông Mai căn bản không quan tâm đến lời nói của chồng mình, nàng dùng giọng bất mãn nói, em chỉ nói đến chuyện của chúng ta, anh quản rộng như vậy làm gì? Chúng ta thì làm sao? Em cảm thấy chúng ta ngoài việc chờ vào lời nói của Chủ tịch Vương, chúng ta còn có đường nào khác sao? Lý Đại Vi nhìn bộ dạng bất mãn của vợ thì không khỏi dùng giọng thật lòng nói. Trần Đông Mai nhíu mũi xem như tán thành lời nói của chồng. Hy vọng những tin đồn kia là giả, Chủ tịch Vương làm nhiều chuyện tốt cho tỉnh Mật Đông, sao lại không có quyền lên tiếng cho được. Trần Đông Mai kéo tay chồng rồi nói tiếp, sau này em sẽ cố gắng làm tốt công tác phục vụ cho giám đốc mạc, tranh thủ để chị ấy giúp đỡ nói vài lời. Vương Mập, mau đi lấy củi đi, chị nói cho em biết, chút củi em vừa lấy được không đủ để nhóm lên chứ đừng nói là nướng, mau đi đi, chị chờ em tìm cho đủ nguyên liệu. Văn Ngư Nhi mặc một bộ trang phục bình thường càng thêm yêu kiều, nàng lớn tiếng nói với Tiểu Bảo Nhi vì hai bên có nhiều tiếp xúc nên tiểu bảo nhi hầu như biến thành đồng bọn tốt nhất của văn ngư nhi mặc dù tiểu bảo nhi không quá béo thế nhưng gương mặt lại mập mạp theo lời của văn ngư nhi thì có thể vặn ra nước vui đùa rất sướng thế nhưng tiểu bảo nhi mặc kệ kết quả là văn ngư nhi gọi tiểu bảo nhi là vương béo lúc này đi ra ngoài làm món nướng là đề nghị của văn ngư nhi tối cuối tuần văn ngư nhi đặc biệt đến nhà vương tử quân làm công tác tư tưởng không những miêu tả sinh động cho Tiểu Bảo Nhi biết món nướng ngon ngọt như thế nào, hơn nữa còn nhấn mạnh với Mạc Tiểu Bắc về phương diện cho con cái tiếp cận với thiên nhiên, như vậy mới có lợi. Hơn nữa Văn Ngư Nhi còn tiến hành thêm một bước giáo dục chủ tịch vương không nên quá vội vàng công tác, còn phải giúp thời gian vui chơi với con. Những lời nói này của nàng không biết học được từ nơi nào, kết quả là một vương tử quân và Mạc Tiểu Bắc không có tâm tư không thể không tiếp nhận sắp xếp như vậy bọn họ đi ra ngoài ngoại ô thành phố để làm một buổi dã ngoại. Vì Văn Ngư Nhi là người đề nghị thế nên nàng căn bản có sự chuẩn bị, chẳng qua là quên đem theo than củi, thế là nàng nhanh chóng để cho Tiểu Bảo Nhi đi tìm củi. Bây giờ là mùa cây cối sinh trưởng tươi tốt, cũng không còn nhiều nhành cây khô cho Tiểu Bảo Nhi nhặt mang về, thế nên khổ cực một lúc lâu mà chỉ được một chút mà thôi. Tiểu Bảo Nhi đối diện với bộ dạng dương nanh múa vuốt của Văn Ngư Nhi cũng không sợ hãi, nàng ưỡn cao bộ ngực nói với văn ngư nhi chị ngư nhi nơi đây không có nhiều nhành cây khô anh hùng bây giờ lại bị làm khó vì vài cây củi em nói cho chị biết trước khi đi em đã nói nên mang theo củi nhưng chị không chịu bây giờ lại oán trách em hư tên mập này có phải một ngày không đánh thì không chịu vâng lời hay không chị nói cho em biết nếu em không nhặt củi hôm nay chúng ta không có món cánh gà nướng Văn Ngư Nhi biết rõ tính cách của Tiểu Bảo Nhi, vì vậy nhanh chóng ném ra đòn sát thủ của mình. Vương Tử Quân cười ha hả nhìn những gì đang diễn ra, khi hai người cãi vã nhau thì hắn mới nói với Văn Thành Đồ ở bên cạnh, Bí Thư Văn, hai nhân lực lao động chủ yếu đang náo loạn, hai người chúng ta cũng đừng nhàn rỗi nửa, cũng nên hoạt động một chút, nếu không lát nữa bọn họ sẽ quay sang chúng ta mất. Chủ tịch Vương nói đúng, nhà đầu kia bây giờ chưa nắm bắt được ai, Hai người chúng ta nhanh tay lên thôi. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1807, gấp gáp giữ gìn lợi ích bản thân. Văn Thành đồ mặc một bộ trang phục thể thao, hắn đứng lên rồi nói với Văn Ngư Nhi, "Ngư Nhi, con cũng không nên nói tiểu bảo nhi nữa, rõ ràng là con không chuẩn bị tốt mới có kết quả thế này. Được rồi, bố và chủ tịch Vương sẽ giúp con tìm củi." Hừ hai vị vốn phải đi tìm củi từ sớm mới đúng cứ ngồi mãi chỗ kia như những ông lão về hưu nếu không vận động một chút thì sẽ gì xét hết văn ngư nhi nhìn thoáng qua hai người vương tử quân và văn thành đồ rồi dùng giọng không thèm che đậy nói văn thành đồ bị con gái của mình trách móc cũng không nổi giận hắn cười ha hả chỉ vào văn ngư nhi rồi nói với vương tử quân nhà đầu này đúng là tôi cũng muốn xem với tính cách của cô thì ai thèm lấy Vương Tử Quân cười cười nói, "Tiểu Ngư Nhi tài sắc song toàn, lại hoạt bát thông minh, hơn nữa có tâm tính lương thiện, không câu nệ tiểu tiết, bây giờ những cô gái như thế này là khó có được." Bí thư Văn, ngài nên quan tâm đến phương diện trong mắt chọn rể hiền mới đúng. "Cảm ơn chủ tịch Vương, tôi xem như mượn câu nói may mắn của ngài." Văn Thành Đồ tất nhiên thật sự vui vẻ vì câu nói khích lệ con gái mình của Vương Tử Quân. Vừa rồi hắn phê bình con gái chủ yếu là cho Vương Tử Quân nghe mà thôi. Hai người Vương Tử Quân và Văn Thành Đồ đi vào trong rừng, ánh mắt đặt lên mặt đất, chỉ một lát sau trong tay mỗi người đã có một chút củi. Nếu như cán bộ mật đông thấy được tình cảnh này, chỉ sợ bọn họ sẽ ngây cả người. Chủ tịch Vương, nếu chúng ta cầm theo nhiều đây củi đi báo cáo công tác với Ngư Nhi, liệu có bị tiếp nhận đãi ngộ giống như Tiểu Bảo Nhi vừa rồi không? văn thành đồ nhìn chút củi ít ỏi trong tay mình hắn cười hì hì nói với vương tử quân vương tử quân nghĩ đến tính cách nóng nảy của văn ngư nhi hắn cũng có chút lo lắng có lẽ sẽ bị mắng không bằng thế này chúng ta gọi điện thoại cho người đưa đến ít củi văn thành đồ nói rồi chuẩn bị lấy điện thoại của mình ra vương tử quân cười cười nói bí thư văn anh có tin không chỉ cần anh gọi điện thoại đi lát nữa nơi đây sẽ không yên ổn tôi thấy hay là thế này, hai người chúng ta đi tìm có cây khô nào không, sau đó vặt hết nhành cây, tôi thấy chúng ta nên tự lực cánh sinh lấy tài liệu tại chỗ thì hay hơn. Văn Thành đồ cười ha hả nói, vẫn là chủ tịch suy xét chu toàn, nếu như hôm nay có nhiều người đến, như vậy cũng không hay. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi đều nở nụ cười. Cánh rừng này thật sự là rất tốt, căn bản đều là những thân cây phát triển khỏe mạnh, Chủ tịch Vương và Bí Thư Văn tìm mãi nhưng không thấy tung tích của một cây khô nào. Chủ tịch Vương, cánh rừng này rất đẹp và tươi tốt, xem ra Bí Thư Kim và Chủ tịch Hải Bác có nhiều công phu ở phương diện thống trị về hoàn cảnh môi trường. Văn Thành đồ lau mồ hôi chán rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, à, tôi căn bản tán thành công tác này của bọn họ, bảo vệ môi trường có lợi ích lâu dài, hai người bọn họ xem như cũng là một mở đầu cho công tác này. Nhưng những ngày gần đây hình như vẻ mặt của bí thư Kim không được tốt cho lắm. Văn Thành Đồ nói một câu rồi nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩa lời nói của Văn Thành Đồ, tuy văn kiện kia còn chưa đến tay Kim Chính Thiện, thế nhưng Kim Chính Thiện có nguồn phát tin của mình, thế nên đã biết được khá nhiều nội dung tương quan. Đối với một vị bí thư thị ủy có cấp bậc thường ủy tỉnh ủy như Kim Chính Thiện, người mình đề cử không thể tiến lên, căn bản là khá tổn thương thể diện nhưng dù thể diện bị thương tổn cũng phải chịu, dù sao thì quyền lợi này cũng không nắm trong tay của Kim Chính Thiện. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Văn Thành Đồ rồi gật đầu nói, đúng vậy, anh Kim cũng nên điều chỉnh tâm tính một chút. Điều chỉnh sao, anh không biết đấy thôi, phía văn phòng của phòng tổ chức bên kia gần đây thường xuyên nứt cầu giao, văn phòng của bọn họ giống như biến thành lồng hấp. Văn Thành Đồ nói đến đây thì không khỏi chừng mắt nghịch ngợm nhìn Vương Tử Quân. Văn Thành đồ nói làm cho Vương Tử Quân hiểu ra có chuyện gì, thầm nghĩ Kim Chính Thiện quả là người dám nghĩ dám làm. Tuy Kim Chính Thiện không dám làm gì anh, thế nhưng cũng cho anh biết thế nào là mồ hôi đổ như mưa. Hơn nữa chuyện này dù anh có hiểu cũng khó nói ra, anh dù là người có hại thì cũng không làm gì được, người ta có lý do của mình, anh tức giận cũng không được. Tôi nghe nói trưởng phòng thanh minh không biết lấy từ đâu ra một cây quạt, bên trên có ghi vài chữ, đúng rồi, đó là nan đắc hổ đồ. Cũng không biết là khi mua thì vô ý hay không, vì chuyện này không liên quan đến công tác thế nên Văn Thành đồ cười khá lớn. Vương Tử Quân cũng nở nụ cười, thế nhưng hắn hiểu chuyện này nhìn qua thì có vẻ hả giận, thế nhưng thực tế lại chính là phản kích bất đắc dĩ. Tuy người bị nóng chảy mồ hôi chính là Uông Thanh Minh, thế nhưng thực tế đối phương lại chiếm hết thế thượng phong. Kim Chính Thiện nếu có biện pháp khác, Hắn căn bản không dùng phương pháp khó coi này. Vì vậy nhìn vào sự kiện này thì rõ ràng Vương Thanh Minh là người thắng. Hai người vừa đi vừa nói, căn bản là trời không phụ lòng người, Vương Tử Quân và Văn Thành Đồ không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng có một cây khô như chén cơm xuất hiện trước mặt. Vương Tử Quân nhìn cành cây dài hơn 3 mét trước mặt, hắn không khỏi cười nói, có cành cây này xem như chúng ta có thể quay về báo cáo công tác được rồi. Văn Thành Đồ khẽ gật đầu, nhiệm vụ kế tiếp của hai người chính là cặt cành cây kia xuống sau khi chặt xong thì vương tử quân sờ lên mồ hôi trên trán lại nhìn bộ giảng vã mồ hôi của văn thành đồ thế là cười lên ha hả văn thành đồ cũng cười hắn vừa cười vừa nói chủ tịch vương thật không ngờ anh lại thành thục với những chuyện thế này như vậy nếu không biết tôi còn tưởng anh là người quen tay ấy chứ vương tử quân cười ha hả hai tiếng hắn sở dĩ làm việc thành thục như vậy là vì kiếp trước không ít lần chặt củi về nấu, hơn nữa những chuyện thế này cũng không cần kỹ thuật gì điêu luyện. Sau khi xếp những khúc củi lại, vương tử quân nhìn văn thành đồ rồi trầm ngâm dây lát, sau đó mới nói, bí thư văn, anh có ý kiến gì với nhiệm kỳ mới lần này? Gương mặt của văn thành đồ vốn có chút nhàn nhã, bây giờ nghe vương tử quân nói như vậy thì không khỏi biến đổi, nhưng ngay sau đó lại trở nên thản nhiên hơn, chủ tịch vương, Tôi cảm thấy chúng ta nên đánh giá cẩn thận, cần phải dựa vào nguyên tắc phân công cán bộ để làm tốt công tác này." Văn Thành Đồ nói đều là những lời khách sáo, bây giờ nơi đây chỉ có Vương Tử Quân và Văn Thành Đồ, Văn Thành Đồ lại nói ra những lời khách sáo trong quan trường, ý nghĩa của nó là quá rõ ràng. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Văn Thành Đồ, hắn gật đầu nói, "Bí thư Văn nói đúng, nhưng tôi cảm thấy nhiệm kỳ lần này nên tăng cường giám sát." căn bản nên uốn nắn những bầu không khí không tốt trước khi nhiệm kỳ mới bắt đầu. Điều này là cần thiết, sau khi quay về tôi sẽ liên hệ với Bí Thư Khang và trưởng phòng uông, để xem có nên cho ra phương án nào hay không. Văn Thành Đồ nói rất chân thành thế nhưng khi nói đến Bí Thư Khang và trưởng phòng uông thì âm thanh có hơi nặng nề. Vương Tử Quân cười cười mà không nói gì thêm, hắn biết rõ vừa rồi đối phương đã tỏ thái độ quá rõ ràng rồi trong sự kiện này văn thành đồ chọn phương án giúp đỡ sầm vật cương mặc dù tin tức này căn bản làm cho vương tử quân có chút bức bối thế nhưng cũng không thể nào ép văn thành đồ trở mặt được dù sao thì thân phận của bọn họ khác biệt với nhau và khá cao vời có một số việc cũng không dễ dàng như biểu hiện bên ngoài văn thành đồ vẫn thầm quan sát vương tử quân hắn từ chối lời đề nghị của vương tử quân vì hắn không muốn cùng vương tử quân đối kháng với sầm vật cương như vậy không phù hợp với lợi ích của hắn. Văn Thành Đồ nhìn Vương Tử Quân xoải bước đi về phía trước, Văn Thành Đồ không khỏi cảm thấy rất hâm mộ. Dù là thế nào thì mình cũng có tranh lệch quá lớn khi so sánh với Vương Tử Quân. chương 1808, một lần đầu tiên đánh giá. Ôi, hai ngài thật sự là lãnh đạo ra tay có khác, hai người tìm được một khúc củi lớn như vậy sao? Ha ha, lần này chúng ta có thể tiến hành món nướng được rồi văn ngư nhi nói rồi quay sang mạc tiểu bắc đan thu soạn rau chị tiểu bắc chị cứ để rau cho mẹ em em và chị nướng thịt văn ngư nhi nói như vậy làm cho gương mặt văn thành đồ trượt căng cứng nhà đầu kia sao con lại xưng hô rối loạn như vậy làm sao chứ con và chị tiểu bắc nếu đứng cùng với nhau thì người ta sẽ nói hai người bằng tuổi con không thể xưng hô để chị ấy giả đi được ngài nói xem có đúng không chú vương Văn Ngư Nhi làm mặt quỷ với Vương Tử Quân rồi nháy mắt ra hiệu nói. Văn Thành Đồ căn bản nở nụ cười vì lời nói của con mình, thế là bầu không khí rất vui vẻ thoải mái. Vương Tử Quân ngồi trên ghế sa lông nhìn Tần Hoài Trung ngồi đối diện với mình, lúc này Tần Hoài Trung đang báo cáo về tình hình phát triển kinh tế của thành phố Thanh Chuyên. Tần Hoài Trung có vẻ cực kỳ quen thuộc những con số này, thế cho nên mở miệng cực kỳ lưu loát. Khi đường cao tốc gần được xây dựng xong, Tốc độ phát triển của thành phố Thanh chuyên ngày càng nhanh. Dù sao thì nơi này sản vật phong phú, có ưu thế về tài nguyên, rất nhiều xí nghiệp nhìn vào điều này, đầu tư nhiều vào thành phố Thanh chuyên. Vương Tử Quân căn bản rất thỏa mãn, sau khi hỏi vài vấn đề thì thảo luận vài cớ với Tần Hoài Trung về đường đi kế tiếp của thành phố Thanh chuyên. Khi mà Tần Hoài Trung tiếp xúc với Vương Tử Quân ngày càng nhiều thì nói chuyện cũng tùy tiện hơn vài phần. Chủ tịch Vương thành phố Thanh Chuyên chúng tôi có niềm tin chỉ cần 3 năm sẽ bước vào trong hàng ngũ hạng chung ở Mật Đông. Vì mục tiêu này mà chúng tôi đặc biệt cho ra một quy hoạch phát triển 3 năm. Tần Hoài Trung nói ra vài nội dung quy hoạch, sau đó trầm giọng nói, Chủ tịch Vương, lúc này trong tỉnh đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, không biết tỉnh ủy có điều chỉnh phạm vi lớn ở thành phố chúng tôi hay không. Bây giờ đang ở vào giai đoạn chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, nhân tâm có vài phần di động năm nay thành phố thanh chuyên hầu như trở thành ngôi sao của tỉnh mật đông tốc độ phát triển rất nhanh tần hoài trung cảm thấy thanh chuyên có thể vượt qua bất kỳ thành phố nào trong tỉnh đặc biệt là ở phương diện xây dựng đô thị hình tượng thành phố thậm chí là địa vị của thành phố cũng tăng mạnh thật sự là một năm biến đổi hai năm biến dạng tần hoài trung có lý do để tin tưởng vào điều này tiếng vọng của tần hoài trung cũng rất cao thế nhưng bất đắc dĩ áp quan trường không phải là ý dân có thể nắm được có được sự ủng hộ của nhân dân thì chưa chắc đã đạt được quan hàm cao. Nếu hắn không nói ra những thành tích của thành phố Thanh Chuyên với Chủ tịch Vương, hắn có thể an tâm được sao? Vương tử quân nhìn gương mặt của Tần Hoài Trung, hắn trầm ngâm dây lát rồi khẽ cười nói, Hoài Trung, thành phố Thanh Chuyên các anh mới xây dựng ban ngành, thế nhưng trạng thái công tác là rất tốt. Tuyến tỉnh căn bản rất hài lòng với thành phố các anh, còn những chuyện khác thì liên quan đến suy xét của tổ chức, các anh nên làm tốt công tác của mình, có tình huống nào thì nhanh chóng liên hệ với chủ tịch Hà. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên cắt đứt những lời trò chuyện của hai người, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại, chợt nghe Sầm Vật Cương bên kia nói, chủ tịch Tử Quân, tôi là Sầm Vật Cương. Chào bí thư Sầm, Vương Tử Quân suy đoán mục đích Sầm Vật Cương gọi điện thoại cho mình, hắn khẽ cười nói. Chủ tịch Vương, không quấy dày công tác của anh đấy chứ gần đây anh có bận rộn gì không? Nếu như không có việc gì, hai người chúng ta nên gặp mặt một chút, tôi có vài chuyện cần liên hệ với anh. Sầm vật cương nói rất bình thản, thế nhưng trong giọng nói có ẩn giấu vài phần uy nghiêm. Phương tử quân nghe điện thoại của sầm vật cương, hắn thầm suy đoán ý nghĩa cuộc điện thoại của người này. Hiện tại đang ở vào giai đoạn mấu chốt, chỉ sợ đối phương sẽ trao đổi vài ý kiến với mình về phương diện nhiệm kỳ mới. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi cười nói, bí thư sầm, nếu bây giờ ngài đang rảnh thì tôi sẽ đi qua ngay. À, chủ tịch tử quân, anh đến đi. Sầm vật cương nhàn nhạt, nhạt nói một câu rồi cúp điện thoại. Vương tử quân giữ chặt điện thoại trong tay, hắn nghĩ đến phương án mà Uông Thanh Minh đưa cho mình, phương án như vậy là không còn gì để nói. Hơn nữa hắn cũng có thể căn cứ vào điều này để ý thức được thái độ của sầm vật cương. Vương tử quân trầm ngâm dây lát, lúc này hắn ngẩng đầu lên và phát hiện tần hoài trung đang lẳng lặng nhìn mình hắn chợt cười nói hoài trung tôi đã hiểu rõ tình huống của các anh bí thư sầm gọi điện thoại cho tôi có chút việc tôi cần phải đến trò chuyện với anh ấy một chút vâng chủ tịch vương tần hoài trung tuy rất muốn nói với vương tử quân về phương diện nhiệm kỳ mới lần này có mang đến ảnh hưởng gì cho thành phố thanh chuyên hay không nhưng lúc này hai vị đầu sỏ trong tỉnh là sầm vật cương và vương tử quân lại có chuyện cần gặp mặt nhau hắn căn bản không thể nào ngăn cản được hơn nữa hắn còn có thể nhân cơ hội này để đến gặp mặt hà kiến trương vương tử quân tiễn tần hoài trung ra khỏi phòng làm việc của mình hắn đơn giản thu dọn vài thứ sau đó đi về phía phòng làm việc của sầm vật cương vương tử quân đi xuống cầu thang những người nhìn thấy hắn nhanh chóng đứng khựng lại như bị điểm huyệt Vương Tử Quân đi đường và liên tục gật đầu chào hỏi. Khi hắn đi lên khu văn phòng Thường ủy, thư ký của Sầm Vật Cương giống như đã biết được tin, còn chưa kịp đến gần thì người này đã nhanh chóng mở cửa phòng làm việc của Sầm Vật Cương ra chào đón Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương có biểu hiện cực kỳ khách khí, sau khi Vương Tử Quân đi vào thì cười ha hả bước ra khỏi bàn làm việc, sau đó dùng giọng nhiệt tình phân phó cho thư ký của mình đi pha trà. Sau khi viên thư ký đi ra thì sầm vật cương cười nói, hai ngày trước tôi có gặp anh Lưu, tôi không mang đến được thứ gì, thế nhưng lại mang về được một chút trà đại hồng bào, anh uống thử xem hương vị thế nào. Sầm vật cương nói đến anh Lưu. Vương tử quân căn bản biết rõ người này mời mình trà căn bản là cố ý biểu hiện mối quan hệ với anh Lưu. Thế là vương tử quân chỉ cười nhạt với những lời khoe khoang của đối phương, nhưng trà thì lại rất ngon, uống vào một ngụm không khỏi dùng giọng khoa trương khen sầm vật cương vài câu. Tử quân, có đôi khi tôi cảm thấy tỉnh Mật Đông khá nổi tiếng, ví dụ như trà đại hồng bào Hà Ni, tuy sản lượng rất ít nhưng căn bản tạo nên danh tiếng lớn. Đại hồng bào là sản nghiệp cực kỳ lớn của Vũ Di Sơn, trong tỉnh chúng ta nên cho ra nhiều công sức ở phương diện này mới được. Tuy sầm vật cương bày tỏ ý kiến về một sự việc khác, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn đồng ý với đề nghị này của sầm vật cương, bí thư sầm, Tôi đang chuẩn bị cho ra vài chính sách khuyến khích với công tác này, tiến hành cổ vũ giúp đỡ mạnh mẽ những xí nghiệp đang chú trọng phát triển các sản nghiệp có giá trị văn hóa. À, như vậy là rất tốt. Sầm Vật Cương nói vài câu chuyện với Vương Tử Quân, lúc này lão mới nói, "Chủ tịch Tử Quân, lúc này đã đến giữa tháng 7, nhiệm kỳ mới căn bản chỉ còn đếm ngược mà thôi." Hai ngày trước tôi có đi tham dự một hội nghị ở thủ đô, tuyến trên mặc dù không cho ra ngày cụ thể thế nhưng chúng ta cũng nên sớm sẵn sàng. Vương tử quân nhìn bộ dạng ngạc nhiên của sầm vật gương, hắn lập tức cười nói, bí thư ngài nói rất đúng, loại chuyện này thật sự nên sớm chuẩn bị, suy xét cho đúng chỗ. Chủ tịch tử quân, hôm trước tôi đã yêu cầu trưởng phòng uông đưa một phương án cho anh, anh đã xem qua chưa? Sầm vật gương là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, bây giờ lại ở trong phòng làm việc của mình, thế nên càng nắm chắc phương hướng trò chuyện lão nhìn vương tử quân, gương mặt đầy vui vẻ. chương 1808, hai, lần đầu tiên đánh giá. Vương tử quân căn bản khá bức bối đối với phương thức khống chế trò chuyện theo kiểu ngày của sầm vật cương. Hơn nữa phương án điều chỉnh cán bộ trong nhiệm kỳ mới của phòng tổ chức cũng làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Thế là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hắn chợt vỗ chán nói ôi, hai ngày qua tôi có quá nhiều việc, lại quên đi mất. Anh, Sầm Vật Cương đã sớm chuẩn bị xong câu nói tiếp theo, thế nhưng lão không ngờ Vương Tử Quân lại như vậy, còn chưa xem qua, như vậy phải đánh giá thế nào? Sầm Vật Cương tuy tức giận thế nhưng thật sự vướng bận thân phận của Vương Tử Quân, thế nên lời vừa cho ra khỏi miệng đã phải nuốt về. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì Sầm Vật Cương có chút bực mình. Lão trầm ngâm dây lát rồi mới dùng giọng vui vẻ nói, "Chủ tịch Tử Quân, anh nên quan tâm nhiều hơn." dù sao thì công việc này cũng rất cấp bách. Vương tử quân gật đầu rồi nói, được rồi, tôi quay về sẽ xem xét thật kỹ. Sầm vật cương lúc này cũng có vài phần vò đầu bứt tóc, lão muốn bàn với vương tử quân về sự việc này, thế nhưng vương tử quân không tiếp chuyện, sự việc sẽ bị kéo dài, như vậy lão nên ra tay vào phương diện nào. Cũng may sầm vật cương không phải là người thường, sau khi do dự dây lát thì lão mới cho ra một phương án phá giải anh nếu đã không chịu tiếp chuyện, tôi sẽ chủ động nói ra. Sầm Vật Cương trầm ngâm dây lát rồi trầm rong nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Tử Quân, tôi đã xem qua phương án kia, nó rất tốt. Anh nhìn mà xem, nếu như không có ý kiến gì, chúng ta sẽ thông qua hội nghị thường ủy, sau đó tiến hành sắp xếp theo phương án. Vương Tử Quân nhận phương án từ tay của Sầm Vật Cương, hắn cố gắng làm ra vẻ xem xét văn kiện, tuy hắn nhớ rõ ràng nội dung của nó thế nhưng hắn vẫn tỏ ra cực kỳ chăm chú. Sau khi bình tĩnh trở lại thì sầm vật cương lúc này giống như một ông lão câu cá cực kỳ ôn hòa bình thản. Vương tử quân anh không phải muốn diễn với tôi sao? Vậy thì anh diễn đi, tôi xem anh có thể giả vờ đến khi nào. Vương tử quân sau khi xem xong phương án thì cười nói với sầm vật cương, bí thư sầm, nhìn từ phương án chỉnh thể thì phù hợp với tinh thần chỉ đạo của thượng cấp trong nhiệm kỳ mới, vẫn có thể được thực hiện chỉnh thể là phù hợp và có thể được thực hiện. Sầm vật cương nghe những lời này thì hiểu ý nghĩ của vương tử quân, thế nhưng có một phần không thể dùng được. Sầm vật cương cũng không cảm thấy bất ngờ vì ý kiến phản đối của vương tử quân, chuyện này nếu như vương tử quân không thành thật lên tiếng, như vậy lão mới cảm thấy không đúng. Chủ tịch vương, anh cứ nói ra ý kiến của mình, tôi sẽ cho phòng tổ chức tham khảo xem xét, có câu nhiều người góp củi sẽ cháy mạnh, anh nói xem có đúng không vương tử quân nâng ly trà lên uống một ngụm hắn chợt cười nói tôi cảm thấy phòng tổ chức có suy xét thiếu ổn thỏa ở một vài phương diện đặc biệt là khi làm ra những phương án điều chỉnh cán bộ càng cho ra không ít vấn đề thế nào anh nói tôi nghe xem sầm vật cương đưa mắt nhìn tuy cười nhưng lại dùng giọng không mấy biểu cảm nói vương tử quân nhìn văn kiện trong tay mình hắn cười nói bí thư sầm anh nhìn cái này xem để cho triệu hiểu bạch đi làm phó chủ tịch thành phố linh long tôi cảm thấy như vậy là quá gấp gáp dù triệu hiểu bạch có năng lực tốt thế nhưng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ để làm phó chủ tịch thành phố theo tôi thấy nên để cậu ấy xuống quận huyện để rèn luyện thì tốt hơn nếu không lăn lộn vài năm ở cơ sở như vậy sao có thể biết được tình hình trong nước sao gọi là kế lâu dài được vừa rồi tôi chỉ xem qua một chút mà thôi phòng tổ chức căn bản không nghiệm cần ở phương diện này thế nên tôi cảm thấy nên để cho bọn họ kiểm điểm, sau đó tiến hành thảo luận. Sầm Vật Cương là người sắp xếp mưu kế cho Uông Thanh Minh ở sự kiện sắp xếp cho Triệu Hiểu Bạch, thứ nhất là có thể chặn miệng Vương Tử Quân, thứ hai sắp xếp Triệu Hiểu Bạch đến Linh Long, cho dù Triệu Hiểu Bạch có muốn năng động cũng khó lòng đạt được mưu đồ. Người ngoài nhìn vào phương diện nhân sự cảm thấy cực kỳ thần bí, thế nhưng đối với Sầm Vật Cương thì chẳng qua chỉ là sự cân đối quyền lực mà thôi, chỉ là một quá trình sắp xếp ghế, phân chia quả. Tất nhiên Sầm Vật Cương là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Mật Đông, lão nhất định phải là người đi đầu. Không, nếu có thể thì lão Tình nguyện thấy Vương Tử Quân phải tuân theo sự chỉ huy tuyệt đối của mình. Không ngờ Vương Tử Quân vẫn là một người kiêu ngạo bất tuân, lần đầu tiên mở miệng đã nói ra chuyện của Triệu Hiểu Bạch, còn thuận tay cài mũ lên đầu Uông Thanh Minh, thuận thế muốn sửa đổi tất cả phương án, còn làm cho mình nghẹn lời không biết nên nói như thế nào. Có lẽ những ngày qua Vương Tử Quân đã nghiên cứu phương án nhiều lần, bây giờ còn bày ra bộ dạng mới nhìn qua phương án, căn bản là quá đáng giận. Sầm Vật Cương hít vào một hơi rồi nói, đối với sự kiện liên quan đến Triệu Hiểu Bạch, tôi cảm thấy cậu ấy có năng lực công tác tốt, hơn nữa có kinh nghiệm phong phú, là thế hệ tân sinh của tỉnh Mật Đông, cán bộ trẻ tuổi cực kỳ có tương lai. Hơn nữa nhìn vào phương diện nhận chức, bây giờ cậu ấy đã đến kỳ hạn phát triển. Chủ tịch Tử Quân anh có phải là cho ra yêu cầu quá nghiêm với thủ hạ của mình không? Bí thư, nhiệm kỳ mới lần này có liên quan đến đại cục ổn định của tỉnh Mật Đông, chúng ta cần phải cực kỳ thận trọng, tinh thế mà mịn màng. Chúng ta vừa thể hiện thái độ công bình công chính, vừa phải làm cho phương án này không có chút tỷ vết nào, cho dù có tỷ vết nhỏ, chúng ta cũng không nên ôm thái độ được chăng hay chớ. Nếu như phòng tổ chức sửa đổi nhiều lần, như vậy sẽ làm cho chúng ta đỡ tốn công sức thời gian sau này. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, Vương Tử Quân nói đến nước này thì lão căn bản không còn lý do gì để tiếp tục kiên trì. Tuy lão cực kỳ tin tưởng vào nhiệm kỳ mới lần này, thế nhưng còn nhiều chuyện cần để ý, nếu như để cho Vương Tử Quân nắm được chuôi dao, chỉ sợ mình cũng phải nhượng bộ mà thôi. Chính mình xem ra có chút chủ quan, cứ nghĩ rằng Vương Tử Quân sẽ cố gắng làm náo loạn phương án của mình. Xem ra sau này mình phải suy nghĩ cẩn thận hơn nếu như chủ tịch Vương đã nói như vậy, tôi sẽ yêu cầu trưởng phòng Vương xem xét lại phương án. nhưng mà này chủ tịch Vương, sau khi anh quay về nên nghiên cứu phương án này cho thật kỹ, hiểu rõ tinh thần của phương án. sau đó trong tỉnh tiến hành thảo luận cũng không nên làm chậm trễ thêm nữa. Vương Tử Quân liên tục gật đầu với lời nói của Sầm Vật Cương, bí thư Sầm ngài nói rất đúng, tôi quay về sẽ xem xét lại. sau khi phòng tổ chức cho ra phương án mới thì chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng. Ừ, tuy cười tủm tỉm đưa Vương tử quân ra ngoài cửa thế nhưng Sầm Vật gương vẫn cảm thấy có chút một ngạt. Thảo luận vốn được nắm chắc trong tay mình, thế nhưng bây giờ lại khá bị động. Vương tử quân này xem ra rất khó đối phó, nhưng Sầm Vật gương lại nhanh chóng nở nụ cười. Tuy Vương tử quân có thể dùng thủ đoạn nhỏ để kéo dài thời gian, thế nhưng bây giờ ưu thế lớn nhất đang trong tay lão, cho dù Vương tử quân có muốn cũng chỉ là có gió không mưa, không được lợi gì tất cả phản kháng đều chỉ là châu chấu đá xe ở bên dưới chiều hướng phát triển. Chương 1809, một kiến nghị điều chỉnh làm cho người ta lo lắng. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, nụ cười trên mặt biến mất hơn phân nửa. Mặc dù người ngoài nhìn vào giống như thấy hắn giành được thắng lợi, thế nhưng thực tế hắn biết trong quá trình lần này mình rơi vào thế hạ phong. Sầm Vật Cương mặc dù muốn sửa đổi phương án thế nhưng quyền lợi vẫn nằm trong tay Mặc dù Vương Tử Quân đã gây ra vài phiền toái cho sầm vật gương, thế nhưng thực tế thì những phiền toái này là rất nhỏ, thậm chí là nhỏ đến mức không đáng kể đối với sự phân phối quyền lực vào lú Sê-en-na-phi. Tránh được một lần không tránh được 10 năm, Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, hắn suy tư xem công tác kế tiếp nên làm như thế nào. Vấn đề nhân sự luôn chú ý phương diện cân đối, sầm vật Cương muốn trồi lên là hợp tình hợp lý, thế nhưng nếu cường thế quá mức bằng phương án bá đạo, Điều này là thứ mà Vương Tử Quân không thể chịu đựng được. Một quá trình thay đổi nhân sự sắp bắt đầu, lúc này mọi người sẽ được sắp xếp ghế, sẽ được ăn thành quả mà mình cố gắng bấy lâu nay. Nếu căn cứ vào chiến tích và năng lực thì căn bản khó thể nào cho ra sự thay đổi toàn diện, vì những người có thể tiến vào danh sách điều chỉnh đều có năng lực và thành tích tốt, nếu muốn tìm ra vấn đề thì quá khó khăn. Hơn nữa trong quan trường có truyền miệng một câu đánh giá cán bộ như thế này nói đi thì anh đi cũng được mà không đi cũng được nếu nói anh không được đi anh căn bản không thể cất bước tuy những lời này có vài phần cực đoan nhưng cũng phản ánh được một khía cạnh khi vương tử quân quay về phòng làm việc của mình lúc này có người đang chờ đợi đó là bí thư ủy ban tư pháp lý trinh siêu người này đang mỉm cười chờ mình trong phòng làm việc của triệu hiểu bạch vương tử quân căn bản sẽ rất nhiệt tình với vị bí thư ủy ban tư pháp có quan hệ tốt với mình thế nên hắn nhanh chóng duỗi hai tay ra nói chào bí thư lý anh đúng là khách quý lý trinh siêu mỉm cười bắt tay vương tử quân trên mặt hắn là nụ cười nhàn nhạt sau đó hắn cùng đi với vương tử quân về phòng sau khi triệu hiểu bạch đi vào rót trà và lui ra bí thư lý cười nói chủ tịch vương tôi có nghe nói hình như vừa rồi anh đến phòng làm việc của bí thư sầm thì phải những chuyện này không thể giấu giếm sau khi nghe Lý Trinh Siêu hỏi như vậy thì Vương Tử Quân thản nhiên nói, "Là bí thư gọi điện thoại cho tôi đến." À, Lý Trinh Siêu cũng không nói gì thêm, hắn chuyển chủ đề lên người Tiểu Bảo Nhi, "Hôm trước tôi ở đi trong sân khu nhà thường ủy tỉnh ủy thấy cậu bé nhà anh đi học về, tiểu tử kia thật sự rất đáng yêu, hơn nữa tri thức lại rất rộng." "Đúng rồi, tôi nghe nói hai ngày trước gia đình anh và gia đình bí thư Văn đi dã ngoại nướng thịt có phải không?" Vương tử Quân cười cười nói, con gái của bí thư văn thích chơi với tiểu Bảo Nhi, lần này là cô ấy tự mình tổ chức, tôi cảm thấy như vậy cũng có thể làm cho người ta thả lỏng một chút. Đúng vậy, chúng ta bình thường cứ bận rộn công tác, đến khi thích hợp phải thả lỏng một chút, đây gọi là giảm sức ép. Chủ tịch Vương, lần sau nếu như ngài còn đi dã ngoại như vậy nhất định phải gọi cả tôi, tôi cũng rất muốn hòa mình vào thiên nhiên. Vương tử quân nghe bí thư lý cứ mãi nói ra chuyện mình đi dã ngoại với văn thành đồ, lại giống như cực kỳ muốn biết kết quả, thế là hắn do dự dây lát rồi cười nói tốt, như vậy thì chúng ta một lời quyết định, sau này chúng ta sẽ cùng đi cho thêm vui. Anh văn hầu như tất cả phương diện đều không tệ, thế nhưng có đôi khi tâm sự quá nặng, làm cho bầu không khí cũng không quá rộn rã. Ha ha ha, bí thư văn chính là như vậy, Lý Trinh Siêu càng cười thêm vui vẻ, nhưng vương tử quân lại thấy được vẻ thất vọng của lý trinh siêu lần này lý trinh siêu đi đến cũng là vì chuyện nhiệm kỳ mới tuy bây giờ chỉ có mình sầm vật cương văn thành đồ và trưởng phòng tổ chức uông thanh minh là biết rõ ràng nội dung của phương án thế nhưng những sự việc liên quan đến nhân sự trước nay căn bản không phải là tường kín gió bí thư lý mặc dù không phát triển quá mạnh mẽ ở mật đông thế nhưng dù sao vẫn có con đường nhận tin của mình sau khi trò chuyện một lúc thì Lý Trinh Siêu đứng lên chuẩn bị cáo từ, nhưng trước khi đi thì Lý Trinh Siêu do dự dây lát rồi nói, Chủ tịch Vương, tôi nghe nói bây giờ phòng tổ chức đã cho ra phương án về nhiệm kỳ mới rồi có phải không? À, hai ngày trước tôi có xem qua phương án trưởng phòng uông đưa đến, chỉ là biết đại khái, thế nhưng nếu muốn thông qua còn chờ một thời gian nữa. Vương Tử Quân dùng giọng trịnh trọng nói với Lý Trinh Siêu. Lý Trinh Siêu khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, nhưng hắn lại cực kỳ phẫn nộ với nội dung phương án điều chỉnh cán bộ trong nhiệm kỳ mới lần này của phòng tổ chức tỉnh ủy. Hắn nhìn vào phương diện tin tức nhận được, hắn biết Sầm Vật Cương quyết tâm muốn lập uy, những cán bộ có quan hệ thân cận và được Sầm Vật Cương xem trọng đều có bước nhảy vọt lớn trong nhiệm kỳ mới lần này, càng được điều chỉnh lên vị trí quan trọng. Lý Trinh Siêu hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì? trước nay hắn là người có cực kỳ ít quyền lên tiếng ở trong phương diện nhân sự nhưng hắn có thể quan tâm một chút lo lắng một chút cho người của mình thế nhưng lần này hắn căn bản không làm gì được lần này lý trinh siêu đến tìm chủ yếu là thám thính tin tức từ phòng làm việc của vương tử quân tuy sầm vật cương là bí thư tỉnh ủy khẳng định là người chủ động ở sự kiện này thế nhưng vương tử quân là phó bí thư kiêm chủ tịch tỉnh tuyệt đối không phải là người đứng ngoài nhìn vào hơn nữa dựa vào những gì mà Lý Trinh siêu hiểu về Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương sẽ tuyệt đối không im lặng ở sự kiện này, người này căn bản còn chú ý đến phương diện phân phối cán bộ trong nhiệm kỳ mới còn hơn cả mình. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng là lãnh đạo đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh, đám cán bộ cần được giúp đỡ nhiều hơn mình. Vâng, Chủ tịch Vương, tôi tin tưởng chỉ cần thông qua một thời gian ngắn thì phương án điều chỉnh cán bộ trong nhiệm kỳ mới sẽ càng vững chắc hơn. Lý Trinh Siêu là người rất thông minh, hắn vừa nói vừa bắt tay thật chặt với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có thể cảm ứng được độ mạnh yếu của cái bắt tay của Lý Trinh Siêu, hắn chợt nói: Bí thư Lý, trong thời điểm nhiệm kỳ mới, có một vài tình huống mà chúng ta cần nên chú ý. Vương Tử Quân cũng không nói chú ý điều gì, Bí thư Lý không khỏi chố mắt dây LST, nhưng khi thấy Vương Tử Quân khẽ nháy mắt thì thầm hiểu vấn đề, hắn chợt gật đầu nói: Chủ tịch Vương. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú công tác trong thời gian diễn ra sự kiện này." Lý Trinh Siêu rời đi, Vương Tử Quân vào trong phòng và cảm thấy tâm ý có vài phần rối loạn. Mặc dù Lý Trinh Siêu tỏ ra giúp đỡ mình, thế nhưng bây giờ người này lại tỏ ra không tập trung để đi đến thám thính thông tin, điều này đã nói rõ khó thể ngồi yên được nữa. Một người vừa mới đó đã rơi vào tình huống sợ tê cóng tay chân, như vậy sao có thể làm được chuyện đại sự gì nữa? bây giờ có lẽ vì chuyện của nhiệm kỳ mới mà có nhiều người ngồi không yên rồi. Vương tử quân rút gói thuốc đã bỏ vào ngăn kéo từ khá lâu ra, hắn rút ra một điếu. Sau khi đắn đo một lúc, hắn lại đặt thuốc vào trong bao. Hắn đã quyết định từ bỏ thì không nên tùy tiện phá giới. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, triệu hiểu bạch đi vào nói, Chủ tịch, vừa rồi sở xây dựng có gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài về phương diện xây dựng đô thị. Để cho bọn họ đến vào ngày mai, Vương tử Quân suy tư giây lát rồi nói với Triệu Hiểu Bạch. Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng chuẩn bị rời đi, lúc này chợt nghe Vương tử Quân nói, "Hiểu Bạch, vừa rồi tôi mới từ chối cho cậu làm phó chủ tịch thành phố, cậu căn bản không còn cơ hội đến thành phố Linh Long làm phó chủ tịch thành phố nữa rồi." Triệu Hiểu Bạch có chút sững sốt, hắn chưa từng nhận được văn kiện của phòng tổ chức tỉnh ủy, tất nhiên không hiểu rõ sắp xếp của mình, nhưng hắn nghĩ lại thì biết đây là sầm vật gương đang đẩy mình lên. chương 1809, hai kiến nghị điều chỉnh làm cho người ta lo lắng. Nhưng sầm vật gương làm như vậy cũng không phải là tán thưởng mình, sau đó nhất định phải đẩy mình lên. Ngược lại hành vi của người này càng giống như dùng triệu hiểu bạch làm một lá bài, ý nghĩa rất sâu xa nếu như chủ tịch vương đồng ý lời đề nghị của sầm vật cương như vậy sầm vật cương có thể mượn lá bài tẩy của mình để tiến hành trao đổi quyền lực với chủ tịch vương chỉ cần suy nghĩ giây lát thì thấy rõ mục đích của sầm vật cương bí thư sầm muốn dùng phương thức đánh bài như vậy để đổi lấy sự gật đầu cho phép của chủ tịch vương sau đó thuận lợi thông qua kiến nghị điều chỉnh lần này nếu như vương tử quân đồng ý như vậy sầm vật cương sẽ là người thắng Lùi một bước thì thấy vương tử quân nếu không đồng ý thì sầm vật cương sẽ không tổn hao thứ gì, không những không mất mát, thậm chí còn có nhiều chỗ tốt, vì dù sao Triệu Hiểu Bạch cũng không thể được nhét vào thành phố Linh Long. Triệu Hiểu Bạch là người tâm phúc của Chủ tịch Vương, sầm vật cương ném một người như hắn vào trong địa phương mà chính mình chú trọng, như vậy Triệu Hiểu Bạch còn có thể phát ra hào quang sao? Điều này là căn bản không thể được. Trong mắt nhiều người thì vị trí phó chủ tịch thành phố Linh Long căn bản là cực kỳ động tâm, nhưng Triệu Hiểu Bạch biết rõ Linh Long là thành phố được sầm vật cương coi trọng cao độ, chính mình đến nơi này sẽ không có mấy cơ hội. Đối với hắn thì Linh Long chính là lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, một khi hắn tiến vào nếu như không trải qua 9981 cửa ải, chỉ sợ khó thể nào đắc đạo thành tiên. Không, cho dù hắn có gian khổ rèn luyện và cố gắng phát triển, chỉ sợ cũng chưa hẳn đã thành tiên. Cảm ơn chủ tịch Vương, tôi sẽ cố gắng đi theo ý nghĩ của ngài. Tôi cảm thấy mình rèn luyện ở cơ sở sẽ tốt hơn, khởi điểm thấp thì sẽ khó vấp ngã hơn. Triệu Hiểu Bạch nói lời này cũng không phải không thật lòng, hắn biết rõ càng xuống cơ sở gian khổ càng dễ làm ra thành tích làm cho người ta lau mắt nhìn. Hơn nữa chỉ cần Vương Tử Quân còn ở lại Mật Đông, chính mình muốn tiến lên không phải điều gì khó khăn. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói gì thêm trong phòng làm việc của sầm vật cương uông thanh minh nghiêm túc ngồi trên ghế hắn đã biết chuyện vương tử quân gặp mặt trò chuyện cùng sầm vật cương đồng thời còn biết hai người trao đổi về phương diện thay đổi nhân sự uông thanh minh biết rõ dựa theo phương án mà chính mình đề ra thì vương tử quân và sầm vật cương gặp mặt nhau sẽ tan giã không vui vừa rồi tôi vừa gặp mặt chủ tịch vương sầm vật cương nhìn thoáng qua uông thanh minh rồi thản nhiên nói uông thanh minh không lên tiếng Hắn biết Sầm Vật Cương cố gắng nói rồi dừng cũng không phải chờ nghe ý kiến của mình, thế nên chỉ có thể chờ mà thôi. Chủ tịch Vương căn bản cho ra vài nghi vấn làm cho tôi không dễ nói chuyện. Anh ấy cho rằng có vài điểm trong phương án mà phòng tổ chức các anh cần sửa đổi. Sửa đổi phương án, Uông Thanh Minh nhìn biểu hiện gương mặt của Sầm Vật Cương giống như đã đồng ý với yêu cầu của Vương Tử Quân. Đây là có chuyện gì? Uông Thanh Minh thầm cảm thấy hoài nghi, hắn không khỏi lên tiếng bí thư sầm, phương án này cần sửa đổi chỗ nào? Chúng ta nên xem xét lại phương diện nhận chức của đồng chí Triệu Hiểu Bạch. Theo lời của Chủ tịch Phương, không nên cho cậu ấy đi quá nhanh, nên rèn luyện thêm ở cơ sở. Sầm vật cương nói đến đây thì vỗ đầu mình nói, khi đó vì anh ấy lên tiếng như vậy, tôi cũng không thể lấy cớ gì khác. Mặc dù sầm vật cương vỗ đầu thế nhưng Uông Thanh Minh cũng nhìn ra chút áo nào của lãnh đạo. Hắn hiểu Sầm Vật Cương căn bản cũng không quá tức giận, thế nên mới khẽ cười nói, "Bí thư Sầm, tất cả đều theo sóng tiến về phía trước, mặc dù quá trình có vài phần phập phồng lên xuống, thế nhưng dù là ai cũng không thể ngăn cản được." Sầm Vật Cương rất quen thuộc những lời nói theo kiểu này của Uông Thanh Minh, bây giờ Uông Thanh Minh tiếp tục nói như vậy làm cho lão không khỏi có chút buồn cười. Lão vốn cảm thấy có chút bực mình, thế nhưng lúc này chợt nhanh chóng tiêu tán sầm vật cương cười ha hả nói trưởng phòng uông anh làm trưởng phòng tổ chức lại quá quen thuộc nghiệp vụ của trường đảng tôi thấy anh thích hợp làm hiệu trưởng trường đảng hiệu trưởng trường đảng trước nay đều là do phó bí thư chuyên trách kiêm nhiệm bây giờ hiệu trưởng trường đảng chính là phó bí thư tỉnh ủy văn thành đồ sầm vật cương nói những lời này có ý đùa giỡn thế nhưng uông thanh minh nghe vào tai mà hai mắt không khỏi lóe lên vài phần hy vọng cảm ơn bí thư sầm đã coi trọng tôi tôi nhất định sẽ làm tốt công tác của bản thân, căn bản không phụ lòng kỳ vọng của bí thư sầm. Tuy Uông Thanh Minh không biết rõ bí thư sầm có phải là vui sướng nhất thời hay không, thế nhưng nhìn từ vẻ bề ngoài thì Uông Thanh Minh không dám ăn nói hàm hồ, càng có thêm vài phần chém đinh chặt sắt. Sầm vật cương nhìn Uông Thanh Minh rồi khoát tay áo nói, được rồi, chuyện này tôi biết rõ, điều quan trọng nhất của chúng ta bây giờ làm làm tốt công tác của nhiệm kỳ mới vương tử quân ngồi trong xe và nghĩ đến tình cảnh vừa gặp mặt kim chính thiện lúc này kim chính thiện đã hiểu quá rõ ràng về tình huống của nhiệm kỳ mới thế cho nên vừa rồi có vài phần bực tức kim chính thiện không bực tức mới là quá bất ngờ dù sao thì kim chính thiện cũng là thường ủy tỉnh ủy bí thư thị ủy rừng mật nhưng lại không có quyền lên tiếng với việc điều động ban ngành trong nhiệm kỳ mới điều này hầu như là một khiêu chiến quá lớn với uy tín của hắn Tuy điều này cũng không thể nào làm dao động vị trí của Kim Chính Thiện ở thành phố rừng mật, hơn nữa chủ tịch Hải Bác ở thành phố rừng mật lại cực kỳ phối hợp với công tác của hắn, thế nên phương diện công tác không xảy ra vấn đề. Thế nhưng những người được hắn đề cử lại không thể tiến lên, điều này sao có thể làm cho hắn bình tâm tĩnh khí cho được. Thế cho nên Kim Chính Thiện tỏ ra cực kỳ căm tức, thậm chí không tiếc lời nói rằng sẽ lấy danh nghĩ thị ủy rừng mật để làm tốt công tác với các vị đồng chí có khả năng được điều động. Trương 1810, tôi muốn cho anh vui mừng. Vương Tử Quân tuy cố gắng trấn an Kim Chính Thiện, thế nhưng hắn lại không thể nhanh chóng cho ra biện pháp hữu hiệu, như vậy thì sự việc sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng biện pháp hữu hiệu sẽ dễ dàng có được sao? Mình là chủ tịch tỉnh, căn bản không thể nào nắm chắc được phương diện nhân sự vốn là của bí thư, hơn nữa sầm vật cương lại có ưu thế số đông trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy tuy tranh lệch số lượng thường ủy giữa hai bên chỉ là một, thế nhưng khi mà cần phải xé toạc ra mặt để biểu quyết, số một cũng có thể làm cho kết quả khác biệt. Tuy vương tử quân không muốn làm cho sự việc cứ mãi cứng nhắc, thế nhưng hắn là nhân vật thống lĩnh một phương, có đôi khi cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Ôi, bố về rồi, bố về rồi, tiểu bảo nhi tươi cười chạy ra khỉ nhà, nhìn qua giống như một quả đạn pháo nhào về phía vương tử quân. Vương tử quân giang rộng tay ôm con vào lòng, lúc này những chuyện không thoải mái tích tụ trong lòng tan biến đi vài phần. Khi hắn chuẩn bị hôn con trai một cái, hắn chợt phát hiện trong nhà có người. Chủ tịch Vương, ngài đã về rồi. Trần Đông Mai thấy Vương Tử Quân đi vào nhà thì vội vàng đứng lên nói. Vương Tử Quân nhìn Trần Đông Mai đang mặc tạp dề cùng làm sủi cảo với Mạc Tiểu Bắc trong bếp, hắn có chút sững sốt, sau đó chợt cười nói, chị Trần, chị đang tăng ra cải thiện bữa cơm cho gia đình chúng tôi đấy. Trần Đông Mai đưa tay lên nói, hôm nay tôi và giám đốc mặc đi cắt tóc cho tiểu bảo nhi, tiểu tử kia nói muốn ăn sủi cảo, thế nên tôi sung phong đi nhận việc. Vương tử quân căn bản giờ khóc giờ cười với những biến hóa của mạc tiểu bắc vào lúc này, không ngờ nàng lại ngoan ngoãn phục tùng chiều ý của con trai như vậy, cũng không sợ phiền toái. Vương tử quân đặt cặp công văn xuống rồi nói, nhiều sủi cảo như vậy có thể cho tiểu tử kia ăn mập như heo. Vương tử quân nói rồi bắt đầu rửa tay tham gia vào đội ngũ làm sủi cảo. Trần Đông Mai tuyệt đối không ngờ Vương tử quân là chủ tịch tỉnh mà cũng tự mình xuống bếp, thế là không khỏi được mở rộng tầm mắt. Nàng thầm nghĩ đây là cơ hội có một không hai để trao đổi với chủ tịch Vương, thế là không khỏi nở nụ cười sáng lạn. Đúng rồi, chị Trần, anh nhà chị có bận rộn gì không? chúng ta làm quá nhiều sủi cảo gọi anh ấy đến nếm thử có được không vương tử quân căn bản là người tinh thông đạo lý đối nhân xử thế hơn mạc tiểu bắc hắn biết rõ trần đông mai sở dĩ vây quanh mạc tiểu bắc như vậy không phải là vì chồng sao thật sự là làm khó người phụ nữ này vương tử quân cảm thấy lý đại vi tuy là người cổ hủ thế nhưng lại có năng lực chỉ cần không liên quan đến tính nguyên tắc thì hắn tình nguyện đẩy những người chủ động thân cận với mình như thế này tiến lên anh ấy đã đưa con về nhà bố mẹ, đến tối mới có thể quay về. Mặc dù Trần Đông Mai nửa mừng nửa lo với lời đề nghị của Vương Tử Quân, thế nhưng nơi đây không phải chỗ bình thường, nếu như chồng mình có việc không đến được, chỉ sợ sẽ có tác dụng phản ngược. Vương Tử Quân làm sủi cảo không quá nhanh, kiếp trước có liêu an như ra tay, kiếp này mỗi ngày hắn đều có nhiều chuyện cần xử lý, thế nên chủ yếu ăn sủi cảo ở bên ngoài. Trong quá trình làm sủi cảo thì thường có nhiều cơ hội trò chuyện, hơn nữa Trần Đông Mai lại rất nịnh nọt, thế nên phòng bếp liên tục vang lên tiếng cười. Chủ tịch Vương, nói ra thì anh nhà tôi cũng thật là, sáng sớm đã đi làm, có nhiều chuyện người khác mắt nhắm mắt mở cho qua, thế nhưng anh ấy thì kiên trì nguyên tắc, kết quả là bây giờ không khá hơn xưa, lại mệt mỏi hơn, không chiếm được lợi ích gì tốt. Sau khi kéo chủ đề lên người Lý Đại Vi, Trần Đông Mai nói mà giống như muốn khóc. Vương tử quân không lên tiếng, Cán bộ cấp cục như Lý Đại Vi vốn không phải là chuyện mà hắn quan tâm. Nhưng hắn không phản đối lời nói của Trần Đông Mai, dù sao nghe người này có vài câu cũng không có vấn đề gì. Trần Đông Mai thấy Vương Tử Quân cũng không tức giận thì nói tiếp, ví dụ như sự việc ở thành phố San Hà, giai đoạn đầu thì người ta phối hợp công tác rất tốt, thế nhưng kết quả đưa đến anh ấy thì mắc kẹt. Bây giờ thì thành phố San Hà tìm đường tắt, tìm được người hoàn toàn bỏ qua cửa ải của anh ấy để hoàn thành công tác. Khi đó tổng giám đốc của công ty Tam Kiến bên kia có nói thẳng thừng là thế nào cũng được thông qua. Thành phố San Hà thế nào vậy? Vương tử quân buông sủi cảo xuống rồi thuận miệng hỏi. Hình như là tỷ lệ gì đó không đủ, tôi căn bản không hiểu sâu về chuyên môn này, dù sao thì bây giờ nghe nói vì chuyện này mà có không ít người tố cáo. Trần Đông Mai chỉ là một người nói ra những chuyện không công bình với chồng mình, căn bản không chú ý đến sự thay đổi gương mặt của Vương Tử Quân. Thành phố San Hà chính là một trọng điểm trong công tác của nhiệm kỳ mới lần này, bí thư thị ủy San Hà đã đến tuổi về hưu, lại có nhiều người nhìn vào vị trí này. Vài ngày trước Trương Bản Tiến còn trò chuyện với mình về chuyện này, nói một bộ hạ cũ của mình đang làm phó chủ tịch thường vụ thành phố San Hà, càng muốn tiến lên làm phó bí thư thị ủy từ vị trí phó chủ tịch thường vụ tiến lên phó bí thư thị ủy cũng không phải là bậc thang gì quá lớn, thế nhưng phương án mà phòng tổ chức tỉnh ủy đưa ra lần này lại điều chỉnh người kia làm phó bí thư ủy ban tư pháp. Dù là ai cũng thấy rõ ý nghĩa của công tác điều chỉnh như vậy, thế nhưng khi bàn luận với sầm vật gương về công tác nhiệm kỳ mới, Vương Tử Quân cũng không nhắc đến điều này. Một nồi sủi cảo nấu hơn 10 phút là được dọn lên bàn, Vương Tử Quân cười nói với bộ dạng có chút gò bó của Trần Đông Mai chị Trần, chị nói khi nào anh Lý Đại Vi có thời gian thì đến nhà tôi một chút, có vài việc tôi cần trao đổi với anh ấy. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì Trần Đông Mai vui mừng đến mức thiếu chút nữa đã hét lên. Mặc dù nàng không biết Vương Tử Quân sẽ nói gì với chồng mình, thế nhưng dù sao thì cũng đã bắt cầu thành công. Cho dù chồng mình lần này không thể tiến lên, lần sau sẽ nhất định sẽ vương lên. Chủ tịch Vương là ai? Đây là một vị lãnh đạo tỉnh ủy mà mình chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Vâng, lần sau chúng tôi sẽ nhân dịp chủ tịch có thời gian mà cùng đến. Vương Tử Quân cười cười mà không nói gì thêm. Buổi tối nghỉ ngơi Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Trương Bản Tiến. Tuy hai người ở không quá xa nhau, thế nhưng có đôi khi bọn họ liên lạc điện thoại sẽ thuận tiện hơn. Hơn nữa trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy này cũng không thích hợp nhà nhà qua lại với nhau. Chủ tịch Vương, hôm nay nhận được thông báo của văn phòng tỉnh ủy, nói bằng bí thư sầm muốn nghe đơn vị chúng tôi báo cáo công tác. Sau khi nối thông điện thoại thì Trương Bản Tiến khẽ nói với Vương Tử Quân. Trương Bản Tiến bây giờ là chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh, sầm vật cương muốn nghe mặt trận tổ quốc báo cáo công tác không là vấn đề gì cả, thế nhưng Vương Tử Quân nghe lời nói của Trương Bản Tiến và có vài suy nghĩ khác. Lúc này Vương Tử Quân đã tạo nên xu thế núi lớn ép lên đầu, Bây giờ lại muốn nghe ý kiến của mặt trận Tổ quốc, ý nghĩa là có thể xem xét." Vương Tử Quân cười cười nói, "Bí thư Sầm quan tâm đến công tác của anh, điều này là bình thường." Chủ tịch nói rất đúng, tôi chuẩn bị báo cáo công tác với Bí thư Sầm, mong anh ấy quan tâm hơn đến công tác của mặt trận Tổ quốc." Trương Bản Tiến cười ha hả rồi lớn tiếng nói, "Vương Tử Quân cũng đang cười, hắn nói vài câu với Trương Bản Tiến khi định cúp điện thoại thì trương bản tiến chợt nói chủ tịch hôm nay có nhiều người đến nói với tôi về phương diện điều chỉnh nhân sự có không ít người tỏ ra cực kỳ bực tức cực kỳ bực tức tuy chỉ là bốn chữ nhưng lại ẩn giấu nhiều ý nghĩa vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi cười nói đại sự còn chưa được quyết định bọn họ bực tức cái gì chứ nếu như có người tìm anh anh không cần quan tâm nhiệm kỳ mới cũng không phải là sự kiện mà bọn họ có thể quan tâm nên yêu cầu bọn họ đứng đắn làm tốt công tác của mình vương tử quân nói không lớn nhưng nghe vào trong tai trương bản tiến lại có vài phần vang vọng trương bản tiến hiểu rõ thế cục bây giờ vương tử quân nói ra những lời này là cố ý cho mình uống thuốc an thần vương tử quân cúp điện thoại và rơi vào trầm ngâm sầm vật cương bây giờ yêu cầu trương bản tiến của mặt trận tổ quốc đến báo cáo công tác tuyệt đối không phải là hành vi cao hứng nhất thời sầm vật cương muốn làm gì trên quan trường không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Tuy Vương Tử Quân có lòng tin với mình, thế nhưng bây giờ sầm vật gương đã bày ra tư thái đại cục đã định, những người khác còn giúp đỡ mình sao? Vương Tử Quân nghĩ đến phương diện bây giờ mình có chút yếu thế, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, như vậy chỉ sợ sẽ càng thêm đau đầu. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, gương mặt có thêm vài phần nghiêm túc cẩn trọng nhưng ngay sau đó hắn lại tỏ ra cực kỳ kiên nghị, hắn đứng lên sải bước đi về phía phòng làm việc của mình. Tối nay có gió không nhỏ, vương tử quân tiện tay mở cửa sổ ra, một luồng gió khá mạnh ùa vào. chương 1811 một gìn giữ cái đã có thừa, khai thác cái chưa đủ. Sầm vật cương là bí thư tỉnh ủy, chỉ cần xuống bên dưới kiểm tra giám sát thì căn bản là tiền hô hậu ủng thế cho nên bây giờ cả cục công an tỉnh đều lưu bù công tác vì hành trình kiểm tra của bí thư sầm. Chẳng qua phần lớn mọi người đều chỉ ngắm bí thư sầm thông qua cửa sổ văn phòng, chỉ có một số ít lãnh đạo được tiếp kiến bí thư sầm mà thôi. Thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp Lý Trinh Siêu, phó chủ tịch tỉnh kiêm cục trưởng cục công an nghiêm khâm binh cùng đi với sầm vật cương, khi làm tốt công tác tọa đàm với các cán bộ trung tầng của cục công an tỉnh. Lúc này sầm vật cương nói với Lý Trinh Siêu, Bí thư Lý, hai người chúng ta đã lâu không trò chuyện với nhau, nhân cơ hội có chủ tịch nghiêm ở chỗ này, chúng ta cùng thảo luận một chút. Tôi cũng có vài phần công tác cần báo cáo với bí thư. Lý Trinh siêu cười ha hà nói. Trong phòng khách ấm áp của Cục Công an tỉnh, hương trà thơm ngát làm cho lòng người mê say, nghiêm khâm binh do dự dây lát rồi cười nói với sầm vật gương. Bí thư sầm, lúc này đã đến giữa trưa, là thời điểm Cục Công an nghỉ ngơi dùng cơm. Nhân viên công tác của cục công an chúng tôi thường đến căn tin dùng cơm, tôi đi xuống xem xét tình huống như thế nào. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão thầm khen Nghiêm Khâm binh khéo hiểu lòng người. Nhiều khi một người có thể làm cho anh thoải mái cũng không phải là vì người đó quá xuất chúng, chẳng qua đơn giản là khi anh muốn ngủ thì người này đưa gối đến kê đầu, anh sao lại không thích đối phương cho được. Khi Sầm Vật Cương dùng ánh mắt lơ đãng nhìn gương mặt với nụ cười của Lý Trinh Siêu, lão không khỏi có vài phần tiếc nuối, nếu như có thể đổi vị trí của hai người Lý Trinh Siêu và Nghiêm Khâm Binh cho nhau thì tốt biết bao. Bí thư Lý, gần đây công tác của Ủy ban Tư pháp tỉnh Mật Đông luôn đi đầu cả nước. Một hoàn cảnh phát triển tốt đẹp sẽ là cực kỳ quan trọng cho đại cục phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông. Trải qua chuyến viếng thăm lần này, tôi phát hiện dù nhìn từ phương diện năng lực hay thái độ công tác thì các cán bộ của Ủy ban Tư pháp tỉnh căn bản đều rất tốt phấn chấn tinh thần, căn bản là rất không tồi. Sầm vật cương chờ nghiêm khâm binh đóng cửa phòng lại thì cười nói với Lý Trinh Siêu. Lý Trinh Siêu căn bản đã sớm không còn được nghe những lời khích lệ theo kiểu như vậy. Những năm qua hắn bị cho ra rìa ở tỉnh Mật Đông, tâm tình ngày càng trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn biết rõ những lời khích lệ của Sầm Vật Cương với mình chỉ là một mở đầu, ngay sau đó còn nhiều bài hát với nội dung hay ho được vang lên nhưng có một điều mà Lý Trinh Siêu hiểu rõ ràng, sầm vật cương đến đây không phải vì khích lệ mình. Hắn biết rõ ý nghĩ của đối phương dừng lại ở nơi nào. Bí thư sầm, công tác có vài thành tích thế nhưng vẫn còn nhiều phương diện chưa hoàn thiện, bí thư là người đứng cao thấy xa, mong bí thư sầm chỉ điểm nhiều hơn cho công tác kế tiếp của chúng tôi. Cũng mong bí thư cho ra ý kiến phê bình để chúng tôi nhanh chóng đẩy mạnh đốc xúc công tác. Lý Trinh Siêu nói rất cẩn thận theo ý của sầm vật cương thì bây giờ Lý Trinh Siêu có quan hệ thân cận với Vương Tử Quân, thế nhưng lão cũng không quá quan tâm đến những lời gìn giữ chính mình này của Lý Trinh Siêu. Vì sầm vật cương trước nay quá cường thế, khi mà nghiêm khâm binh được đề bạt làm phó chủ tịch tỉnh, lực ảnh hưởng của nghiêm khâm binh ở trong ủy ban tư pháp là cực kỳ thấp. Nhưng Lý Trinh Siêu căn bản không có sai lầm gì, thế nên sầm vật cương trước kia tuy có ý nghĩ đổi người, lại chẳng tìm được lý do nào. Tốt, anh có thái độ công tác không kiêu căng không vội vàng như vậy là rất tốt. Sầm vật cương nhìn Lý Trinh Siêu rồi cười nói, gần đây hệ thống tư pháp của tỉnh cho ra nhiều thành tích, cũng có không ít cán bộ có năng lực. Tôi hy vọng khi bí thư Lý công tác thì nên chú trọng tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, liên tục duy trì và bảo đảm cung cấp nhiều nhân tài cho hệ thống cục công an trong tỉnh. Lý Trinh Siêu nghe đến phương diện bồi dưỡng cán bộ thì vẻ mặt có chút biến đổi, hắn biết rõ bây giờ sầm vật cương nói đến phương diện bồi dưỡng cán bộ là có ý nghĩa gì. Hắn là người từng bước bò lên từ cơ sở, hắn cảm thấy mình căn bản có lực ảnh hưởng sâu xa ở trong phạm vi công tác của mình. Nhưng lực ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy có đôi khi là động lực và cũng có lúc là áp lực. Nếu anh muốn thủ hạ tỏ ra kiên quyết ủng hộ mình, hơn nữa còn đạt đến trạng thái được ủng hộ tốt nhất, như vậy anh phải làm người nâng đỡ cho cán bộ đi theo sau lưng nếu không đám thủ hạ kia đứng chờ quá lâu không có lợi ích gì bọn họ sẽ nản lòng thoái chí căn bản thay đổi lề lối tuy Lý Trinh Siêu không thể tạo dựng nên hệ phái của mình ở tỉnh Mật Đông thế nhưng cũng có những người có quan hệ sâu với mình những người kia đều là cộng sự lâu năm của hắn mỗi người đều có yêu cầu chính trị của mình những năm qua Lý Trinh Siêu bị sầm vật gương cho ra rìa thế cho nên trong hệ thống tư pháp có vấn đề về phương diện sử dụng cán bộ Ví dụ như có đồng chí quá niên hạn nhận chức nhưng còn chưa lui ra, có đồng chí đến thời điểm cần được tiến lên nhưng lại qua kỳ hạn, không thể được điều chỉnh kịp thời, thế nên cho ra nhiều ý kiến, cũng có đồng chí vì không tìm được cách giải quyết cho chức vụ của mình, thế nên tạo nên ảnh hưởng khá lớn. Hễ là những vấn đề thế này đều căn bản là cực kỳ cấp bách. Bây giờ đến thời điểm nhiệm kỳ mới, Lý Trinh Siêu cũng cảm nhận được áp lực lớn cho mình mặc dù trước khi đến hắn đã hạ quyết tâm trò chuyện với sầm vật cương thế nhưng bây giờ nghe sầm vật cương nói như vậy cũng không khỏi không động lòng chỉ cần lúc này mình mở miệng như vậy sẽ chuyển sang phía sầm vật cương như vậy hắn sẽ dễ dàng tìm phần thắng cho người của mình trong nhiệm kỳ mới lần này lúc này sầm vật cương khó thể nào bạc đãi mình nhưng làm như vậy thì thanh danh của lý trinh siêu bị ảnh hưởng nặng nề cũng đại biểu cho thế lực của vương tử quân trong mật đông sau này sẽ cực kỳ sơ cứng, cái giá của nó là rất lớn. Lý Trinh siêu nghĩ đến đây thì không khỏi mỉm cười, cảm ơn bí thư sầm đã quan tâm đến các cán bộ trong hệ thống tư pháp của chúng tôi, sau này khi tổ chức họp cán bộ trong ngành, tôi nhất định sẽ truyền đạt chỉ thị của ngài, đây rõ ràng là lời cổ vũ lớn lao cho các đồng chí cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Lý Trinh Siêu nói rất khách khí nhưng ánh mắt của Sầm Vật Cương lại càng thêm nghiêm túc. Lão biết rõ Lý Trinh Siêu đang thông qua những câu nói này để cho ra đáp án với mình. Gian ngoan mất linh, tuy sầm vật cương có chút phẫn nộ thế nhưng vẫn bảo trì phong độ của mình. Lão cười nhạt rồi nói, bí thư Lý, hai người chúng ta chỉ là tùy tiện trò chuyện vài câu, anh phải nghiêm túc như vậy sao? Hai ngày qua truyền thông có đưa tin tỉnh hàng xóm xử lý sai một vụ án làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Mặc dù những chuyện thế này chưa từng xuất hiện ở Mật Đông, Thế nhưng tôi hy vọng các đơn vị của Ủy ban Tư pháp khi tham gia phá án thì phải nghiêm khắc tuân thủ chức trách, trách để xuất hiện sai lầm, không nên che phía trước và giám sát phía sau. Sầm Vật Cương nói tuy có vẻ tùy tiện thế nhưng chỉ sau nháy mắt đã trở nên nghiêm khắc, điều này không khỏi làm cho Lý Trinh Siêu có vài phần run rẩy. Dù lời nói của Sầm Vật Cương là thật lòng hay vô tâm, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy không thoải mái chương 1811 hai, gìn giữ cái đã có thừa, khai thác cái chưa đủ. Nhưng Lý Trinh siêu dù sao cũng là người nhiều năm công tác, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cho mình. Hắn cười cười với sầm vật gương, mong bí thư sầm cứ yên tâm, chúng tôi chuẩn bị tăng cường giám sát, cũng chuẩn bị áp dụng quy chế truy cứu sâu rộng, nhất định sẽ ngăn chặn những chuyện thế này ở quy mô lớn. Vậy thì tốt rồi, nên quản người cho thật tốt. Sầm Vật Cương cười cười rồi chuyển chủ đề sang phương diện khác. Lúc này bầu không khí trong phòng càng thêm thoải mái hơn. Lý Trinh Siêu từ trong cục công an đi về nhà mà không khỏi cảm thấy tâm ý rối loạn, dù hắn có cố gắng thế nào cũng khó bình tĩnh lại được. Lúc này lời nói của Sầm Vật Cương vẫn còn vang vọng trong đầu, tuy lời nói kia có vài phần tùy tiện nhưng hắn lại hiểu rất rõ nội dung của nó. Chẳng lẽ công tác của mình có sơ hở gì sao? Lý Trinh Siêu thầm nghĩ như vậy hắn chợt lắc đầu với kinh nghiệm công tác lâu năm hắn biết rõ mặc dù có vài chỗ không hay thế nhưng hắn có thể giới hạn thấp nhất xưa nay hắn chưa từng động vào chuyện gì có mang tính nguyên tắc anh lý anh đã về rồi lý trinh siêu vừa tiến vào trong nhà thì vợ đi ra nghênh đón nhưng khi hắn đi đến phòng khách chợt thấy có người ngồi đó người kia thấy lý trinh siêu đi vào thì không khỏi đứng thẳng người lên chào bí thư lý anh mới về đấy à Người kia thấy Lý Trinh Siêu thì cười hì hì nói. Lý Trinh Siêu không xa lạ gì người này, đây là vị thư ký trưởng của hắn năm xưa khi còn là bí thư thị ủy, hiện tại là trưởng phòng tổ chức thành phố Tử Quang. Lần này người ta đến tìm mình làm gì, Lý Trinh Siêu không cần nghĩ cũng biết. Tuy Lý Trinh Siêu căn bản không thích điều này, thế nhưng hắn cũng không cho ra biểu hiện quá nghiêm túc. Vì vậy hắn đặt quần áo lên giá đỡ rồi khẽ hỏi, Trấn Quốc, cậu đến khi nào vậy? Bí thư Lý, tôi cũng vừa mới đến thôi." Hoa Trấn Quốc xoa xoa bàn tay rồi cười nói. "Cậu ngồi đi, chuyện con cái thế nào rồi? Tôi nghe nói đã lên đại học rồi có phải không?" Sau khi ngồi xuống ghế sa lông trong phòng khách thì Lý Trinh Siêu dùng giọng ôn hòa nói với Hoa Trấn Quốc. Hoa Trấn Quốc nghe thấy Lý Trinh Siêu nhắc đến con mình thì thả lỏng hơn vài phần, bây giờ đã học năm 2, đứa bé này đã hơn 20 tuổi rồi nhưng ngày nào cũng làm cho mẹ nó lo lắng. Hi hi, 20 vẫn là trẻ nhỏ mà thôi, Lý Trinh Siêu nói rồi sờ lên mặt mình, tôi nhớ năm xưa khi tiểu tử kia học cấp 2 thì rất bướng bỉnh, nghe nói vì việc yêu thương mà giáo viên chủ nhiệm đã báo cáo cho phụ huynh được biết. Hoa Trấn Quốc nghe lãnh đạo nói đến chuyện xưa thì không khỏi càng thêm vui vẻ, hắn cũng mở miệng góp vui, cũng không phải là chuyện gì quá to tát, năm xưa khi tôi đi đến trường của nó thì cảm thấy đỏ mặt, thầm nghĩ tiểu tử kia mới bao nhiêu tuổi mà đã dở trò như vậy. Nhưng thời đại bây giờ thì khác, mẹ nó ngóng trông con trai tìm bạn gái từng ngày để kết hôn sau khi tốt nghiệp, tôi và mẹ nó cảm thấy năm hai đại học có người yêu cũng không có vấn đề, thế nhưng bây giờ nó lại không vội như xưa. Hoa Trấn Quốc nói làm cho Lý Trinh Siêu không khỏi cười lớn, vợ của Lý Trinh Siêu ngồi bên cạnh cũng cười nói, bây giờ con trẻ cũng làm cho người ta cảm thấy rất lo lắng, nhưng con của anh còn chưa tốt nghiệp đại học, cũng không cần quá gấp sau khi nói vài câu liên quan đến con cái thì bầu không khí trong nhà rất thoải mái. Lý Trinh siêu mệt mỏi một ngày cũng không muốn đi vòng quanh, hắn nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Hoa Trấn Quốc. Thế là không khỏi thở dài mở miệng phá vỡ bầu không khí lúng túng, bây giờ anh đến đây có phải là vì chuyện nhiệm kỳ mới hay không? Lãnh đạo, tôi, tôi biết rõ bây giờ đến quấy giày ngài là không phù hợp, thế nhưng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hoa Trấn Quốc nói rồi gương mặt có vài phần kích động, "Lão lãnh đạo, những năm qua tôi công tác ở phòng tổ chức mặc dù không thể dựng nên nghiệp lớn thế nhưng có kết giao được với vài người bạn, tôi nghe nói lần này hình như tôi sẽ bị điều chỉnh." Lý Trinh Siêu căn bản còn chưa có thông tin này, những gì được nhận phần lớn khá chung chung, căn bản không rõ ràng hướng đi của từng người. Nhưng bây giờ Hoa Trấn Quốc chạy đến kể khổ với mình, điều này nói rõ độ tin cậy của nó là rất cao anh nghe nói mình phải đi đâu lý trinh siêu trầm ngâm dây lát rồi khẽ hỏi hoa trấn quốc lão lãnh đạo tôi nghe nói hình như lần này sẽ phải tiến lên làm phó chủ nhiệm văn phòng của đài truyền hình tỉnh hoa trấn quốc nói đến đây thì trầm giọng nói lão lãnh đạo tuy những năm qua tôi không làm ra thành tích gì lớn thế nhưng lại công tác cẩn trọng cũng không có sai lầm gì tôi cũng không ngờ bây giờ mình lại trực tiếp bị điều chỉnh như vậy hoa trấn quốc là người làm công tác tổ chức nhiều năm hắn căn bản không tin mình bị điều động như vậy. Lúc này Lý Trinh Siêu cũng căn bản không tin, thực thế thì Hoa Trấn Quốc nói như vậy đã bày tỏ cảm giác quá không phục. Hoa Trấn Quốc không phục thì phải đến tìm mình, dù sao trong mắt người khác thì mình cũng là lãnh đạo cũ của Hoa Trấn Quốc, hơn nữa còn là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, căn bản vẫn là người có thể xuất lực. Lý Trinh Siêu thầm suy đoán tâm tình của Hoa Trấn Quốc, hắn thở dài một hơi sau đó hắn nhìn ánh mắt chờ mong của hoa trấn quốc hắn trầm ngâm dây lát rồi chậm rãi nói trấn quốc phòng tổ chức bên kia mới cho ra ý kiến sơ bộ chấp hành thế nào còn phải chờ thêm một thời gian nữa anh đừng nên quá gấp gáp lão lãnh đạo bây giờ tin tức được truyền đi khắp thành phố tôi cảm thấy bây giờ lời nói của mình không còn bất kỳ lực lượng gì nữa hoa trấn quốc trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng trịnh trọng nói với lý trinh siêu lý trinh siêu căn bản có chút bực mình Rốt cuộc thì thủ hạ của mình vẫn chưa trưởng thành chính trị. Lúc này chỉ có chút gió thổi cỏ lay mà anh bên kia đã không khống chế được cục diện rồi sao? Điều này nói rõ cái gì? Anh là người chỉ biết lợi thế, chỉ sợ còn có một sự thật khác, đó là anh còn không có năng lực mạnh mẽ để khống chế toàn cục. Lý Trinh Siêu thầm nghĩ như vậy nhưng vẫn mở miệng trấn an, tôi đã biết chuyện của anh rồi, bây giờ điều anh cần phải làm là cố gắng thực hiện công tác, còn phương diện điều chỉnh nhân sự đây cũng không phải phương diện anh có thể quan tâm. Được rồi, anh uống trà rồi đến từ đâu thì về đấy. Tôi cho anh biết, anh không được qua đêm trên tỉnh. Chưa nói đến vị trí của Lý Trinh Siêu vào lúc này, bây giờ giọng nói của Lý Trinh Siêu vẫn còn dư âm uy nghiêm năm xưa, thế cho nên cũng có thể làm cho thủ hạ phải sợ hãi. Hắn bày ra gương mặt lạnh lẽo làm cho Hoa Trấn Quốc chẳng những không cảm thấy mất hứng, cảm giác bất an trong người cũng giảm đi khá nhiều dù sao đây cũng là lãnh đạo cũ của Hoa Trấn Quốc, người này càng nghiêm túc thì càng có ý nghĩ bảo vệ mình. Bí thư lý, tôi đi đây, ngài cứ yên tâm. Hoa Trấn Quốc uống thêm một hớp trà rồi thành thật đi ra ngoài cửa. Tuy vừa rồi Lý Trinh Siêu phê bình thủ hạ thế nhưng bây giờ vẫn tiến chân Hoa Trấn Quốc ra ngoài. Khi hắn chuẩn bị dừng lại, lúc này Hoa Trấn Quốc chợt nói, lão lãnh đạo, ngài cảm thấy lần này hy vọng của Chủ tịch Vương có lớn không? lý trinh siêu vốn bày ra gương mặt có nụ cười vui vẻ chợt trở nên nghiêm túc hắn khoát tay với hoa trấn quốc anh đang nghĩ gì vậy không nên nghĩ thì đừng quản nhìn vào mảnh ruộng nhà mình làm tốt công tác của mình nhìn vào người ta làm gì hoa trấn quốc đi nhưng gương mặt của lý trinh siêu lại càng thêm nghiêm túc hắn thầm nghĩ đến câu nói của hoa trấn quốc trước khi đi lúc này hy vọng của chủ tịch vương thật sự là không lớn chương 1812, một cho phép kháng nghị, kháng nghị không hiệu quả. Lý Trinh Siêu căn bản nhìn rất chuẩn sinh thái chính trị trong quan trường mật đông hiện tại, hắn biết rõ quyết tâm của bí thư sầm khi lập lại quyền uy trong tỉnh là rất lớn. Lý Trinh Siêu thậm chí cảm thấy sầm vật cương giống như đang chuẩn bị ném ra ngoài mâu thuẫn với vương tử quân. Lúc này ở phương diện nhân sự thì trưởng phòng Uông Thanh Minh theo sát tiến độ của bí thư sầm, dù là phó bí thư văn thành đồ cũng đi rất gần với bí thư Sầm. Lúc này ba vị lãnh đạo nhân sự trong tỉnh đều ở trên một xe, thế cho nên quyền uy ở phương diện nhân sự là rất lớn. Dưới quyền uy tuyệt đối này, Vương Tử Quân còn có thể làm gì được sao? Lý Trinh Siêu thầm nghĩ như vậy, thế nhưng hắn không cho ra bất kỳ lý do nào khác. Chính mình có nên tiếp tục đi theo chủ tịch Vương hay không? Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng Lý Trinh Siêu ngay sau đó đã bị hắn áp chế khi hắn đang nghĩ như vậy thì có tiếng gõ cửa vang lên lý trinh siêu không muốn lên tiếng thế nhưng hắn biết rõ mình không lên tiếng là không thể dù sao lúc này đèn đuốc cũng sáng trưng nếu như đụng phải người khó chơi hôm nay người ta không tìm được mình nhưng mình có thể tránh được ngày mai ngày mốt hay không hơn nữa người ta cũng thấy rõ hành tung của mình sau khi phu nhân ra mở cửa Lý Trinh Siêu chợt thấy người năm xưa từng hợp tác khi mình còn là bí thư huyện ủy đi đến. Vừa nhìn thấy hắn thì gương mặt người kia tràn đầy nụ cười. Lý Trinh Siêu nhìn nụ cười này mà thật sự không cười nổi, hắn hiểu người này đến là vì cái gì, nhưng rơi vào đường cùng thì hắn cũng vẫn phải nghênh đón. Cốc cốc cốc, Vương Tử Quân đang ở trong phòng làm việc xem tài liệu, tiếng gõ cửa chợt vang lên, hắn nói một câu mời vào. Triệu Hiểu Bạch vẫn nhẹ nhàng đi vào như cũ, Thế nhưng lúc này vẻ mặt lại có hương vị bối rối. Sau khi giúp đỡ Vương Tử Quân châm đầy trà thì hắn mới khẽ nói, "Chủ tịch Vương, vừa rồi có vài vị phó thư ký trưởng đi đến phòng làm việc của tôi, nói là có công tác cần báo cáo với ngài." "Vài vị phó thư ký trưởng?" Vương Tử Quân ngừng đọc văn kiện, hắn nhìn Triệu Hiểu Bạch mà không nói lời nào. Triệu Hiểu Bạch thấy Vương Tử Quân nhìn mình mà không nói lời nào, hắn biết vừa rồi mình báo cáo không rõ ràng thế là tranh thủ thời gian nói là nhóm thư ký trưởng Mã Ngọc Hải. Mã Ngọc Hải là một trong những vị phó thư ký trưởng có tư cách sâu rộng trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Năm xưa khi Trương Tề Bảo còn là phó thư ký trưởng thì Mã Ngọc Hải cũng là phó thư ký trưởng. Nhưng người này bây giờ có vài phần cậy già lên mặt, dù cũng là phó thư ký trưởng phục vụ lãnh đạo thế nhưng vì nể mặt người này công tác nhiều năm, vì vậy có nhiều chuyện vương tử quân không quá so đo. Lúc này Mã Ngọc Hải cũng là một nhân tuyển mà Vương Tử Quân xác định di rời. Bây giờ Mã Ngọc Hải đến là vì cái gì thì Vương Tử Quân hiểu rõ ràng. Triệu Hiểu Bạch nhìn Vương Tử Quân trầm mặc không nói, hắn tiếp tục đề nghị, Chủ tịch, nếu không thì nói ngài có chuyện để bọn họ đi tìm thư ký trưởng trương. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, thôi khỏi, nếu bọn họ đã đến thì cứ cho vào. Triệu Hiểu Bạch nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi cúi đầu đi ra. Chỉ một bước sau thì tiếng bước chân vang lên, Mã Ngọc Hải có dáng người không quá cao là người đầu tiên đi vào. Mã Ngọc Hải chưa đến 50 nhưng đã là một người có tuổi trong khu văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, người này từ một thư ký bình thường tiến lên vị trí hiện tại thế nên có rất nhiều kinh nghiệm. Lần này nghe nói mình sẽ được điều động làm phó bí thư ủy ban tư pháp thế là không muốn làm gì, hắn hùng hổ kéo vài vị phó thư ký trưởng cũng bị điều động đến gặp Vương Tử Quân. Trước khi đến thì Mã Ngọc Hải tương đối có khí thế, nhưng khi Vương Tử Quân nhìn về phía hắn, điều này làm cho hắn có vài phần run rẩy. Hắn nhìn Vương Tử Quân bằng ánh mắt có vài phần kiêng kỵ. "Ngồi đi." Vương Tử Quân khoát tay với mọi người, sau đó đưa mắt nhìn bọn họ rồi nói, "Mã Ngọc Hải, tôi nghe hiểu Bạch nói nhóm các anh có công tác gì cần báo cáo sao?" Lúc này Mã Ngọc Hải dù có chút lo lắng không đủ thế nhưng trước khi đến đã thuyết phục chính mình thế nên hắn tranh thủ thời gian nói, Chủ tịch Vương, những người chúng tôi đến chủ yếu là muốn báo cáo tư tưởng với ngài. À, các anh nói đi, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Mã Ngọc Hải rồi thản nhiên nói. Mã Ngọc Hải khi đến còn cảm thấy không phục, cảm thấy Chủ tịch tỉnh cũng không thể ngăn cản mình phản ánh vấn đề, thế nhưng lúc này nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Vương Tử Quân, hắn căn bản không còn cảm giác như trước. Chủ tịch Vương, Chúng tôi nghe nói quá trình điều chỉnh nhân sự lần này, chúng tôi sẽ được điều động, thế nhưng. Nhưng chúng tôi công tác nhiều năm trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, rất quen thuộc công tác của mình, hơn nữa còn có cảm tình, thế nên. Thế nên chúng tôi muốn ở lại tiếp tục cùng công tác với ngài. Mã Ngọc Hải nói xong thì thở dài một hơi, thầm nghĩ đừng nhìn chủ tịch Vương ngày thường hay cười tủm tỉm mà lầm, một khi chủ tịch Vương trở nên nghiêm túc thì cực kỳ dọa người. Vương Tử Quân nào không hiểu rõ ý nghĩ của nhóm người Mã Ngọc Hải, hắn nói muốn đi theo mình công tác có phải là thật hay không thì còn chưa rõ, thế nhưng không muốn rời khỏi văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là quá rõ ràng. Dù sao thì ở văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm một người thư ký trưởng cấp phó có danh tiếng còn hơn sang làm cấp phó không có thực quyền ở Ủy ban tư pháp. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua nhóm người Mã Ngọc Hải, thấy vài vị thư ký trưởng khác đang tỏ ra lắng nghe hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói mã ngọc hải anh thật sự muốn ở lại văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đúng vậy chủ tịch vương tôi công tác ở văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh lâu năm căn bản có cảm tình với nơi này thế nên tôi không muốn rời đi mã ngọc hải lúc này tuy không hiểu vương tử quân muốn làm gì thế nhưng khi cần chống đỡ thì vẫn phải chống đỡ vương tử quân cũng không tiếp tục hỏi mã ngọc hải Hắn nhìn vài vị phó thư ký trưởng khác rồi nói, các vị cũng nghĩ như vậy sao? Nhóm phó thư ký trưởng đi theo cũng không được to gan như Mã Ngọc Hải, lần này bọn họ tuy cùng đi theo thế nhưng phần nhiều là muốn nhìn hướng gió, vì thế khi Vương Tử Quân hỏi thì không ai chịu làm chim đầu đàn. Khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn về phía đám người này, cửa phòng bị đẩy ra, Trương Tề bảo đi vào với gương mặt nghiêm túc. Hắn nhìn nhóm người Mã Ngọc Hải đang ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó đi đến nói với vương tử quân chủ tịch vương tôi không làm tốt công tác vương tử quân khoát tay áo cản trương tề bảo tiếp tục lên tiếng ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía nhóm phó thư ký trưởng căn bản là chờ bọn họ trả lời mã ngọc hải nhìn đám đồng sự của mình mà cảm thấy rất căm hận trước khi đến thì bọn họ đã thương lượng rất rõ ràng vì sao bây giờ đến gặp chủ tịch vương thì không ai dám nói gì cả vậy chương 1812, 2 cho phép kháng nghị, kháng nghị không hiệu quả. Mã Ngọc Hải biết rõ đám bạn của mình kiêng kỵ điều gì, có câu súng bắn chim đầu đàn, người nào đi đầu cũng sẽ bị xử lý. Vì điều này mà đám người kia khư khư giữ mình, được chăng hay chớ, đúng là quá ngốc. Anh tả, anh nói ý nghĩ của mình đi. Phương tử quân cũng không để cho Mã Ngọc Hải chờ đợi lâu, hắn nhìn phó thư ký trưởng tả minh quý nổi tiếng thành thật hỏi. Tả Minh Quý lúc này thật sự khó xử, hắn căn bản không ngờ tới phương diện nhân sự nói đơn giản thì đơn giản mà phức tạp thì lại phức tạp như vậy, vì sao có thể tìm lãnh đạo nói lý lẽ để giải quyết vấn đề được. Vì vậy Tả Minh Quý không muốn đến, nhưng Mã Ngọc Hải lại lôi kéo, hơn nữa người khác cũng không muốn hắn nửa đường bỏ cuộc, thế nên cũng phải đi theo. Lúc này hắn rơi vào tình huống khó xử dưới ánh mắt của Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân mở miệng hỏi hắn, hắn cắn răng nói chủ tịch vương tôi tôi nghe lời ngài vương tử quân nhìn bộ dạng khó xử của tả minh quý biết rõ đây là người thành thật hắn cũng không muốn làm cho người này tiếp tục khó xử thế là nhìn qua những người khác dưới ánh mắt của vương tử quân thì vài vị phó thư ký trưởng đều cúi đầu có thể nói khi vương tử quân nhìn đến thì ai cũng hận không thể chui vào trong đất trương tề bảo nhìn đám người bên kia như những con mèo nhỏ ngoan ngoãn trước mặt vương tử quân thế là hắn không khỏi cảm thấy hâm mộ. Nhờ uy tín của Vương Tử Quân mà hắn ngồi trên vị trí thư ký trưởng, thế nhưng hắn biết rõ có vài người trong nhóm phó thư ký trưởng không phục, đặc biệt là Mã Ngọc Hải. Mặc dù người kia trước nay chưa từng kéo giãn sắp xếp công tác của mình, thế nhưng vẫn là người bằng mặt không bằng lòng. Người kia không thiếu lần lên tiếng khi Trương Tề bảo sắp xếp công tác, bây giờ thấy đối phương tỏ ra kinh ngạc khi nhìn Vương Tử Quân, hắn không khỏi có vài phần hưng phấn thầm nghĩ chỉ cần mình có được một nửa uy thế như của chủ tịch vương thì quá đủ rồi. Trương Tề bảo biết rõ muốn áp chế được đám thư ký trưởng ra cả xảo quyệt này ngoài chức vụ của Vương Tử Quân, càng là vì uy tín của Vương Tử Quân trong hai năm qua ở khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Năm xưa dù là chủ tịch đường có vỗ bàn nổi giận thì hững người kia biểu hiện như không lên tiếng, thế nhưng thật ra thì trong lòng lại không quá e ngại. Lúc này Vương Tử Quân chỉ cần đưa mắt là có thể áp chế bọn họ, điều này nói rõ vị trí của chủ tịch vương trong tỉnh là như thế nào được rồi tôi hiểu rõ ý nghĩ của các anh thế nhưng các anh đều là các cán bộ lão thành công tác lâu năm căn bản phải biết nguyên tắc của tổ chức tổ chức tất nhiên sẽ suy xét đến công tác của các anh nhiệm vụ hiện tại của các anh làm cố gắng làm tốt công tác của mình không phải là nghi thần nghi quỷ vương tử quân thu hồi ánh mắt rồi dùng giọng điệu nghiêm túc nói phòng làm việc của vương tử quân chợt lạnh ngắt như tờ ánh mắt đám thư ký trưởng đều nhìn về phía mã ngọc hải mã ngọc hải có thể cảm giác được những ánh mắt này nếu như nói trước kia hắn còn có thể cảm thấy rất uy tín khi là nơi tập trung ánh mắt của mọi người bây giờ hắn lại càng thầm chửi ầm lên các anh làm gì vậy sao các anh không nói lời nào bây giờ chủ tịch vương chỉ cần mở miệng thì các anh nhìn về phía tôi đây không phải nói rõ tôi là người chủ mưu sao đúng là một đám tiểu nhân nhưng Mã Ngọc Hải chỉ có thể cất giấu lời này trong lòng, ngoài mặt hắn vẫn nở nụ cười sáng lạn, với Vương Tử Quân thì căn bản không thể không nhìn rõ tâm tư của hắn. Cửa phòng được mở ra, Hà Kiến Trương đi vào, khi thấy nhiều người trong phòng thì hắn cười ha hả nói: "Chủ tịch Vương, ngài đang họp sao? Đã xong chưa? Tôi còn có vài công tác cần báo cáo với ngài." Hà Kiến Trương quá lão luyện làm cho Trương Tề bảo cảm thấy mặc cảm. Hắn biết rõ Hà Kiến Trương tuyệt đối không thể không biết đám phó thư ký trưởng kia đến tìm vương tử quân là vì vấn đề gì, thế nhưng lúc này lại có thể dùng giọng mây trôi nước chảy nói là mình tìm vương tử quân để báo cáo công tác, vừa hóa giải sự việc hiện tại, vừa có thể lấy cớ cho chủ tịch vương đuổi đám người này đi ra. Đã xong rồi, chúng tôi đã báo cáo xong rồi, Mã Ngọc Hải cũng biết đây là cơ hội tốt, hắn vội vàng đứng lên trầm giọng nói. Mã Ngọc Hải đứng lên thì những người khác không phải kẻ ngũ, chỉ sau nháy mắt đã đứng cả lên. Vương tử quân nhìn nhóm người cấp dưới mà không khỏi có vài phần thông cả, hắn đứng lên khỏi ghế rồi trầm giọng nói, được rồi, các anh quay về làm tốt công tác, các anh đã cống hiến cho văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh lâu năm, tôi căn bản nhìn thấy rõ ràng, tổ chức cũng không bạc đãi các anh. Nhóm người Mã Ngọc Hải nghe nói như vậy thì tỏ ra vui mừng, ai cũng rời đi với bộ dạng khấp khởi nhưng chỉ ngay sau đó thì phòng làm việc của Vương Tử Quân đã yên tĩnh trở lại. Chủ tịch Vương, tôi không làm tốt công tác thế nên mới xuất hiện tình huống này, tôi đề nghị nên tiến hành xử ý thật nghiêm. Hà Kiến Trương vốn đang cười chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Vương Tử Quân khoát tay áo với Hà Kiến Trương, bọn họ cũng là vì tương lai của mình, anh cũng không thể cho ra yêu cầu quá nghiêm với bọn họ được. Trương Tề bảo nghe lời nói của hai vị lãnh đạo, hắn thầm thở dài một hơi, dù sao thì chuyện này xảy ra và hắn là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nên khó thể thoát khỏi liên quan. Bây giờ Vương Tử Quân không truy cứu nhóm người kia, thế nên hắn là thư ký trưởng cũng thoát được một kiếp. "Chủ tịch Vương, bây giờ tin tức về nhiệm kỳ mới đã được truyền đi khắp tỉnh, có không ít người ngồi không yên, bọn họ liên tục tụ tập về thành phố rừng mật." Hạ Kiến Trương ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi dùng giọng trầm thấp nói: Vương tử quân khẽ gật đầu rồi nói, chuyện này không thể tránh được, thế nhưng bầu không khí này cần phải xử lý. Hai người nói xong thì rơi vào trầm mặc. hai người biết rõ sở dĩ xuất hiện tình huống này không thể không liên quan đến phương án mà sầm vật gương đang thúc đẩy. Một lúc lâu sau Hà Kiến Trương mới nói, Uông Thanh Minh này thật sự làm việc thiếu suy xét, anh ấy cũng không nên nghĩ cho kỹ càng ở phương diện này. Ừ, Vương Tử Quân gật đầu nói, Chủ tịch Hà, không nói đến phương diện này nữa, bây giờ đã đến mùa lũ, anh nên nắm chặt công tác phòng lũ, nên mở hội nghị gì thì không thể buông tha, nên quán triệt nội dung gì thì phải làm cho nhanh mạnh, căn bản không thể qua loa. Mong chủ tịch yên tâm, tôi gần đây đặt hết tinh lực lên phương diện này. Nhưng theo dự báo của đài khí tượng, nửa tháng này tỉnh chúng ta sẽ không có đợt mưa nào lớn. Hạ Kiến Trương thấy Vương Tử Quân nói đến những chuyện khác thì tâm tình cũng thả lỏng hơn hắn cũng cảm thấy đau đầu ở sự kiện nhiệm kỳ mới lần này, lúc này càng không muốn nhắc đến với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu rồi nói, không có mưa lớn thì tốt. chương 1813, tay của anh rũi quá dài. Cô tắc viêm bay bổng đi đến khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, những ngày qua cuộc sống của hắn rất thoải mái, không những cảm thấy thoải mái vì công tác của mình ở nhiệm kỳ mới, còn cảm thấy hưng phấn vì sự khó chịu của Vương Tử Quân tuy vương tử quân vẫn biểu hiện cực kỳ trôi chảy, thế nhưng cố tác viêm cảm thấy người này chỉ đang gắng gượng mà thôi. Vương tử quân có thể làm được gì? Người này cực kỳ yếu ớt ở phương diện nhân sự, thế nhưng phương diện nhân sự mới là quan trọng nhất trong thiên hạ. Tin chắc chỉ cần điều chỉnh cán bộ nhiệm kỳ mới lần này được thông qua, như vậy lực ảnh hưởng của vương tử quân sẽ giảm xuống rất mạnh, cục diện ngang hàng với bí thư sầm ở trong mật đông sẽ không còn. Ha ha, trưởng phòng uông, tôi đang nghĩ lát nữa sẽ đi gặp ngài, không ngờ vừa nghĩ đến đã gặp. căn bản là hai chúng ta có duyên phận rất mạnh. cố tắc phiêm ngẩng đầu thì thấy uông thanh minh đang cầm theo một quyển sổ nhỏ đi phía trước. hắn tuy không phục uông thanh minh, thế nhưng bây giờ uông thanh minh là người chạm tay có thể phòng, căn bản không nên đắc tội. uông thanh minh cũng không ngờ chính mình lại gặp mặt cố tắc phiêm ở nơi này, thế nên chỉ sướng suốt dây lát rồi cười nói chào chủ tịch cố anh đây muốn báo cáo công tác với bí thư sầm sao. Cố tắc phiêm đã biết rồi vẫn cố gắng dò hỏi. Uông Thanh Minh cười cười nói, đúng vậy, nhưng tôi cũng đang muốn báo cáo cho bí thư văn trước, sau đó mới đến phòng bí thư sầm, chủ tịch cố cũng đến báo cáo công tác sao. Đây thật sự chỉ là trùng hợp, tôi đến báo cáo công tác với bí thư sầm. Cố tắc phiêm nói đến đây thì kéo tay của Uông Thanh Minh rồi nói, trưởng phòng Uông, anh em kính nhờ anh vài chuyện cũng không làm khó anh đấy chứ. Uông Thanh Minh không thích người ta níu kéo mình, thế nhưng lúc này cố tác viêm không phải là người thường, dù hắn không thích thì cũng không dám nói ra, chủ tịch cố, anh cứ khách khí rồi, tôi chỉ là tiện tay mà thôi. Uông Thanh Minh nói khách khí như vậy nhưng cố tác viêm căn bản không lĩnh tình. Hắn nghĩ đến sự việc mà mình long trọng lên tiếng chỉ là người ta tiện tay làm ra, hắn chợt có chút không thoải mái. Thầm nghĩ tôi và anh cấp bậc ngang nhau, anh giả vờ mạnh mẽ cái quái gì. Rõ ràng chỉ là cố gắng ra vẻ mà thôi. Cố tắc viêm thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt thì lại biểu hiện mỉm cười thân mật nói, ha ha, tốt, vậy thì quá tốt, cảm tạ anh Uông. Hai người cùng nhau lên lầu, cố tắc viêm chợt nói, trưởng phòng Uông, lần này anh ra tay thật sự làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Anh có biết không, phiếu ủy ban nhân dân tỉnh chúng tôi có vài vị phó thư ký trưởng được điều chỉnh, hôm nay bọn họ đã kéo đoàn thể đến báo cáo công tác với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh. Uông Thanh Minh có chút sững sốt, cũng không ngờ có chuyện như vậy xảy ra. Hắn trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nói, Chủ tịch cố, tôi cảm thấy nên giáo dục một chút với những chuyện thế này, tuyệt đối không nên để cho nó tiếp tục diễn ra. Đúng vậy, vẫn là trưởng phòng Uông đứng cao thấy xa, nhưng tôi đến quá nhanh, cũng không biết bây giờ có kết quả gì rồi. Uông Thanh Minh không nói gì thêm, Tuy hắn có thể thấy vài phần hả hê trên mặt cố tắc viêm, thế nhưng hắn không biết vì sao mình lại có vài phần lo lắng. Đây là sao vậy? Mình sao lại có chút lo lắng như thế? Uông Thanh Minh lắc đầu nặng nề. Hắn cảm thấy mình thật sự là buồn lo vô cỡ. Những chuyện này có liên quan gì đến mình? Chính mình cần gì phải lo lắng? Uông Thanh Minh thầm nghĩ như vậy. Hắn nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Văn Thành Đồ. Thực tế hắn tình nguyện đi đến phòng làm việc của Bí thư sầm hơn. Nhưng khi hắn gọi điện thoại cho Sầm Vật Cương, khi đó Sầm Vật Cương yêu cầu hắn nên đến gặp Văn Thành Đồ. Mặc dù thật lòng hắn cũng không sảng khoái gì, thế nhưng hắn hiểu ý của bí thư Sầm, cũng biết mình không từ chối được, thế cho nên cũng đến tìm Văn Thành Đồ. Thư ký của Văn Thành Đồ giống như đã được phân phó sẵn, khi Uông Thanh Minh đi đến thì nhanh chóng đưa vào trong phòng của Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ cực kỳ nhiệt tình với Uông Thanh Minh, vừa vào cửa thì đã cười nói, "Trưởng phòng Uông hôm nay tôi vừa đi làm thì đã nghe tiếng chim khách thì ra hôm nay có khách quý đến nhà bí thư văn tôi cũng không phải là khách quý gì cả ngài nghe thấy tiếng chim khách có thể là vì có chuyện tốt sắp kéo đến uông thanh minh ngồi xuống đối diện với văn thành đồ hắn nhìn văn thành đồ đang ngồi trên ghế bên cạnh bàn làm việc thế là không khỏi có chút không thoải mái dù sao thì trước đó vị trí này phải dành cho hắn nhưng sự thật chứng minh chiếc ghế kia không phải của hắn sau khi cười cười thì uông thanh minh trầm giọng nói với văn thành đồ bí thư văn hôm nay tôi đến muốn báo cáo với ngài về công tác trong nhiệm kỳ mới lần này văn thành đồ khoát tay áo nói cái gì mà báo cáo hay không hai chúng ta cũng không phải là người ngoài phải nói là thương lượng một chút thì hay hơn văn thành đồ nói rất khách khí bộ dạng thành thật với uông thanh minh nhưng hắn càng như vậy thì uông thanh minh càng cảm thấy không như vậy dù sao thì Văn Thành Đồ cũng là phó bí thư chuyên trách, là lãnh đạo của hắn, dù hắn có không thoải mái thì cũng phải chịu đựng mà thôi. Khi Uông Thanh Minh chuẩn bị lên tiếng thì điện thoại trên bàn làm việc của Văn Thành Đồ chợt vang lên. Văn Thành Đồ cười cười với Uông Thanh Minh rồi nhấc điện thoại lên nói tôi là Văn Thành Đồ. Trong điện thoại không biết vang lên câu nói gì mà Văn Thành Đồ có chút ngạc nhiên, sau đó cười nói biết rồi, cuối cùng khẽ cúp điện thoại uông thanh minh có một xúc động muốn biết nội dung cuộc điện thoại của văn thành đồ thế nhưng hắn biết văn thành đồ sẽ không nói cho mình biết bí thư văn đây là phương án mới của phòng tổ chức tỉnh ủy kính mong ngài xem qua uông thanh minh đưa cho văn thành đồ phương án mới được chỉnh sửa thực tế thì nó cũng không thay đổi gì nhiều nếu như muốn nói rõ ràng nhất thì chỉ là sự thay đổi liên quan đến triệu hiểu bạch vương tử quân từ chối lời đề nghị điều động với triệu hiểu bạch Thế nên bây giờ Triệu Hiểu Bạch vẫn là cán bộ cấp phòng, nếu là điều động cán bộ cấp cục thì phòng tổ chức tỉnh ủy không cần quá quan tâm. Văn Thành Đồ tiếp nhận văn kiện, hắn cũng không xem ngay mà khẽ nói: "Trưởng phòng Uông, vừa rồi tôi nghe nói có vài vị phó thư ký trưởng đến phản ánh vấn đề với Chủ tịch Vương phải không?" "À, có chuyện vậy sao?" Uông Thanh Minh tuy đã nghe từ miệng Cố Tác Phiêm thế nhưng vẫn biểu hiện rất ngạc nhiên. Văn Thành Đồ khẽ cười mà cũng không nói rõ ràng. Văn Thành Đồ không lên tiếng, Uông Thanh Minh cũng giả vờ như không biết. Văn Thành Đồ mở phương án ra xem và khẽ đặt lên bàn, sau đó dùng giọng đề nghị nói: "Trưởng phòng Uông, các ban ngành khác cũng có sự thay đổi, phòng tổ chức các anh cũng nên có sự điều động, như vậy mới có tác dụng làm tấm gương dẫn đầu, anh nói xem có đúng không?" Tác dụng làm tấm gương dẫn đầu. Uông Thanh Minh nghe Văn Thành Đồ nói thì hiểu vấn đề, đây là Văn Thành Đồ muốn đưa tay vào trong phòng tổ chức tỉnh ủy mà hắn cảm thấy rất phẫn nộ với điều này. Dù sao Uông Thanh Minh cũng là lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn không hy vọng có người nhúng tay vào thế lực của mình. Nhưng trước đó Sầm Vật Cương yêu cầu hắn đến báo cáo công tác với Văn Thành Đồ, thế nên hắn áp chế cảm giác không thoải mái của mình, Bí thư Văn ngài nói rất đúng, phòng tổ chức cũng cần phải có điều chỉnh trong nhiệm kỳ mới lần này. Chương 1814.1 Tùy thời mà động, xúc tích lực lượng. Uông Thanh Minh trước nay không ưa thích gì Văn Thành Đồ, cũng giống như Văn Thành Đồ cũng không ưa thích gì Uông Thanh Minh. Sau khi đi vào mật đông dù Văn Thành Đồ không có động tác gì thế nhưng vẫn cho rằng mình đang nghỉ ngơi dưỡng sức, xúc tích lực lượng, sớm muộn gì cũng có ngày phát lực. Văn Thành Đồ thấy bây giờ trong mật đông đã có người bắt đầu dựa vào mình, chỉ là những người kia lại chỉ có vài người được hắn xem trọng, tất nhiên Uông Thanh Minh này chính là người mà hắn sinh ra lòng chán ghét. Uông Thanh Minh bình thường ít nói thế nhưng căn bản là hạng âm hiểm, không đặt tâm tư ở phương diện công tác, chỉ lo nghĩ su nịnh, lợi dụng quan hệ với bí thư tỉnh ủy để bò lên, lại có thái độ ôn hòa như gần như xa với văn thành đồ. Người ta thường nói xe nhân sự có ba con ngựa, chính mình là phó bí thư chuyên trách thế nhưng lại bị sầm vật gương và Uông Thanh Minh làm cho mất quyền lực. Nhiệm kỳ mới lần này làm cho Văn Thành Đồ cảm thấy cực kỳ đau nhức, giống như mình bị đá văng ra khỏi sân khấu. Người ta thì hào hứng bừng bừng nhưng chính mình chỉ có thể đứng bên cạnh đưa mắt nhìn ánh đèn trên sân khấu mà thôi. Anh nói mà xem, một vị trưởng phòng tổ chức như vậy thì tôi có thể ưa thích được sao? Văn Thành đồ quan sát phản ứng của Uông Thanh Minh, khi thấy vẻ mặt của Uông Thanh Minh nằm trong dự đoán của mình, thế là không khỏi cười nói, gần đây công tác của phòng tổ chức khá vất vả, những cán bộ phòng tổ chức cũng là những người nổi tiếng. Tôi thấy chúng ta nên đề cử một số cán bộ cần bồi dưỡng đến địa phương công tác, đầy cao kinh nghiệm nhận chức dưới cơ sở, như vậy mới có thể tạo điều kiện cho bọn họ tiến bước trong tương lai." Văn Thành Đồ nói đến đây thì cười cười nói, "Như thế này cũng dễ dàng cho phòng tổ chức xúc tiến thay máu, trưởng phòng Uông thấy có đúng không?" Uông Thanh Minh cười cười nói, "Bí thư nói rất đúng." Lúc này đầu óc Uông Thanh Minh liên tục xoay chuyển, hắn không biết Văn Thành Đồ đang nhắm vào ai. Thế nhưng có một điều có thể khẳng định chính là Văn Thành Đồ dám nói ra như vậy. Như vậy rõ ràng không phải chỉ là cán bộ bình thường, ít nhất cũng là cấp bậc phó phòng. Nếu như phó phòng thủ hạ của mình xuống thành phố bên dưới làm bí thư thị ủy thì Uông Thanh Minh căn bản là ủng hộ, còn những cấp bậc hay vị trí gì khác thì phải xem xét lại. Trưởng phòng Uông, có đôi khi chúng ta cần phải chú trọng vòng tuần hoàn bên trong, càng phải gia tăng những dòng máu mới vào đơn vị. Công tác nhân sự là cực kỳ quan trọng, chúng ta không những cổ vũ cán bộ đi ra ngoài, còn phải đề cử những cán bộ có năng lực, như vậy mới tạo nên cơ chế có lợi, cải thiện tình hình. Chỉ có như vậy thì đội ngũ cán bộ của chúng ta mới tràn đầy sức chiến đấu, mới có thể cho ra thành tích tốt trong công tác. Tiến cử có nghĩa là gì? Mục đích của Văn Thành Đồ đặt ở nơi nào? Uông Thanh Minh hiểu rõ ràng điều này, hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh ôn hòa của Văn Thành Đồ rồi cắn răng nói: bí thư, chỉ thị của ngài thật sự mạnh như thác đổ làm cho tôi sinh ra cảm giác xé toạc màn đêm thấy ánh hào quang rực rỡ. Sau này kính mong bí thư chỉ điểm nhiều hơn, tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của bí thư, công tác nhân sự của tỉnh Mật Đông nhất định sẽ tiến lên bậc thang mới. Ha ha ha, trưởng phòng uông, anh cũng đừng nói quá như vậy, tôi chỉ là một người nói ra ý kiến mà thôi, nếu so sánh với một người là chuyên gia như anh thì vẫn có khoảng cách rất lớn. Mặc dù bây giờ tiếng hô đổi mới là rất lớn, thế nhưng nếu nói tôi có thể hoàn toàn thay đổi cơ chế nhân sự thì căn bản là không dám. Văn Thành đồ vô cùng bình thản, gương mặt khiêm tốn cẩn thận làm cho Uông Thanh Minh ở bên cạnh hận đến mức ngứa răng. Là giường của mình thì có ai thích cho người khác ngủ say? Hơn nữa mọi người tham gia đánh cờ đều chỉ nghĩ đến phương diện có lợi cho mình, phải tránh cục diện gì, tất nhiên là thua cuộc. Trong một thế cờ đã được bày ra sẵn, mình không thể lấy tướng đi đối chiến, cao thủ so một là phải dùng những quân nhỏ, tổn hại ít nhất nhưng ép cho đối phương phải chịu thua, hai là dùng những quân bài trung bình của mình để chiến thắng, căn bản không nên lãng phí. Nhưng Văn Thành Đồ bây giờ muốn ra chiêu thế nào? Hình như người này cũng có ý nghĩ rất rõ ràng, Uông Thanh Minh cần sự ủng hộ của Văn Thành Đồ, dù là sầm vật gương cũng cần sự ủng hộ của Văn Thành Đồ trong sự kiện này. Nếu như không có sự giúp đỡ của người này thì thế cục của sầm vật gương cũng không quá tốt. Trước tiên cứ để cho anh vui vẻ vài ngày, sau sự kiện này tôi xem anh còn gì để mà vui vẻ nữa. Vì trước đó hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, thế nên trong thời gian bàn bạc sau đó bầu không khí giữa hai bên rất hài hòa, chỉ mất 20 phút thì một phương án được cho ra lò. Trưởng phòng Uông, bây giờ bí thư Sầm đang ở trong phòng. Chúng ta nên nắm chặt thời gian đến phòng làm việc của bí thư Sầm để báo cáo chuyện này với anh ấy. Không biết có phải là vì Văn Thành Đồ gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái hay không, khi Uông Thanh Minh chuẩn bị đứng lên cáo từ thì hắn cười ha hả nói. Uông Thanh Minh thật sự có vài phần chán ghét một Văn Thành Đồ mà chính mình khó thể nào hiểu nổi đang nghĩ gì như thế này, nhưng bây giờ hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Sau khi do dự một lát thì hắn không thể không tiếp nhận đề nghị của Văn Thành Đồ hai người cất bước đi về phía phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Sau khi thư ký đưa hai người vào phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương đang tươi cười trò chuyện với cố tắc viêm. Khi thấy hai người Văn Thành Đồ và Uông Thanh Minh đi vào, Sầm Vật Cương chợt cười khoát tay áo nói, Bí Thư Văn, trưởng phòng Uông, hai anh ngồi đi. Sầm Vật Cương có thể đứng lên thì đã là đãi ngộ không nhỏ, Uông Thanh Minh hiểu rõ đãi ngộ này chủ yếu là dành cho Văn Thành Đồ. Văn Thành đồ mỉm cười, hắn thoải mái ngồi xuống đối diện với sầm vật cương. Uông Thanh Minh bên kia cũng ngồi xuống, hắn nhìn thoáng qua cố tác viêm mà không nói lời nào. Cố tác phim biết rõ nhóm người này đang chuẩn bị bàn bạc về vấn đề gì, tuy hắn rất muốn ở lại, hoặc là bí thư sầm giữ hắn ở lại thì tốt, thế nhưng hắn biết rõ với cấp bậc của mình thì hiện tại không nên ở lại chỗ này. Hơn nữa vừa rồi hai bên trò chuyện vui vẻ với nhau, bí thư sầm chủ yếu nói cười với uông thanh minh và văn thành đồ cũng không nhìn đến cố tắc viêm hắn cố tắc viêm thấy thế thì không khỏi nở nụ cười xấu hổ sau đó dùng giọng thức thời nói mọi người cứ trò chuyện với nhau bí thư sầm bên kia tôi còn có chút việc tôi đi trước sau khi cố tắc viêm rời đi thì uông thanh minh mới đưa vật trong tay mình cho sầm vật gương bí thư sầm đây là phương án mới của phòng tổ chức trong nhiệm kỳ mới vừa rồi bí thư văn đã xem qua mời anh xem xét. Sầm Vật Cương cũng không nhìn ngay mà đưa mắt nhìn Văn Thành Đồ Bí Thư Văn. Anh cảm thấy phương án của phòng tổ chức như thế nào? rất nghiêm cẩn, căn bản là không có vấn đề gì lớn. Văn Thành Đồ nâng ly nước lên uống một ngụm rồi thản nhiên nói: hư, không có vấn đề lớn có nghĩa là có vấn đề nhỏ. người này sao lại có tính tình giống với Vương Tử Quân như vậy? đúng là không ra thể thống gì. Uông Thanh Minh thầm mắng như vậy, thế nhưng nụ cười trên mặt hắn lại càng thêm sáng lạn. Không có vấn đề gì là tốt, thế này đi, ngày mai gọi Chủ tịch Vương đến, chúng ta thương lượng cho kỹ càng, nếu không có vấn đề gì thì cho ra quyết định. Sầm vật cương vung tay lên dùng giọng cực kỳ khí thế lên tiếng. chương 1814 hai tùy thời mà động, xúc tích lực lượng. Chủ tịch tử quân, bây giờ ngài có rảnh không? Kim Chính Thiện ở đầu dây bên kia chợt mỉm cười nói, "Lúc này Vương Tử Quân đang đi đến kiểm tra công tác xây dựng cảng hàng không, hắn lập tức mỉm cười nói, "Bí thư Kim, anh có chuyện gì cứ nói." "Chủ tịch Vương, hai ngày trước người dưới quê có đưa lên cho tôi vài con gà rừng, nếu như buổi sáng ngài không còn sắp xếp gì khác, chúng ta xử lý hai con, để Chủ tịch Vương nếm thử hương vị của gà rừng quê hương chúng tôi." Kim Chính Thiện khẽ cười rồi nói, vương tử quân biết rõ lần này kim chính thiện mời mình tuyệt đối không phải đơn giản là ăn uống no bụng hắn chợt cười nói tốt anh nói địa điểm đi lát nữa tôi sẽ qua chủ tịch vương đường tây giao mới mở một nhà hàng nơi đây có những món ăn khá đặc biệt tôi chờ ngài ở đó được không kim chính thiện dùng giọng trưng cầu ý kiến nói vương tử quân cười cười nói tốt bí thư kim mà đề cử địa điểm nào thì căn bản là không sai chúng ta lát nữa gặp mặt Tuy vương tử quân vẫn đi cùng người phụ trách hạng mục để kiểm tra công tác, thế nhưng lúc này hắn cũng không nghĩ đến hạng mục này, chỉ nghĩ đến cú điện thoại vừa rồi của Kim Chính Thiện. Vương tử quân không có gì bất ngờ với cuộc điện thoại của Kim Chính Thiện, vì Kim Chính Thiện là bí thư thị ủy rừng mật, căn bản càng chú ý đến công tác trong nhiệm kỳ mới này hơn bất kỳ người nào khác. Nếu như người này không gọi điện thoại cho mình thì như vậy mới là bất ngờ thế nên sau khi vương tử quân phát biểu vài lời thì leo lên xe rời đi lần này trương tề bảo cùng đi với vương tử quân xuống kiểm tra công tác hạng mục cũng không ngồi xe riêng hắn leo lên xe của vương tử quân trước khi lên xe thì hắn đã trao đổi chuyện này với trương tề bảo thế cho nên ngồi ở trên vị trí tay lái phụ vương tử quân nhìn trương tề bảo ngồi phía trước rồi cười nói anh đấy anh ngồi phía trước làm gì không phải đằng sau còn ghế sao hi hi Chủ tịch đã lâu tôi không được ngồi xe của ngài, tôi là thư ký của ngài, tất nhiên tôi sẽ hoài niệm cảm giác này. Trương Tề Bảo dùng giọng vui đùa cười tùm tìm nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ Trương Tề Bảo nói như vậy chỉ là lấy cớ, thế nên cũng không lập tức vạch trần, chỉ nói vài câu chuyện. Sau khi nói đến vài chuyện công tác thì Trương Tề Bảo khẽ nói: Chủ tịch Vương, chuyện ngày hôm qua là tôi không làm tốt công tác của mình, thế cho nên bọn họ. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, "Chuyện này cũng không thể trách anh, dù sao tôi cũng là lãnh đạo chủ yếu của bọn họ, có câu con khóc tìm mẹ, bây giờ bọn họ cảm thấy uất ức không tìm tôi thì tìm ai?" Trương Tề bảo thấy Vương Tử Quân không nổi giận thì thở dài một hơi, hắn gật đầu nói, "Chủ tịch Vương, sau khi quay về thì bọn họ cũng đến tìm tôi, bọn họ kiểm điểm bản thân vì sự xúc động của mình, bọn họ nói muốn đi làm kiểm điểm với ngài." tôi sợ ảnh hưởng đến công tác của ngài thế nên mới chuyển đạt thay cho bọn họ. Vương tử quân nhìn bộ dạng cung kính báo cáo của Trương Tề bảo, hắn không khỏi cười cười nói, bọn họ cũng chỉ là phản ánh tình huống mà thôi, cũng không làm gì sai, nếu nói kiểm điểm thì hơi quá. Anh cứ nói cho bọn họ cố gắng công tác, còn phương diện khác thì tổ chức sẽ có suy xét. Tuy vương tử quân cũng không nói sẽ suy xét vấn đề gì, thế nhưng với tài trí của Trương Tề bảo thì nào không hiểu hắn cười cười, đang định nói chuyện thì điện thoại vang lên. Trương Tề Bảo nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, hắn trầm ngâm dây lát rồi nghe máy. Sau khi nói hai câu thì quay sang nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, vừa rồi hiểu bạch gọi điện thoại đến, nói là thư ký trưởng Phương có gọi điện thoại đến, hỏi xem khi nào thì ngài có thời gian, bí thư sầm có sự việc cần nghiên cứu với anh. Sầm vật cương để Phương Anh Hồ gọi điện thoại cho mình, ý nghĩa của nó là rất sâu sắc. Nhưng Vương Tử Quân cũng không đặt nặng phương diện này, hắn cười cười nói, anh gọi điện thoại cho Hiểu Bạch, nói là hai ngày nay tôi có hơi căng, không thể đi được, ngày mốt tôi sẽ gặp mặt bí thư sầm. Vâng, Trương Tề bảo quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó bấm số điện thoại của Triệu Hiểu Bạch, truyền đạt ý kiến của Vương Tử Quân. Khi xe còn cách nhà hàng khoảng 1 km, có một người đàn ông hơn 30 tuổi chạy chiếc xe Santana đến đón. Người đàn ông kia thấy Trương Tề Bảo ngồi ở hàng ghế trước thì dùng giọng cung kính chào hỏi, "Lãnh đạo, mời ngài đi theo chúng tôi." Trương Tề Bảo giống như cũng có quen biết người đàn ông kia, hắn khẽ gật đầu với đối phương, ba chiếc xe hợp lại thành một đoàn nhanh chóng chạy đi. Nhà hàng mà Kim Chính Thiện mời cơm Vương Tử Quân tuy không lớn nhưng cực kỳ yên tĩnh, chỉ cần đưa mắt nhìn từ xa thì sẽ thấy có hàng chục cây cổ thụ che khuất ánh mặt trời, thật sự rất mát mẻ. Nhìn gần thì thấy nơi đây có nhiều cây cối trung bình, cành cây tươi xanh, bên dưới cây có nhiều chậu cảnh, bên cạnh là một con đường nhỏ khúc khuỷu quanh co đầy rêu xanh, hai bên đầy hoa cỏ. Vương Tử Quân thầm cảm thấy kỳ quái, đối với mọi người thì mật đông là một tỉnh ồn ào náo động, chỗ này xem ra là thế ngoại đào viên khó có được. Khi Vương Tử Quân xuống xe thì Kim Chính Thiện đang uống trà dưới một tán cây lớn tiến lên chào đón. Chủ tịch tôi còn nghĩ rằng một lúc lâu sau ngài mới đến, không ngờ ngài lại thần tốc như vậy. Trà vừa mới pha, tuy không phải là trà quý thế nhưng lại được chính tay ông chủ làm ra. Vương Tử Quân nhìn gương mặt vui vẻ sáng lạn của Kim Chính Thiện mà không khỏi khẽ lắc đầu, không biết bắt đầu từ khi nào mà Kim Chính Thiện ngày càng khách khí với mình, càng ngày càng có bộ dạng của một cấp dưới. Thật lòng thì Vương Tử Quân căn bản là không thích điều này, thế nhưng hắn là người lăn lộn quan trường lâu năm, hắn không thể nào nói ra được. Vì quan trường là như thế, cần có sự phân biệt và có cách ứng xử phù hợp, chỉ như thế mới có thể tiếp tục được. Vương tử quân ngồi dưới bóng cây mát mẻ dùng ly sứ xanh uống trà thơm, hắn không khỏi cảm thấy rất thoải mái. Hắn buông ly trà rồi cười ha hả nói với Kim Chính Thiện, bí thư Kim, anh có một nơi tốt như thế này mà không chịu nói sớm, có phải là sợ tôi đến thường xuyên làm cho chính mình phải móc hầu bao hay không? Ha ha, Chủ tịch nếu thích thì tôi còn ước gì anh thường xuyên đến đây. Tuy một vài năm chiêu đãi thì tôi chịu không nổi, thế nhưng tôi tuyệt đối nghiêm túc với một tuần đầu ngài đến nơi này." Kim Chính Thiện nói rồi lại châm trà cho Vương Tử Quân. "Tôi cũng vừa mới biết được chỗ này mà thôi, hai ngày trước người thân ở quê lên chơi, tôi sắp xếp mời cơm nhưng lại được bọn họ đưa đến nơi này ăn những món thôn dã, căn bản là rất tuyệt." Vương Tử Quân cười cười với lời nói cảm khái của Kim Chính Thiện. Bí thư Kim, anh trịnh trọng gọi tôi đến như vậy, nếu như không có món gì đặc sắc thì khó mà coi được. Chủ tịch ngài cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị tốt tất cả cho ngài rồi. Kim chính thiện căn bản rất kích động với lời nói của Vương Tử Quân, hắn nhìn sắc trời rồi nói tiếp, bây giờ vẫn còn hơi sớm, chờ ông chủ quán thu dọn xong thì mời chủ tịch nếm thử những món ăn đặc sắc của quê tôi. Trường 1815, một cầu thả. Lúc này thư ký của Kim Chính Thiện đang đứng bên cạnh nói, bí thư, tôi đi xem bọn họ chuẩn bị thế nào rồi. Khi nhóm thư ký rời đi, một phút sau bên cạnh bàn lớn chỉ còn lại Vương Tử Quân và Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện uống một hớp nước rồi cười nói, chủ tịch, ngài có biết không, có người chuẩn bị điều tôi đi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết chuyện này, vì cảm thấy mở miệng là không trưởng thành chính trị thế nên gác lại. Chủ tịch Vương, Nói thật với ngài thì Kim Chính Thiện tôi cũng có ý muốn đi, tuy công tác cùng ngài thật sự rất sung sướng, thế nhưng có nhiều chuyện làm cho người ta thật sự rất tức giận. Ví dụ như nhiệm kỳ mới lần này, bây giờ người đến nhà tôi căn bản là quá nhiều. Kim Chính Thiện nói đến đây thì lắc đầu nói, bây giờ tôi cảm thấy công tác của mình ở thành phố khó thể nào thúc đẩy được nữa, những người có khả năng không được tiến lên, những người bình thường công tác không tích cực, có vấn đề thì trốn tránh lại được đi lên, ngài nói mà xem. Đây là phương hướng phát triển gì vậy? Những người còn lại sao có thể tình nguyện công tác? Kim Chính Thiện rất bực tức, Vương Tử Quân cũng không bất ngờ vì điều này. Hắn nhìn gương mặt có vài phần tức giận của Kim Chính Thiện, thế là nói, "Bí thư Kim, bây giờ mới cho ra bản thảo, còn chưa xác định phương án chính thức, anh đã cảm thấy ngồi không yên rồi sao?" "Chủ tịch Phương, lần này tôi tìm ngài là muốn báo cáo ý kiến của tôi. Tôi đã nghĩ kỹ ở sự kiện này, Bọn họ sắp xếp tôi thế nào cũng được, nhưng dù thế nào thì tôi cũng muốn phản ánh ý kiến của thị ủy rừng mật lên trên. Kim Chính Thiện nói đến đây thì vỗ bàn nói tiếp, nếu thượng cấp tín nhiệm tôi, tiếp tục để tôi làm bí thư thị ủy rừng mật, tôi cần phải phản ánh tình huống chân thật của cán bộ rừng mật lên trên, tôi còn phải phụ trách với các đồng chí của mình. Kim Chính Thiện nói như vậy là rõ ràng tỏ thái độ, Vương Tử Quân chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn nói, tôi cũng sẽ tranh thủ cho thành phố rừng mật ở phương diện điều động cán bộ thì chúng ta nên có phương hướng chính xác, nếu không sẽ làm ảnh hưởng lớn đến những đồng chí vùi đầu công tác. Chủ tịch Phương, hai năm qua ngài cũng đã thấy rõ những biến đổi của thành phố rừng mật. Phương diện xây dựng đô thị không những khó làm, còn có trách nhiệm lớn, thế nhưng chúng tôi đã cho ra khẩu hiệu, cầu thả lợi ích quốc gia sẽ giống như sinh tử, sao có thể vì họa tránh phúc. Ngài cũng có thể tìm hiểu từ Chủ tịch Hải Bắc, chúng tôi công tác như thế nào. Các cán bộ bên dưới công tác thế nào? Chúng tôi báo cáo lên nhưng thượng cấp lại không có thái độ công chính, điều này làm cho người ta rất thương tâm." Vương Tử Quân nghe Kim Chính Thiện nói về tình huống của thành phố rừng mật mà liên tục gật đầu, hắn có thể cảm nhận được nguy cơ nếu như Kim Chính Thiện không thê quán triệt ý chỉ của mình trong nhiệm kỳ mới lần này. Mặc dù Kim Chính Thiện là bí thư thị ủy thế nhưng lại có nhiều phương diện làm cho chính mình bị gò bó. "Được rồi, bí thư Kim Công tác của nhiệm kỳ mới rất quan trọng, khi mà công tác nhân sự ngày càng được mở ra và trong sáng hóa, tôi tin tưởng những đồng chí có tư tưởng, chịu khó công tác, lại có khả năng chắc chắn được tổ chức khẳng định." Vương Tử Quân nói bằng giọng điệu cực kỳ tin tưởng, lòng tin của hắn giống như cũng lây nhiễm sang Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện nâng ly trà lên uống một ngụm rồi cười nói, "Chủ tịch Vương, chỉ cần ngài có lòng tin ở sự kiện này thì tôi an tâm hơn nhiều." Uông Thanh Minh là Thường ủy tỉnh ủy Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn căn bản là người quyền cao chức trọng, là người có vị trí cao vời trong tỉnh, thậm chí có nhiều người cảm thấy địa vị của hắn còn vượt qua phó chủ tịch thường vụ Hà Kiến Trương. Uông Thanh Minh rất mất hứng với những thông tin này, cũng không phải là hắn khiêm tốn, mà hắn thật lòng cảm nhận được tầm quan trọng của mình trong tỉnh Mật Đông. Hắn cảm thấy mình cao hơn so với Văn Thành Đồ, tuy Văn Thành Đồ là phó bí thư tỉnh ủy, thế nhưng dưới sự cường thế của Sầm Vật gương, lực ảnh hưởng của phó bí thư văn thành đồ chỉ là có hạn mà thôi nếu như không phải sầm vật cương phải đối phó với một người quá mạnh là vương tử quân chỉ sợ mật đông này không có chỗ cho văn thành đồ nói ra nói vào nhưng uông thanh minh thầm nghĩ như vậy mà biểu hiện lại cực kỳ an phận uông thanh minh đi vào phòng họp và lập qua lật lại phương án nhiệm kỳ mới trên bàn của mình hắn đã sớm ghi nhớ rõ ràng vài trăm cái tên trong phương án hắn sở dĩ còn lật qua lật lại xem xét cũng là vì muốn ứng đối với những vấn đề phát sinh ở hội nghị nhỏ trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Hôm nay Sầm Vật Cương mở hội nghị, nó là một cuộc họp nhỏ cũng không có gì là quá phận, nhưng hội nghị này lại có địa vị cao cấp nhất trong tỉnh. Những người tham gia hội nghị có Uông Thanh Minh, Sầm Vật Cương, Vương Tử Quân và Văn Thành Đồ, hơn nữa hội nghị lần này lại quyết định một vấn đề làm cho người ta thật sự kinh hãi và chờ mong. Hội nghị này nghiên cứu vấn đề gì? Tất nhiên là nghiên cứu những việc cần làm trong nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ mới là cái gì? Nói trắng ra chính là điều chỉnh vị trí cán bộ, ai có thể lên có thể xuống trong nhiệm kỳ mới lần này được quyết định trong hội nghị hôm nay. Uông Thanh Minh nghĩ đến những gì mình cần phải nói, còn phải giúp đỡ bí thư sầm ngăn cản lửa đạn công kích của Vương Tử Quân, thế là hắn không khỏi có chút không thoải mái. Mặc dù hắn cực kỳ tin tưởng vào chính mình và bí thư sầm vật cương ở sự kiện này, thế nhưng hắn cũng biết rõ vương tử quân không phải là người dễ trêu vào. Đặc biệt là vào thời điểm mấu chốt này vương tử quân sẽ ra tay, làm sao có thể nương tay được. Hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy đối phó với nhau, làm cho những người thủ hạ như mình căn bản rất khó xử. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ truyền đến, Uông Thanh Minh đang suy nghĩ xem nên ứng phó với những câu hỏi của Vương Tử Quân như thế nào, hắn có chút không thoải mái, hắn trầm giọng nói vào đi. Trưởng phòng Uông, người đi vào chính là chủ nhiệm văn phòng thân Trường Hỷ. Chủ nhiệm thân có giá người thấp hơn Uông Thanh Minh, là một người mạnh mẽ nổi tiếng không phải chỉ ở phòng tổ chức tỉnh ủy mà còn ở khắp mật đông. Tuy cấp bậc của thân Trường Hỷ không quá cao thế nhưng vẫn là người có tiếng nói trước mặt các vị lãnh đạo cấp phó tỉnh. Người này làm việc gì cũng đều là tám mặt lung linh, nhưng điều làm cho Uông Thanh Minh cảm thấy thỏa mãn nhất chính là người này luôn đi theo tâm tư của mình. Thậm chí có chuyện gì mình chỉ cần suy nghĩ một chút và cho ra sắp xếp, người này sẽ làm tốt tất cả. Có một thủ hạ như vậy, mình có gì mà không hài lòng. Uông Thanh Minh thấy người đi vào trong là thân trường hỉ, thế là cố gắng áp chế cơn giận của mình, hắn nhìn thoáng qua thân trường hỉ rồi không nói gì. Hắn là lãnh đạo, đôi khi không nói lời nào cũng biểu hiện ý nghĩa rõ ràng, tất nhiên thái độ này là thế nào thì chỉ những người thân cận mới có thể hiểu được. chương 1815, hai cầu thả Thân trường hỉ rõ ràng là một cao thủ ở phương diện nhìn mặt nói chuyện, hắn hiểu bây giờ trưởng phòng đang chờ mình lên tiếng. Nếu như không phải là vấn đề khó giải quyết, lúc này hắn cũng không đến tìm Uông Thanh Minh. Trưởng phòng Uông, đồng chí lô bính khỏa của ban số 2 hôm nay không đi làm. Thân trường Hỉ cung kính đứng bên cạnh Uông Thanh Minh rồi khẽ nói. Thân trường hỷ là chủ nhiệm văn phòng, hắn căn bản là người cực kỳ thân cận với Uông Thanh Minh, nhưng hắn lại nắm chắc điều này, khi nào biểu hiện ra trạng thái gì thì cũng cực kỳ phù hợp. Hắn biết rõ nếu là trường hợp khác thì mình có thể biểu hiện thân cận với Uông Thanh Minh, thế nhưng khi tiến vào công tác thì căn bản chưa từng vượt rào, nên cung kính thì cung kính, nên cẩn thận thì cực kỳ tỉ mỉ. Lỗ Bính Khoa trong miệng thân trường hỷ chính là trưởng ban số 2 của phòng tổ chức tỉnh ủy. Ban số 2 có thể nói là một ban quan trọng của phòng tổ chức tỉnh ủy, chủ quản tài liệu của cán bộ các thành phố trong tỉnh, rất nhiều chuyện do ban số 2 tỏa chấn công tác. Người ngồi trên vị trí lãnh đạo của một ban quan trọng trong phòng tổ chức tất nhiên không phải tầm thường, tất nhiên phải là nhân tài cực kỳ thân cận với Uông Thanh Minh. Uông Thanh Minh trầm ngâm dây lát mà cũng không mở miệng, hắn chỉ lặng lặng nhìn thân trường hỷ, chờ đối phương nói tiếp. Hắn cho rằng dù là ai thì ngẫu nhiên không đi làm một hai ngày cũng không phải chuyện gì lớn. Thân Trường Hỉ sở dĩ đến báo cáo với gương mặt ngưng trọng như vậy rõ ràng là có gì đó không bình thường, Uông Thanh Minh đang chờ đáp án của Thân Trường Hỉ. Thân Trường Hỉ cũng không làm cho Uông Thanh Minh thất vọng, hắn là một vị chủ nhiệm văn phòng cực kỳ hợp cách, hắn căn bản không để cho Uông Thanh Minh chờ lâu mà nhanh chóng nói, không thể gọi điện thoại cho trưởng ban lỗ được gọi điện thoại đến nhà cũng không có ai nghe máy. Uông Thanh Minh nghe thân trường hỉ nói như vậy thì chợt nhớ hình như ngày hôm qua cũng không gặp trưởng ban lỗ. Bình thường thì một tuần tiểu lỗ kia sẽ có 3-4 ngày đến báo cáo công tác với mình, hôm nay như vậy là không bình thường. À, anh điều tra xem sự việc là thế nào. Uông Thanh Minh trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nói. Nếu như là trước kia thì Uông Thanh Minh sẽ rất chú ý, thế nhưng bây giờ không còn là như trước, dù sao thì nửa giờ sau bí thư sầm sẽ tổ chức hội nghị văn phòng quyết định hướng đi của tỉnh Mật Đông trong nhiệm kỳ mới. Bí thư sầm là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy Mật Đông, là một người nắm giữ đại cục. Còn Văn Thành Đồ, hừ, cho dù bí thư sầm ném cho Văn Thành Đồ nhiều lợi ích trong nhiệm kỳ mới lần này, thế nhưng người này cũng không đắc tội mạnh mẽ với Vương Tử Quân, tác dụng của Văn Thành Đồ chỉ là cổ vũ mà thôi. Uông Thanh Minh nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn cảm thấy bí thư sầm chủ yếu dựa vào mình, trách nhiệm của mình là rất lớn, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy cực kỳ áp lực. Nhưng Uông Thanh Minh lại nghĩ đến Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương chỉ sợ còn áp lực và bức bối hơn cả mình. Nói tóm lại thì thế cục bây giờ là một so với ba, Vương Tử Quân căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Chủ tịch Vương có thể làm gì được, nếu như mình là Vương Tử Quân, mình nên đối đãi với cục diện này như thế nào uông thanh minh thầm nghĩ như vậy mà không khỏi cười thầm thầm nghĩ nếu như mình là vương tử quân biện pháp tốt nhất chính là chịu đựng không lên tiếng dù sao thì lớn tiếng cãi lại cũng thua tuy uông thanh minh không thể không thừa nhận vương tử quân là người có năng lực thế nhưng dù có năng lực mạnh mẽ thế nào thì ở phương diện nhân sự có thể mạnh hơn một người là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy sao trưởng phòng đã đến giờ rồi mời anh đi tham gia hội nghị thư ký khẽ đẩy cửa đi vào rồi trầm giọng nhắc nhở uông thanh minh uông thanh minh khẽ gật đầu cũng không lên tiếng hắn cầm sổ và bút bước đi thư ký nhanh chóng cầm ly trà đi theo sau tiểu lý cậu không cần phải đi tôi tự mình đi lấy uông thanh minh nghĩ đến phương diện mình là người có cấp bậc thấp nhất trong hội nghị văn phòng lần này hắn cảm thấy lòng kiêu ngạo có chút tổn thương thế là hắn khẽ gật đầu với thư ký của mình rồi cầm ly trà đi ra ngoài. Uông Thanh Minh có thể nói là người cực kỳ có quyền uy trong khu văn phòng phòng tổ chức, hắn căn bản không quan tâm đến những thủ hạ đang chào mình, chỉ ngẩng đầu đi ra ngoài. Ha ha, trưởng phòng Uông, ngài đi ra ngoài sao? Một giọng nói nhiệt tình truyền đến. Uông Thanh Minh nghe thấy có người chào hỏi mình thì dừng lại. Hắn thấy Đinh Trọng Cai mặc áo trắng tay ngắn đi ra khỏi chiếc xe vừa mới dừng lại những chuyện này dù là lọt vào mắt ai cũng là trùng hợp mà thôi thế nhưng uông thanh minh cũng không nghĩ là như vậy hắn biết rõ đây tuyệt đối không phải là trùng hợp rõ ràng là đinh trọng cai cố ý sắp xếp như vậy uông thanh minh cũng không phải chỉ là một hai lần rơi vào tình cảnh này nhưng bình thường thì hắn đều cố gắng cho người sắp xếp tình cảnh như vậy có chút thể diện dù sao thì người ta sắp xếp cũng không dễ dàng mình cần gì phải không chấp nhất nhưng phương diện trùng hợp cũng được Uông Thanh Minh chia làm năm bảy loại, hắn sẽ không keo kiệt nụ cười và sự nhiệt tình của mình đối với những người có tiềm lực, ví dụ như Đinh Trọng Cai là người như vậy. Trong phương án nhiệm kỳ mới của hắn thì Chủ tịch Đinh Trọng Cai căn bản là một người tiến lên làm bí thư thị ủy. Lãnh đạo đứng đầu một thành phố căn bản chỉ có thể ngước mắt ngưỡng mộ lên nhìn Uông Thanh Minh, thế nhưng dù sao đối phương cũng là chư hầu một phương, không nên đắc tội vẫn hay hơn. À, tôi đi sang thương lượng với bí thư sầm một vài việc chủ tịch trọng cai có chuyện gì không giọng nói ôn hòa của uông thanh minh có vài phần quan tâm đinh trọng cai lại là người có tâm tư thân cận với uông thanh minh thế nên hắn càng cảm thấy thả lỏng hơn hắn là người nằm trong tầm tay quản lý của uông thanh minh hắn biết rõ tính tình của uông thanh minh trưởng phòng uông hôm nay khách khí với mình như vậy tất nhiên hắn sẽ hiểu ý nghĩa của nó là gì hắn cười ha hả rồi nói trưởng phòng uông tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo với ngài thế nhưng bây giờ lại không trùng hợp. Ngài xem khi nào có thể bỏ ra vài phút trong lúc công tác bận rộn để tôi có thể báo cáo công tác với ngài. À, anh liên lạc với chủ nhiệm thân, để cho anh ấy sắp xếp chút thời gian, nói là tôi yêu cầu như vậy. Uông Thanh Minh nói rồi vỗ lên vai của Đinh Trọng Cai, sau đó thản nhiên nói, à, Trọng Cai, anh rất tốt sau khi để lại một câu cực kỳ có ý nghĩa như vậy thì uông thanh minh đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy tuy hắn không quay đầu nhìn gương mặt của đinh trọng cai thế nhưng hắn có thể tưởng tượng được sau khi nghe mình đánh giá như thế thì gương mặt của người này sẽ đỏ bừng vì kích động uông thanh minh tương đối thỏa mãn vì người ta lo lắng được mất vì một câu nói của mình hơn nữa một lời nói này của mình rất có thể sẽ làm cho vị chủ tịch này cả tối mất ngủ chương 1816, tôi cười nhạt với anh. Lúc này khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy khá yên tĩnh nhưng Uông Thanh Minh vẫn cảm giác được bầu không khí khác thường ở nơi đây. Khi hắn đi đến khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, hắn cảm thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình. Chào Chủ tịch Vương, sau lưng chợt vang lên giọng nói chào hỏi làm cho Uông Thanh Minh hơi khựng người. Hắn trần chờ dây lát rồi dừng bước, tuy hắn không muốn làm bộ với Vương Tử Quân, Thế nhưng dù thế nào thì hắn vẫn phải đảm bảo sự tôn trọng với một người lãnh đạo là Vương Tử Quân. "Chào chủ tịch Vương." Uông Thanh Minh hơi cúi người khẽ chào hỏi Vương Tử Quân, thế nhưng khi cúi người hắn lại có chút bực bội. Hắn thầm nghĩ sao mình lại đê tiện như vậy? Hai bên sắp vạch mặt nhau đến nơi, cần gì mình phải tỏ ra thấp kém như thế? Vương Tử Quân cười nói với Uông Thanh Minh, "Trưởng phòng Uông, khoảng thời gian gần đây anh bận rộn lắm phải không?" "Vâng." cũng là vì công tác mà thôi uông thanh minh tuy đã nhắc nhở mình thế nhưng khi gặp mặt vương tử quân thì vẫn không tự chủ được phải khiêm nhường cung kính hơn a à, công tác nhiệm kỳ mới là rất quan trọng trưởng phòng uông nhất định phải nắm chắc là một cán bộ lãnh đạo vĩ đại thì phải nên đi đầu ở phương diện đẩy mạnh phát triển địa phương mới được vương tử quân vừa đi về phía trước vừa dùng giọng tùy ý nói uông thanh minh căn bản không quan tâm đến những lời này của vương tử quân Ngược lại hắn còn có chút khinh thường. Cán bộ lãnh đạo vĩ đại có thể kéo kinh tế một phương phát triển sao? Tôi thấy chưa hẳn, vì hai chữ vĩ đại căn bản không thể nào định lượng được, chỉ sợ chủ tịch Vương anh cảm thấy những cán bộ vĩ đại đều có quan hệ thân cận với anh sao? Tuy thầm cười nhạt với những lời của Vương Tử Quân, thế nhưng Uông Thanh Minh vẫn biểu hiện cười tươi nói, "Chủ tịch nói rất đúng, sau khi quay về tôi nhất định sẽ truyền đạt ý chỉ của ngài với các cán bộ của phòng tổ chức." sau này yêu cầu bọn họ công tác càng thêm nghiêm túc cẩn thận và chăm chú hơn. Vương tử quân cười cười, hắn cũng không nói thêm lời nào. Uông Thanh Minh nhìn bộ dạng của Vương tử quân, hắn chợt cảm thấy nụ cười của đối phương có vài phần quỷ dị, như vậy là có ý gì? Uông Thanh Minh có đầy bụng nghi hoặc, hắn đành phải đi theo Vương tử quân lên lầu. Khi đi vào trong phòng làm việc của sầm vật cương, lúc này trong phòng đã có người ngồi, đó là phó bí thư văn thành đồ đang ngồi đối diện với sầm vật cương trên khai trà nho nhỏ có bốn cái ly lúc này hai chiếc ly đặt gần bên cạnh sầm vật cương và văn thành đồ đang bốc khói nghi ngút hai chiếc ly còn lại căn bản không có động tính có lẽ là dành cho vương tử quân và uông thanh minh hai người sầm vật cương và văn thành đồ không biết đang nói đến vấn đề gì mà nhìn qua rất hợp nhau sầm vật cương và văn thành đồ đang cười ha hả thì thấy vương tử quân và uông thanh minh đi vào thế là sầm vật cương không khỏi khoát tay áo với vương tử quân chủ tịch tử quân tôi và bí thư văn đang chờ hai người các anh hai anh mau đến đây mau ngồi xuống nếm thử trà tôi vừa pha xem thế nào vương tử quân nhìn ly trà nhỏ tinh xảo hắn ngồi xuống đối diện với sầm vật cương để cho văn thành đồ châm trà cho mình sau đó khẽ uống một ngụm rồi nói trà rất ngon xem ra sau này có thời gian thì tôi nên thường xuyên đến phòng bí thư sầm tìm trà ngon để uống Uông Thanh Minh nghe Vương Tử Quân nói tìm trà uống thì thiếu chút nữa cười ra thành tiếng. Trà và cha cùng một âm, nếu không biết thì còn tưởng rằng Vương Tử Quân đến chỗ sầm vật gương để bới lông tìm vết. Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu Uông Thanh Minh, ngay sau đó hắn lại sinh ra một ý nghĩ, có phải Vương Tử Quân đang nói một câu hai nghĩa ám chỉ điều gì đó với sầm vật gương hay không? Sau khi ngồi xuống vị trí của mình thì Uông Thanh Minh đưa mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt đã bình tĩnh lại hắn cảm thấy bí thư sầm bày ra tư thái rất ấm áp cũng không đơn giản là tăng cường lực tương tác, quan trọng là biểu hiện tư thái hùng mạnh tự tin. Thông qua sự tự tin này mà bí thư sầm muốn nói cho vương tử quân biết, trong quá trình bàn bạc lần này, tôi căn bản là ra tay quyết định, anh cũng đừng nên phí công dẫy dụa. Chỉ cần hội nghị này thông qua phương án nào, như vậy sẽ không bao giờ còn phát sinh chút gợn sóng trong hội nghị thường ủy. Trưởng phòng uông, mời anh uống trà, trà này rất ngon. Văn Thành Đồ nói rồi mỉm cười. Uông Thanh Minh nhìn Văn Thành Đồ nâng ly lên uống trà, trong lòng càng có vài phần tự tin. Lúc này một Văn Thành Đồ xảo quyệt đã hoàn toàn đứng về phía bí thư sầm, cho dù Vương Tử Quân có chiêu thức gì cũng chỉ sợ là thi triển không được. Vương Tử Quân ngồi trên ghế sa lông, hắn vừa trò chuyện vui vẻ vừa quan sát gương mặt của bí thư sầm. Hôm nay tinh thần của sầm vật gương rất tốt, Nói chuyện làm cho người ta nghe vào tai mà tưởng như đang thấy tiếng chuông. Xem ra Sầm Vật Cương cực kỳ tự tin. Bữa sáng hôm nay của nhà ăn cũng không tệ, hôm nay tôi ăn hoành thánh, cảm thấy hương vị rất ngon. Ngày hôm qua vì chiều đãi lãnh đạo trung ương mà Sầm Vật Cương phải ở lại khách sạn thịnh thế, thế nên chủ đề lại được chuyển sang chuyện dùng cơm sáng. Uông Thanh Minh nghe như vậy mà không khỏi buồn cười, nếu như không phải Sầm Vật Cương dùng cơm sáng ở khách sạn thịnh thế, nhà ăn sẽ bỏ công sức ra làm những món ngon miệng như vậy sao? Vương Tử Quân cũng chưa từng ăn cơm sáng ở nhà ăn, lúc này nghe sầm vật cương tán thưởng như vậy thì không khỏi cười nói. Bí thư sầm đã khích lệ như vậy thì có thể thấy nhà ăn nấu bữa sáng rất ngon, khi nào tôi có rảnh nhất định phải đến ăn sáng mới được. Hai người vương tử quân và sầm vật cương nói thêm vài câu, cả hai đều cười vui vẻ. Sau hai phút trò chuyện về những chủ đề không liên quan, Sầm Vật Cương chợt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi nói: "Hôm nay tổ chức họp cũng là vì có chuyện, chúng ta phải liên hệ trước những công tác của nhiệm kỳ mới, chúng ta cùng thảo luận xem có chỗ nào thiếu hụt hay không." Tối qua tôi nhận được điện thoại của trưởng ban Dương Độ Lục, anh ấy rất xem trọng công tác của mật đông, yêu cầu chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành công tác nhiệm kỳ mới. Vương Tử Quân cười cười, hắn biết rõ vì sao Sầm Vật Cương lại lôi Dương Độ Lục ra đây. Công tác của nhiệm kỳ mới rất quan trọng, nó liên quan đến đại cục phát triển sau này của tỉnh Mật Đông. Hôm nay chúng ta phát huy tính dân chủ, nói năng thoải mái. Nếu có vấn đề gì không thỏa đáng thì cứ nói ra, tuyệt đối không thể che giấu. Sầm Vật Cương nói đến đây thì giọng điệu có chút sục sôi, dù sao thì công tác nhiệm kỳ mới lần này không những là phụ trách với tỉnh ủy, còn là phụ trách với quần chúng nhân dân. Uông Thanh Minh lật qua lật lại quyển sổ của mình hắn chờ cho sầm vật cương nói hết lời sau khi màn dạo đầu kết thúc thì hắn sẽ đọc văn kiện tương quan lúc này uông thanh minh cảm thấy mình rất sảng khoái chuyện này có bí thư sầm tọa chấn những gì nên nói thì bí thư sầm cũng sẽ nói chủ tịch vương cho dù có ý kiến gì cũng phải nghĩ đến hậu quả khi mở miệng nói ra tốt nhất là có thể thành thật tiếp nhận phương án lần này dù sao như vậy cũng giảm đi vài phần phiền toái tất nhiên kháng nghị một chút cũng không phải không được chỉ là kháng nghị một cách vô vị đần độn thì được gì. Uông Thanh Minh cảm thấy không nên làm những chuyện không có ý nghĩa. Trưởng phòng Uông, anh đọc phương án của phòng tổ chức ra cho mọi người được biết. Sầm Vật Cương đưa mắt nhìn Uông Thanh Minh, Uông Thanh Minh lại đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương, thậm chí hắn thấy được ánh mắt cổ vũ của Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, Chủ tịch Vương, Bí thư Văn, phòng tổ chức chúng tôi cực kỳ chú trọng công tác trong nhiệm kỳ mới lần này cố gắng cho ra một ý kiến tham khảo chủ toàn cho các vị lãnh đạo. Phòng tổ chức chúng tôi đã trải qua nhiều lần nghiên cứu thảo luận, lúc này mới cho ra phương án tốt nhất, kính mong các vị lãnh đạo chỉ ra những điểm còn thiếu sót. Uông Thanh Minh mở miệng rất khiêm tốn thế nhưng hắn lại hiểu rõ cơ hội để người ta chỉ ra điểm sai của mình là không lớn. Uông Thanh Minh mất 10 phút mới có thể giải thích xong. Sau khi nói xong thì hắn ngồi đàng hoàng nơi đó chờ sự việc tiếp tục tiến triển. Lúc này hắn rất hy vọng Vương Tử Quân có thể cho ra ý kiến, dù sao thì đây là cơ hội cho Vương Tử Quân biết thế nào là khốn khổ, như vậy sẽ không còn gì ràng buộc ở hội nghị thường ủy sắp tới. Vương Tử Quân không lên tiếng, Sầm Vật Cương cũng không nói gì. Khi bầu không khí đang trầm mặc thì Văn Thành Đồ mở miệng phá vỡ bầu không gian bình tĩnh, "Bí thư Sầm, Chủ tịch Vương, thật lòng thì tôi đồng ý với phương án này của phòng tổ chức tỉnh ủy." đồng thời tôi cũng cực kỳ khẳng định công tác của phòng tổ chức vì chỉ sau một thời gian ngắn đã cho ra một phương án hoàn thiện như vậy. Điều này nói rõ phòng tổ chức dưới sự lãnh đạo của trưởng phòng Uông căn bản là vất vả công tác, không nói đến điều kiện, hoàn thành nhiệm vụ phân công của tỉnh ủy trong thời gian ngắn, điều này chúng ta cần phải cho ra lời khẳng định. Trường 1817, một ba kẻ khốn nạn. Những năm qua Uông Thanh Minh luôn tự hỏi mình, chính mình căn bản là người có chút bảo thủ, có quan hệ không tốt với Văn Thành Đồ, như gần như xa với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không sợ. Trên quan trường quan hệ lệ thuộc là như vậy, không cách xa vài ngọn núi nhưng lại cách biệt một lớp giấy. Uông Thanh Minh cảm thấy mình có thể đắc tội với cả quan trường Mật Đông cũng không nên đắc tội một người, đó chính là Sầm Vật Cương. Dù cho cả quan trường Mật Đông không thích mình, nhưng điều này có vấn đề gì đâu? chỉ cần sầm vật cương tín nhiệm mình như vậy là quá đủ cho địa vị của Uông Thanh Minh, chỉ cần hắn chăm chú liên lạc chính mình ở cùng một chỗ với sầm vật cương. Vì vậy Uông Thanh Minh có chút bức bối vì lời nói khen ngợi của Văn Thành Đồ với mình, nhưng hắn cũng có vài phần hưởng thụ. Hắn không thích Văn Thành Đồ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến phương diện nghe những lời khích lệ của Văn Thành Đồ với mình. Trong quan trường là như vậy, không có bạn bè vĩnh viễn, nhưng cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Tôi cảm thấy phương án này nhìn từ tổng thể thì rõ ràng là nghiêm túc cẩn mật, đặc biệt là đối với phương diện sắp xếp với phần lớn cán bộ, bọn họ càng là nhân tài. Văn Thành đổ uống một hớp nước rồi chậm rãi nói, công tác nhiệm kỳ mới là cực kỳ trọng đại, phương diện nhân sự lại càng là quan trọng nhất. Bí thư sầm, tôi cảm thấy chúng ta nên xem xét ghi công của các đồng chí phòng tổ chức trong sự kiện này. Đó đều là bổn phận công tác, cũng không cần ghi công sầm vật cương khoát tay áo sau đó nói với Văn Thành Đồ, Bí Thư Văn, anh là lãnh đạo nắm công tác nhân sự, trong quá trình này anh không thể chỉ bao che khuyết điểm để cho bên dưới đắc ý được. Anh không những phát hiện ra ưu điểm của đồng chí, còn phải quan tâm lưu ý đến những thiếu sót của bọn họ, chỉ như vậy mới có thể làm cho đơn vị ngày càng phát triển mạnh mẽ. Uông Thanh Minh nghe hai người Văn Thành Đồ và sầm vật cương kẻ sướng người họa thì không khỏi có vài phần bội phục bây giờ hai người nói như vậy giống như tập trung tất cả lực chú ý về phương diện coi trọng công tác của phòng tổ chức tỉnh ủy còn những chuyện khác giống như đều đã được thông qua vương tử quân nếu như thức thời thì tất cả sẽ ổn thỏa thế nhưng nếu như bản tính của người này không thay đổi vẫn quật cường thì sao chỉ sợ sẽ phải đón nhận công kích mà thôi phòng tổ chức thật sự rất vất vả vương tử quân nói rồi cười ha hả trưởng phòng uông ngài cảm thấy đồng chí lữ cận di công tác như thế nào lữ cận di uông thanh minh chợt ngây cả người hắn thật sự không quá rõ ràng một cái tên tự nhiên xuất hiện này nhưng hắn biết rõ vương tử quân đã ném cho mình một câu hỏi như vậy nói rõ là vương tử quân đã chuẩn bị ra chiêu tuyệt đối không thể để xuất hiện tình huống như trước nếu như phương án lần này không được thông qua chỉ sợ mình không còn bao nhiêu thể diện uông thanh minh thầm phỏng đoán những gì mà vương tử quân đang nắm trong tay hắn nhìn vào tài liệu khảo sát rồi nói Đồng chí này là bí thư quận ủy quận Đông Thành của thành phố San Hà, anh ấy có năng lực công tác xuất chúng, tính nguyên tắc rất mạnh, rất nhiều phương diện có tính dẫn đầu đội ngũ, là một cán bộ được thành phố San Hà trọng điểm bồi dưỡng. Uông Thanh Minh nói đến đây thì đưa mắt nhìn gương mặt tươi cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, gương mặt của Vương Tử Quân làm cho hắn cảm thấy không thể nắm chắc, không thể biết trước được. Nhưng Uông Thanh Minh biết mình không thể lùi bước, nếu như Vương Tử Quân đẩy ngã phương án này Bí thư Sầm chắc chắn sẽ không tha cho mình. Dù là từ bí thư Sầm hay là từ bất kỳ phương diện nào khác thì chính mình cũng không thể lùi bước. Uông Thanh Minh thầm nghĩ như vậy, hắn trầm giọng nói, căn cứ vào tình huống mà chúng tôi khảo sát được, đồng chí Cận Di được quần chúng cơ sở ủng hộ, có thành tích tốt ở quận Đông Thành, có tiếng hô tiến lên rất cao, những lời khen ngợi như thủy triều. Thật sự được khen ngợi như thủy triều sao? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Uông Thanh Minh rồi dùng giọng bức bách nói. Sầm Vật Cương uống một ngớp nước, lão căn bản cũng không quan tâm đến bộ dạng nổi giận của Vương Tử Quân. Lão cảm thấy Vương Tử Quân dù nổi giận thế nào cũng là châu chấu đá xe, anh có thể lấy ra những đơn thư tố cáo về người này sao? Bây giờ không còn như xưa, dù là đầy đơn thư tố cáo thế nhưng ai có thể phân biệt được tính thật giả của nó. Hơn nữa cho dù người này có chút tỉ vết như vậy khuyết điểm cũng không che lấp ưu điểm. Có câu nói thế này, cán bộ có khuyết điểm thì không có vấn đề, vì con người không phải là thánh hiền, ai có thể không phạm sai lầm. Quan trọng là phải nhìn vào tư tưởng chủ đạo. Cho dù anh nắm bắt người ta cũng không có tác dụng, duy trì công tác không có lúc bỏ sót sao? Tôi chỉ cần nhìn vào phương diện chủ lưu là được." Sầm Vật gương thầm nghĩ như vậy, gương mặt lão cực kỳ bình tĩnh, vẫn ngồi yên lặng ôn hòa. Văn Thành Đồ lúc này ngồi bên cạnh sầm vật cương tỏ ra cực kỳ tỉnh táo. Hắn bây giờ nhìn bộ dạng chợt tức giận Vương Tử Quân, thầm cảm thấy vui mừng. Hắn xem ra chiêu thức này của Vương Tử Quân thật sự là thiếu phong thái của một vị lãnh đạo. Vương Tử Quân nên tự mình hiểu rằng bây giờ thế cục đã định, nếu nắm chặt chuyện nhỏ không tha thì có phải là quá xấu xa rồi không? Dù sao thì mọi người không còn là cán bộ cấp xã nữa rồi, nào có chuyện soi mói tính toán chi ly như vậy nữa cứ để cho sự việc náo loạn, nếu như không phải vương tử quân muốn náo loạn, sầm vật cương căn bản không khách khí với mình như vậy. Ngược lại những lời nói vừa rồi của mình căn bản là không phụ lòng quan tâm của sầm vật cương. Phải nói thế nào nhỉ, ngồi trên núi nhìn hổ cắn nhau, đi qua cầu nhìn nước chảy, chính mình bình thản ổn định nhìn cuộc vui là được. Dưới ánh mắt nhìn vào chằm chằm của vương tử quân, Uông Thanh Minh có chút không thoải mái. Hắn là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, tự nhận mình là một người cấp bậc quan trọng trong mật đông bây giờ bị vương tử quân dùng giọng uy nghiêm hỏi một câu thế là có vài phần khó tiếp thu nhưng những gì cần nói vẫn phải nói uông thanh minh không thoải mái cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi dù sao thì vương tử quân cũng khôn phải là người bình thường đối mặt với người này làm cho hắn sinh ra cảm giác không yên uông thanh minh nhìn thoáng qua sầm vật gương và văn thành đồ rồi bình tĩnh lại bí thư sầm còn ngồi nơi đây anh có thể làm được gì nữa? nói cho cùng thì dù lữ cận di này có vấn đề thì cũng chỉ là quá trình khảo sát có chút sai lầm. ai dám cam đoan tất cả công tác của mình là cực kỳ cẩn thận? xuất hiện sai lầm cũng là bình thường. nhưng sai lầm là chuyện về sau. bây giờ điều ôm thanh minh cần làm chính là kiên trì quan điểm của mình. hắn đang là người có hy vọng lớn. hắn không thể để cho vương tử quân đẩy ngã phương án của mình một lần nữa. Uông Thanh Minh nghĩ đến những thứ này mà không khỏi trầm rong nói, căn cứ vào khảo sát của hai cấp tỉnh thành, đồng chí này dù là phương diện công tác hay phương diện làm người cũng không có vấn đề. Vương Tử Quân nhìn Uông Thanh Minh, nụ cười trên mặt chậm rãi tăng lên. Sau khi Uông Thanh Minh nói xong, gương mặt Vương Tử Quân trở nên cực kỳ âm trầm. Trưởng phòng Uông, trong phòng tổ chức có phải có một đồng chí tên là Lỗ Bính Khỏa hay không? Vương Tử Quân lại nói sang chuyện khác làm cho dự cảm xấu của Uông Thanh Minh tăng lên rất mạnh, loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn không khỏi nhớ đến tình huống chủ nhiệm văn phòng thân trường hỉ đến báo cáo với mình, Lỗ Bính Khỏa hôm qua không đi làm, đây là có chuyện gì? Chương 1817, 2 3 kẻ khốn nạn. Uông Thanh Minh chợt lóe lên vài ý nghĩ, nhưng hắn vẫn phải kiên trì, chủ tịch Vương, trong phòng tổ chức chúng tôi thật sự có đồng chí như vậy anh ấy bây giờ là trưởng ban số 2 của phòng tổ chức. Như vậy thì đúng rồi, Vương Tử Quân không nhìn Uông Thanh Minh mà nói với Sầm Vật Cương, Bí Thư Sầm, tối qua phân cục công an quận Đông Thành của thành phố rừng mật tiến hành kiểm tra theo thông lệ với một tụ điểm vui chơi giải trí. Bọn họ phát hiện có hai người đàn ông và bốn người phụ nữ ở trong một phòng, hai người đàn ông kia chính là Lữ Cận Di và Lỗ Bính Khỏa. Tuy Vương Tử Quân không nói hết lời nhưng với năng lực của đám người sầm vật cương, nào không hiểu rõ ý nghĩa. Thế nên bầu không khí có chút đèn nén. Bọn họ đang làm gì vậy? Sự việc không liên quan đến Uông Thanh Minh, thế nhưng lại có liên quan đến cá nhân, hắn cũng rất vội vàng. Trưởng phòng Uông, ngài nghĩ xem bọn họ đang làm gì? Chẳng lẽ ngài nghĩ rằng bọn họ đang ngồi nói chuyện vui đùa, liên hệ tư tưởng sao? Vương tử quân không nể mặt Uông Thanh Minh mà dùng giọng mỉa mai nói uông thanh minh muốn lên tiếng thế nhưng lại nuốt lời chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn sầm vật cương sầm vật cương rất căm tức lại cực kỳ căm hận hai tên cặn bã kia càng cảm thấy căm tức vì uông thanh minh thống trị không nghiêm lại phát sinh vấn đề vào thời điểm này uông thanh minh đưa mắt cầu xin giúp đỡ sầm vật cương đã sớm thấy được nhưng ngoảnh mặt làm ngơ vương tử quân không phải là người thường cho dù lão hiểu những lời sau đó của vương tử quân làm cho cục diện thêm bất lợi Thế nhưng vẫn phải để cho Vương Tử Quân nói tiếp. Văn Thành Đồ tỏ ra rất thản nhiên tự đắc, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, thầm có vài phần kính nể Vương Tử Quân. Sự việc đến nước này thì Vương Tử Quân căn bản không còn cơ hội xoay người, lại không ngờ Vương Tử Quân ném ra một quân cờ kỳ dị như vậy. Hình như sắp lật ngược bàn cờ đến nơi rồi. Nhưng Văn Thành Đồ cũng không xem trọng Vương Tử Quân có lật ngược bàn cờ hay không. Hắn thấy chỉ cần quyền lợi của mình được đảm bảo ít nhất thì Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương có làm gì nhau ở sự kiện này cũng không liên quan đến hắn. Văn Thành đồ nghĩ như vậy và đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, chờ người này lên tiếng. Hai người kia lú đầu bị đưa đi thì nhất quyết không mở miệng, sau khi bị Cục Công an tiến hành thẩm vấn, sáng nay bọn họ mới mở miệng, một người trong số đó là Lỗ Bính Khỏa, người còn lại là Lữ Cận Di. Vương Tử Quân nói rồi nhìn Uông Thanh Minh, trưởng phòng Uông, nếu như tôi nhớ không lầm thì Lữ Cận Di là người được ban số 2 của quý đơn vị tiến hành khảo sát thì phải. Lúc này Uông Thanh Minh đã xem như hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn thầm mắng lỗ bính khỏa, đồng thời đầu óc liên tục xoay chuyển, muốn hạn chế lực ảnh hưởng của sự việc này đến thấp nhất. Dù là thế nào cũng không thể để cho sự kiện này ảnh hưởng đến đại cục của Bí thư Sầm. "Chủ tịch Vương, chuyện của Lữ Cận Di liên quan đến ban số 2, thế nhưng điều này cũng không thể nói rằng được rồi, trưởng phòng Uông, tất cả đều phải nói dựa trên sự thật. Anh nếu như không biết thì đừng nên mở miệng, nghe tôi nói cho xong đã. Vương tử quân không chờ Uông Thanh Minh nói cho xong mà dùng giọng không khách khí cắt ngang lời. Vương tử quân thay đổi bộ dạng ôn hòa nhã nhận bình thường thành bộ dạng thô bạo làm cho sầm vật cương chợt giật mình, xem ra đối phương sắp chọc tay vào rồi. Trưởng phòng Uông, khi điều tra thì chúng tôi còn tìm được 5 chiếc thẻ ngân hàng trên người trưởng ban lỗ của phòng tổ chức các anh, ngài có biết mỗi tấm thẻ có bao nhiêu tiền không? Vương tử quân mặc dù hỏi Uông Thanh Minh nhưng lại nhìn về phía Sầm Vật Cương. Màn tay của Sầm Vật Cương không khỏi có vài phần run rẩy, lão không biết nói gì cho phải. Lúc này lực lượng của Vương tử quân đã vượt khỏi tầm dự đoán của lão. Vương tử quân nói mặc dù giống như có vẻ trùng hợp thế nhưng Sầm Vật Cương hiểu rõ chuyện này căn bản không trùng hợp như vậy. Nhưng dù thế nào thì vương tử quân đang nắm thế chủ động, cho dù lão có hiểu đối phương sắp xếp thì cũng làm gì được. Vì hai người kia mãi mà không nói ra thân phận của mình, Cục Công an mới tiến hành kiểm tra chủ nhân của năm chiếc thẻ ngân hàng kia. Nhưng thật đáng tiếc, chủ nhân của năm chiếc thẻ kia không phải là Lỗ Bính Khỏa và Lữ Cận Di. Uông Thanh Minh nghe thấy như vậy thì không khỏi thở dài một hơi, dù sao thì bây giờ còn chưa có chứng cứ trực tiếp nhưng hắn mới giải tỏa được chút lo lắng thì lại càng sợ hãi, phương Tử Quân nói ra chuyện này thì không đơn giản, nhất định là có ý nghĩ khác. Bí thư sầm, tuy không phải là hai vị kia mở năm tài khoản ngân hàng, thế nhưng theo như những gì mà phía ngân hàng giải trình, trong đó có một người là 100 ngàn, ít nhất là 50 ngàn, cộng lại có hơn 400 ngàn. Hơn nữa năm chiếc thẻ kia mới mở trong thời gian một tháng gần đây. Vương tử quân nói đến đây thì cười hì hì nói, trưởng phòng Uông, tôi thật sự bội phục cán bộ của phòng tổ chức, không có việc gì lại mang trên người hơn 400 ngàn. Lúc này Uông Thanh Minh đã hiểu rõ có chuyện gì xảy ra, gương mặt hắn tái nhợt thế nhưng không dám nói lời nào. Lúc này hắn không còn là chính mình lúc tranh cường háo thắng với Vương Tử Quân, bây giờ hắn là người sai, dù thế nào cũng sai. Vì không để mình rơi vào thế bị động, hắn chỉ có thể cắn môi nhìn bộ dạng mỉa mai của Vương Tử Quân. Nếu có thể thì lúc này Uông Thanh Minh thật sự có xúc động muốn đánh chết lỗ Bính Khỏa. Trưởng phòng Uông, anh có thể nói cho tôi biết vì sao hai người kia lại tụ tập với nhau làm ra chuyện vô sỉ như vậy vào đúng thời gian này? Vì sao trên người một vị là cán bộ lãnh đạo ban số 2 của phòng tổ chức tỉnh ủy lại có nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ trình tự đi chơi bời vô sỉ thế này là một phương diện khảo sát không thể thiếu sao? Vương Tử Quân vừa rồi nói rất ôn hòa, thế nhưng bây giờ giọng điệu có vài phần kịch liệt vương tử quân vỗ bàn thật mạnh rồi nhìn uông thanh minh nói anh vừa rồi nói lời đảm bảo với tôi nói là nhất định đúng đắn bây giờ anh giải thích cho tôi nghe xem ai đến cam đoan với những lời phụ trách của anh uông thanh minh lúc này đỏ mặt tía tai bây giờ dù vương tử quân có tát hắn vài cái trước mặt sầm vật cương và văn thành đồ chỉ sợ hắn cũng không dám kêu đau anh có thể nói cho tôi biết vì sao khi mà đơn thư tố cáo về Lữ Cận Di được gửi lên đầy hộp thư của phòng tổ chức, thế nhưng phòng tổ chức các anh không những không điều tra, ngược lại còn coi hắn là một điển hình cán bộ vĩ đại hay không? Trưởng phòng Uông, anh không phân biệt được đâu là nước đâu là dầu, anh còn có thể công tác khách quan công chính sao? Một người như vậy có thể cho vào làm đối tượng khảo sát sao? Quả thật là quá khốn nạn. Vương Tử Quân cũng không vì Uông Thanh Minh trầm mặc không nói mà bỏ qua hắn chỉ vào uông thanh minh rồi nói công tác nhiệm kỳ mới là cực kỳ quan trọng anh không phân biệt được thật giả điều này làm tôi cực kỳ thất vọng ý của tôi là cán bộ có thể lên có thể xuống nếu như anh không có năng lực làm tốt công tác cán bộ anh hoàn toàn có thể nhường lại vị trí cho người có đức có tài lát nữa anh đi về mà nhìn vào đơn vị của mình xem đám cấp dưới kia là hạng người gì uông thanh minh siết chặt bàn tay Hắn biết bây giờ mình có thể nói là bị Vương Tử Quân chỉ vào mũi chỉ dạy từng lời. Nếu là trước kia Vương Tử Quân dám nói như vậy, hắn sẽ tuyệt đối không khuất phục. Nhưng bây giờ hắn là người đối lý, hắn đối mặt với sự cường thế của Vương Tử Quân thì căn bản là không còn lực lượng phản kháng. Vương Tử Quân nói một câu cuối cùng giống như nói về lỗ bính khỏa, thế nhưng dù là ai cũng nghĩ rằng sầm vật gương là kẻ khốn nạn, Văn Thành Đồ là kẻ khốn nạn tất nhiên cũng không thể bỏ qua một kẻ khốn nạn khác chính là Uông Thanh Minh. chương 1818 một không xét xử sẽ là hoa tươi, điều tra chỉ còn là bã đậu. Chủ tịch tử quân yêu cầu anh chú ý phương thức nói chuyện. Sầm vật cương lúc này cũng đang rất giận dữ, lão không chỉ tức giận vì xuất hiện tình huống như vậy, hơn nữa còn là vì cục diện bị làm cho rối loạn. Vốn tưởng rằng đại cục đã định, Thế nhưng chỉ vì lý do của Vương Tử Quân mà không biết chờ đến khi nào mới quyết định được. Uông Thanh Minh bị Vương Tử Quân chỉ vào mặt quát mắng, tình cảnh này rõ ràng sẽ trở thành một trong những mối nhục khắc cốt ghi tâm trong kiếp sống quan trường của Uông Thanh Minh. Hơn nữa với trình độ giữ bí mật vào lúc này, nào còn cái gì được gọi là bí mật. Đừng nói là Vương Tử Quân, cho dù là Văn Thành Đồ cũng không thèm giấu giếm chuyện này nhưng lúc này điều mà sầm vật cương có thể giải cứu uông thanh minh chính là nhắc nhở vương tử quân chú ý phương thức nói chuyện mà thôi còn gì để nói nữa chứ dù sao thì mọi chuyện cũng phải có một chữ lý bây giờ vương tử quân nắm chữ này trong tay cho dù bọn họ có uất ức thì cũng phải nhường cho vương tử quân nói hết lời vương tử quân khẽ gật đầu rồi nói tiếp trưởng phòng uông vừa rồi tôi có chút kích động kính mong ngài không nên quá để ý uông thanh minh không ngừng kêu khổ sao tôi lại không quá để ý anh cái gì cũng có thể mắng tôi tôi không để ý được sao nhưng lúc này hắn chỉ có thể miễn cưỡng nói không có gì cả chủ tịch vương ngài cũng là vì công tác mà thôi trưởng phòng uông tôi biết anh có thể cũng là vì bị giấu kín thế nhưng sự việc này là không nhỏ tôi hy vọng phòng tổ chức các anh phối hợp tốt với các ban ngành điều tra kỷ luật để làm rõ vụ án nhất định phải thanh trừng những con sâu làm giàu nồi canh ra khỏi đội ngũ của chúng ta, để cho phương án nhiệm kỳ mới lần này chú trọng đến cán bộ có năng lực. Uông Thanh Minh nhìn gương mặt ôn hòa của Vương Tử Quân mà cứng họng, hắn nghe những lời nói hiên ngang lẫm liệt của Vương Tử Quân mà biết rằng phương án của mình lại xong đời. Thằng khốn nạn, Uông Thanh Minh thầm mắng lỗ bính khỏa, tiểu tử kia đúng là quá to gan, những chuyện hư hỏng như vậy cũng có thể làm ra được. Đúng là người đi bên bờ sông không thể không ướt dày thật sự đáng đời. Uông Thanh Minh cực kỳ căm hận, ánh mắt hắn nhìn sang sầm vật cương. Dù sao thì phương án cũng đã được sầm vật cương tán thành, muốn chỉ hoãn cũng cần phải có sự đồng ý của sầm vật cương. Lúc này sầm vật cương có chút ảm đạm, chuyện này đã được chuẩn bị khá lâu, lão cũng đã đạt thành nhất trí với văn thành đồ, bây giờ phương án mới được Uông Thanh Minh đọc sơ qua, còn chưa được nghiên cứu thảo luận thì phải dừng lại tình cảnh này làm cho sầm vật gương cảm thấy rất một ngạt thế nhưng sự việc được bày biện ra quá rõ ràng lão cũng biết khó thể thay đổi được lỗ bính khỏa kia nắm năm cái thẻ ngân hàng trong tay cũng cần phải điều tra xem chủ nhân của nó là ai lữ cận di căn bản chỉ là hạng tiểu nhân vật mà thôi trước kia sầm vật gương căn bản không cần phải nghe qua người này là ai thế nhưng không ngờ vì một người như vậy mà kế hoạch của sầm vật gương phải bị dừng lại hư Lúc này hoãn việc thông qua phương án nhiệm kỳ mới. Trưởng phòng Uông, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của anh chính là phối hợp tốt với bí thư Khang để điều tra vụ này cho rõ ràng, đồng thời cũng nên xem lại tác phong kỷ luật của phòng tổ chức, nếu như tiếp tục xuất hiện tình huống này thì tôi sẽ thay người. Uông Thanh Minh khẽ gật đầu, hắn bây giờ căn bản là người thất bại lớn nhất, dưới tình huống này hắn chỉ có thể gật đầu mà không làm gì khác hơn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên sầm vật cương tuy có chút không thoải mái nhưng vẫn phải khoát tay lên với tiếng gõ cửa quá đúng thời điểm này vào đi thư ký lặng lẽ đi vào theo sau lưng chính là bí thư ủy ban tư pháp lý trinh siêu và bí thư kim chính thiện của thành phố rừng mật hai người này sóng vai đi vào gương mặt có vài phần nghiêm túc lý trinh siêu nhìn đám người vương tử quân ở trong phòng sau đó hắn đưa mắt nhìn sầm vật cương rồi nói bí thư sầm tôi có chuyện cần báo cáo với ngài báo cáo một mình, đám người nơi đây đều đã biết có chuyện gì xảy ra, anh báo cáo với tôi làm gì nữa? Anh sao không đến sớm hơn? Lúc này mới đến đã làm cho Vương Tử Quân mắng uông thanh minh không ra thể thống gì rồi. Sầm Vật Cương thấy như vậy thì thiếu chút nữa vỗ bàn đứng lên để phát tiết cơn giận của mình, thế nhưng lão vẫn nhẫn nhịn nói, anh đi vào phòng trong với tôi. Lý Trinh Siêu và Sầm Vật Cương đi vào phòng xếp chỉ mất 10 phút rồi cùng nhau đi ra trong thời gian này vẻ mặt Uông Thanh Minh rất khó coi. Hôm nay cán bộ nhà nước có ai chống lại điều tra? Dân gian có câu không điều tra thì là hoa, điều tra chỉ còn là bã đậu. Thử nghĩ mà xem, lỗ bính khỏa tên kia công tác thế nào, vì sao vào đúng thời điểm mấu chốt lại phát sinh vấn đề. Bí thư lý, trưởng phòng Uông, đối với chuyện của lỗ bính khỏa thì nhất định phải điều tra cho nhanh chóng. Lát nữa bí thư khang đến đây, ba người các anh cho ra phương án, trong thời gian một ngày phải điều tra cho rõ ràng. Sầm Vật Cương nói đến đây thì gõ bàn nói, công tác của nhiệm kỳ mới sắp bắt đầu, bây giờ còn chưa cho ra phương án nào cả, chúng ta phải báo cáo với tổ chức thế nào đây? Uông Thanh Minh không lên tiếng, tuy hắn biết rõ đây là Sầm Vật Cương nói cho Vương Tử Quân nghe, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy nóng mặt. Dù sao thì nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ mới là ở trên vai của phòng tổ chức tỉnh ủy, bây giờ hai lần cho ra phương án đều đã bị hủy hơn nữa hội nghị này thì bên phía uông thanh minh cực kỳ tự tin vương tử quân lý trinh siêu và kim chính thiện cùng nhau rời khỏi phòng làm việc của sầm vật cương văn thành đồ là người có ánh mắt hắn cũng biết mình không còn thích hợp ở lại chỗ này hắn bắt chuyện qua loa với sầm vật cương sau đó đi sau lưng vương tử quân rời khỏi phòng làm việc của sầm vật cương uông thanh minh cũng không rời đi hắn đi ra đóng cửa phòng lại rồi trầm giọng nói với sầm vật gương bí thư sầm tôi không làm tốt công tác nên để xảy ra tình huống này, tôi nhận kiểm điểm với ngài và tỉnh ủy. Sầm vật cương nhìn gương mặt có chút sợ hãi của Uông Thanh Minh, lão thật sự muốn gian dạy người này một phen. Nhưng bây giờ đại cục đã định, lại không ngờ phòng tổ chức lại chính là nơi phát sinh vấn đề. Điều này làm cho sầm vật cương dù có muốn thúc đẩy thông qua thì văn thành đồ cũng không chịu trợ giúp, hơn nữa vương tử quân căn bản không phải là hạng người dễ dàng gì nếu chính mình cưỡng chế thông qua thì người ta sẽ nắm lấy đằng chuôi. Chương 1818 2, không xét xử sẽ là hoa tươi, điều tra chỉ còn là bã đậu. Nhưng Sầm Vật Cương dù sao cũng không phải là người thường, lão hít vào một hơi thật sâu, sau đó cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Lão miễn cưỡng nở nụ cười nói với Uông Thanh Minh, những chuyện thế này cũng không trách anh được, anh không cần ôm lấy tâm lý trách nhiệm. Mặc dù anh là trưởng phòng tổ chức, Thế nhưng ngàn người ngàn mặt, anh cũng không phải suốt ngày đi theo giám sát mọi người được. Bí thư Sầm nói như vậy làm cho Uông Thanh Minh cảm động rơi nước mắt, thật sự có cảm giác ấm áp cõi lòng. Bí thư Sầm, chuyện này xem như là đã qua, tôi cảm thấy bên kia căn bản không từ bỏ ý đồ, tôi thấy chuyện này hay là. Uông Thanh Minh căn bản không nói cho xong, thế nhưng với tài trí của Sầm Vật Cương thì sao không hiểu người này đang nói gì? Sầm Vật Cương hơi nhíu mày, lão có chút mất hứng, thế nhưng cuối cùng vẫn áp chế cảm giác mất hứng của mình. Sầm vật cương vỗ mạnh tay lên vai của Uông Thanh Minh rồi trầm giọng nói, Thanh Minh anh có nghiên cứu triết học không? Uông Thanh Minh có chút sững sốt, hắn đưa mắt nhìn sầm vật cương, hắn không biết bí thư sầm nói như vậy là có ý gì. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đáp lời, bí thư sầm, khi tôi đang ở trên giảng đường đại học thì cũng học môn triết học. Vài ngày trước tôi có xem qua một quyển sách triết học, bên trong có vài câu cực kỳ có ý nghĩa, tôi cảm thấy những câu lý luận như vậy là cực kỳ có giá trị tham khảo. Sầm vật cương nói đến đây thì trầm giọng nói, bánh xe lịch sử sẽ luôn chạy về phía trước, tất cả những gì cản trở đều sẽ bị vứt bỏ ra phía sau. Mặc dù có vài phương diện nhìn qua giống như đi ngược lại lịch sử, thế nhưng thực tế thì thích tụ lực lượng để lịch sử tiếp tục cầu tiến. Uông Thanh Minh nghe những lời này mà hiểu ý nghĩ của sầm vật cương, hắn nhìn gương mặt kiên nghị của sầm vật cương, thế là hiểu ý nghĩa của nó. Hắn không khỏi cảm thấy rất xấu hổ, mình căn bản còn kém xa bí thư sầm ở phương diện tự chủ. Lần này mình bị vương tử quân mắng xối xả, phương án cũng bị hớ, nhưng vương tử quân chẳng qua là gặp chiêu phá chiêu, chính mình có sự giúp đỡ của bí thư sầm, nhất định sẽ là người giành lấy thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa ưu thế bây giờ chủ yếu nằm trong tay nhóm người của mình, mình đang nắm quyền chủ động ở phương diện nhân sự, Vương Tử Quân chỉ có thể cho ra vài chiêu để trì hoãn, thế nhưng cuối cùng cũng phải thông qua mà thôi. Uông Thanh Minh thầm nghĩ như vậy mà cảm thấy khôi phục lại sự tự tin của mình, hắn dùng ánh mắt kính nể nhìn Sầm Vật Cương rồi nói, "Bí thư, tôi hiểu rõ điều này." Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, sau đó vỗ vỗ thật mạnh lên vai của Uông Thanh Minh. Trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, Kim Chính Thiện đang ngồi bên kia cười ha hả nhìn Vương Tử Quân, "Chủ tịch Vương, Hôm nay tôi thấy vẻ mặt của bí thư sầm có gì đó là lạ thì phải. Xảy ra chuyện thế này thì bí thư sầm cực kỳ mất hứng, bí thư đã cho ra chỉ thị, căn bản phải xử lý sự việc thật sự nghiêm túc, quyết không nuông chiều. Vương Tử Quân cười cười dùng giọng thản nhiên nói với Kim Chính Thiện. Lúc này hương trà liên tục bùng lên, Kim Chính Thiện nâng ly lên uống một ngụm, gương mặt có vài phần lo lắng, "Chủ tịch Vương, chuyện lần này căn bản là rất may mắn, thế nhưng nhiệm kỳ mới sắp đến." tôi tin tưởng cuối cùng bí thư sầm vẫn có thể thông qua phương án của mình. Vương tử quân sao không biết điều này. Hắn uống một gớp nước rồi nói, binh tới tướng đỡ, nước đến đắp đê, đến khi đó rồi nói sau. Kim chính thiện nhìn gương mặt điềm nhiên như không của vương tử quân thì cười hì hì nói tôi nghe theo chủ tịch. Tôi chuẩn bị điều hiểu bạch đến thành phố Đồng Lục, cậu ấy nếu làm thủ hạ của anh ở thành phố rừng mật, như vậy sẽ không được rèn luyện chính thức. Vương tử quân lúc này cũng không nói đến phương diện nhiệm kỳ mới. Kim Chính Thiện rất quan tâm đến việc sắp xếp cho Triệu Hiểu Bạch, hắn nghe Vương tử quân nói sắp xếp Triệu Hiểu Bạch đến thành phố Đồng Lục, thực tế là vì tốt cho Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng hắn cũng không muốn đứa cháu của mình chạy ra khỏi phạm vi. Nhưng Kim Chính Thiện biết rõ Triệu Hiểu Bạch ở trong vòng tay của mình cũng không phải là chuyện tốt, dù sao Triệu Hiểu Bạch còn phải bay xa bay cao, nếu được đặt ở nơi xa lạ thì ý nghĩa của nó là khôn cùng. Chủ tịch nói rất đúng, cậu ấy nếu ở lại rừng mật sẽ không được rèn luyện thật sự, không bằng cho cậu ấy đến Đồng Lục, nơi đó phát triển rất nhanh, dễ dàng có công tác để làm, dễ cho ra thành tích. Hiểu Bạch có năng lực công tác rất tốt, đi đến Đồng Lục nhất định sẽ có không gian hoạt động. Vương Tử Quân nói đến đây thì trầm ngâm một lát và nói, năm xưa tôi đi đến tỉnh Sơn Nam chỉ sợ cũng không có được vị trí như vậy. Kim Chính Thiện tuy đồng ý với cách nhìn của Vương Tử Quân thế nhưng ngoài miệng lại cười nói, "Chủ tịch Vương, ngài quá khiêm tốn rồi, những người như ngài là vàng, dù là đặt nơi nào cũng sẽ sáng lên." "À không, ngài là kim cương mới đúng." Ha ha ha, Vương Tử Quân nghe lời nịnh nọt của Kim Chính Thiện mà cười khá lớn, thế nhưng ngay sau đó lại dùng giọng trịnh trọng nói, "Bí thư Kim, có phải công ty Ngọc Đỉnh Chí Nghiệp đăng ký ở thành phố rừng mật các anh không?" Ngọc Đỉnh Chí Nghiệp Kim chính thiện sửng sốt một chút, lúc này mới gật đầu nói, à, có lẽ là vậy, tôi nhớ có một hoa viên ở thành phố rừng mật được bọn họ xây dựng. Vương tử quân khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một bức thư đặt lên bàn. Anh nhìn xem, đây là những thứ nói về công ty Ngọc Đỉnh Chí nghiệp. Vương tử quân nói rồi đưa phong thư cho Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện có chút sững sốt, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu, Mặc dù bản thân hắn không có liên quan gì đến công ty Ngọc Đỉnh Chí Nghiệp, thế nhưng hắn là bí thư thị ủy, nếu như có chuyện gì xảy ra liên quan đến thành phố rừng Mật, hắn cũng căn bản là mất thể diện. Sau khi nhìn qua bức thư một lượt thì lúc này Kim Chính Thiện an tâm hơn, mặc dù là phản ánh về vấn đề của công ty Ngọc Đỉnh Chí Nghiệp thế nhưng địa điểm phát sinh vấn đề không phải ở thành phố rừng Mật mà là thành phố San Hà vấn đề phát sinh ở thành phố San Hà tất nhiên không liên lụy nhiều lắm đến người ở TSSP. Dừng mật, Kim Chính Thiện nghĩ đến thành phố San Hà mà không khỏi thầm nghĩ, xem ra Chủ tịch Vương nhìn chằm chằm vào thành phố San Hà không buông tha, nhưng như vậy thì cũng tốt, mình đang lo lắng lần sau không biết phải làm gì. Những hành vi mở rộng diện tích như thế này nếu như không có được sự trừng phạt thích đáng, tôi cảm thấy cũng không đơn giản là vấn đề trong phương diện kêu gọi đầu tư. Bây giờ bất động sản là một ngành sản xuất có món lợi cách xù, chúng ta cũng không thể để cho những phần tử tham ô hủ bại nhởn như ngoài vòng pháp luật được. Vương tử quân đưa phong thư lên dùng giọng trịnh trọng nói với Kim Chính Thiện. chương 1819, tôi muốn ra tay. Kim Chính Thiện gật đầu nói, Chủ tịch Ngài nói đúng, chúng ta nhất định phải coi trọng. Chuyện này thành phố rừng mật nhất định sẽ xem xét, sẽ điều tra ra manh mối. Vương tử quân khẽ gật đầu, hắn rót cho Kim Chính Thiện một ly nước, sau đó thản nhiên nói, Lý Đại Vi là chuyên gia ở sở xây dựng. Kim Chính Thiện gật đầu nói, à, người này rất chuyên nghiệp, điều này là thật không giả, có cái gì không hiểu thì chúng tôi sẽ thỉnh giáo anh ấy. Tan việc thì Vương Tử Quân và Triệu Hiểu Bạch cùng nhau đi ra ngoài khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Vương Tử Quân nhìn sắc trời âm u thì nói, Hiểu Bạch, hôm nay có phải sắp mưa rồi không? Chủ tịch Vương, Ngày hôm qua tôi có xem dự báo thời tiết, nói là tối nay trong tỉnh sẽ có mưa. Triệu Hiểu Bạch nhìn sắc trời rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu tiếp lời Triệu Hiểu Bạch, anh gọi điện thoại cho bộ chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Mật Đông, yêu cầu bọn họ quan tâm đến tình hình lượng mưa ngày hôm nay. Vương Tử Quân nói rồi đi lên xe, tốc độ gọi điện thoại của Triệu Hiểu Bạch là rất nhanh, chỉ 2 phút sau đã báo cáo, "Chủ tịch Vương, tôi đã gọi điện thoại cho cục trưởng trình anh ấy nói rằng lượng mưa trong tỉnh cũng không phải quá lớn. Vậy thì tốt rồi, Vương Tử Quân gật đầu nói, "Hiểu Bạch, cậu đã tìm ra nhân tuyển nào nhận vị trí của mình chưa?" Triệu Hiểu Bạch suy nghĩ giây lát rồi nói, "Chủ tịch Vương, tôi còn đang xem xét, thế nhưng còn chưa tìm được người phù hợp." Vương Tử Quân cũng không truy vấn chuyện này, xe chạy như bay về phía khu nhà thường ủy tỉnh ủy dưới thời tiết âm u. Chủ tịch Chiều hôm nay tôi đi đến phòng tổ chức đưa Văn Kiệt, lòng người nơi đó đang rất bàng hoàng, đặc biệt là cán bộ ban số 2. Tôi cảm thấy ánh mắt của người khác nhìn vào giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Vương Tử Quân cười cười, hắn biết rõ Triệu Hiểu Bạch nói ra những lời này là có ý gì, thế nhưng lái xe Tiểu Lý lại cười ha hả nói: "Trưởng ban Triệu, xem ra các đồng chí phòng tổ chức vẫn có sức chiến đấu, ngài cũng phải nên giữ mình mới được." Tiểu Lý nói có chút thô tục làm cho vương tử quân không thể không cười, hắn nói với Tiểu Lý, này cậu nói chuyện phải cẩn thận một chút, những câu nói vui đùa này của cậu nếu để cho vợ của Hiểu Bạch nghe được, coi chừng cậu ấy nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Chủ tịch Vương, tôi đảm bảo sẽ không nói khi có mặt vợ của anh Hiểu Bạch, đù đây là sự thật. Tiểu Lý đi theo vương tử quân khá lâu, hắn biết rõ chủ tịch Vương rất hiền hòa, chính mình mở miệng nói vài câu vui đùa thì chủ tịch vương cũng không trách tội, ngược lại còn có vẻ điều tiết bầu không khí, làm cho mọi người vui vẻ. Triệu Hiểu Bạch mặc dù bị tiểu lý châm chọc nhưng vẫn cười nói, chủ tịch vương, tôi có một người quen ở phòng tổ chức, nghe nói trưa nay trưởng phòng uông nói chuyện với không ít cán bộ trong phòng tổ chức, những đồng chí kia đều bị trưởng phòng uông mắng té tát, làm cho bọn họ sinh ra cảm giác sợ bóng sợ gió. Những chuyện này cũng không nên nghe tin đồn nhảm, nên làm tốt công tác của mình là được. Vương Tử Quân biết rõ Uông Thanh Minh rất tức giận, thế nhưng chuyện này mình cũng không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa Uông Thanh Minh còn chuẩn bị đủ biện pháp để đả kích mình. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên giữa không trung, một dòng sét xẹt qua bầu trời, những cơn mưa như hạt đậu rơi xuống như chút. Khi Vương Tử Quân chạy xe dưới mưa về nhà, lúc này Lý Đại Vi cũng đang ngồi trên xe trò chuyện vui vẻ ngồi bên cạnh Lý Đại Vi chính là chủ nhiệm Mã Cường của sở xây dựng. Tuy Mã Cường căn bản là cùng độ tuổi với Lý Đại Vi thế nhưng lại có cấp bậc khá cao, thế nên nói chuyện rất khách khí. Trưởng phòng Lý, anh có nghe nói gì chưa? Hôm nay đám người của phòng tổ chức đều bị mắng té tát. Mã Cường sờ lên chán hói bóng láng của mình rồi cười ha hả nói với Lý Đại Vi. Lý Đại Vi biết chuyện này, thế nhưng hắn cũng không muốn phát biểu lời bình luận, Thế nên chỉ cười nói, chuyện gì xảy ra vậy? Có ai dám mắng người của phòng tổ chức? Hừ, tục ngữ có câu ác giả ác báo, tuy phòng tổ chức của bọn họ lợi hại nhưng không phải còn có chủ tịch Vương sao? Trưởng phòng Uông hôm nay xem như cực kỳ tức giận, Mã Cường nói đến đây thì hạ thấp âm thanh, tôi nghe nói hôm nay trưởng phòng Uông bị mắng, vì quá uất ức nên về chút lửa giận lên đầu đám cán bộ phòng tổ chức cho hạ giận. Trưởng phòng Uông bị mắng Mã Cường nhìn bộ dạng kinh ngạc của Lý Đại Vi mà không khỏi cười càng thêm đắc ý. Hắn hì hì nói, trưởng ban Lý, tôi có một người thân công tác trong văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Hì hì, tôi nghe anh ấy nói ra một tin tức nhỏ, thứ này không thể truyền cho người ngoài. Trong khoảng thời gian này vì sự nỗ lực của vợ là Trần Đông Mai, Lý Đại Vi cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Chủ tịch Vương liên tục gia tăng. Hắn vốn là người vò sứt lại mẻ, bây giờ đột nhiên chú ý đến sinh thái chính trị ở Mật Đông. Mã Cường cười hì hì nói, nghe người bà con xa của tôi nói, hôm nay bí thư sầm tổ chức hội nghị văn phòng, chuẩn bị quyết định kết quả của nhiệm kỳ mới lần này. Kết quả là trưởng phòng uông bị chủ tịch vương mắng cho một chặp, hơn nữa trưởng phòng uông còn không dám nói câu nào. Thật vậy sao? Lý Đại Vi đưa mắt nhìn Mã Cường rồi dùng giọng khó thể tin nói. Tuy hắn biết rõ uy tín của vương tử quân ở mật đông là không thấp, hơn nữa lại còn có khí thế mạnh mẽ, thế nhưng Uông Thanh Minh không phải là người thường, là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, là cán bộ lãnh đạo khống chế mũ quan của cán bộ trong tỉnh. Mã Cường thấy lời nói của mình bị Lý Đại Vi hoài nghi thì không khỏi lên tiếng, tôi có thể gạt anh sao? Nghe nói một vị cán bộ trong phòng tổ chức tỉnh ủy có vấn đề, thế nên trưởng phòng Uông chỉ có thể nuốt máu vào bụng. Lý Đại Vi khẽ gật đầu, Thế nhưng dù là như vậy thì chủ tịch vương cũng không thể mắng trưởng phòng uông như con được. Điều này là khó tưởng, như vậy không phải phương án lần này có được thông qua hay không? Mã Cường nghe nói như vậy thì cười hì hì thần bí nói, anh không thấy gương mặt đen nhẻm của đại chủ nhiệm ngô sao? Đại chủ nhiệm ngô trong miệng của Mã Cường chính là chủ nhiệm văn phòng của sở xây dựng, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lý Đại Vi. Bây giờ đã có tin truyền đến từ phía phòng tổ chức tỉnh ủy, người này được sắp xếp làm phó giám đốc sở xây dựng. Mã Cường tuy có biểu hiện nịnh nọt tên họ ngô kia, thế nhưng thực tế thì vẫn có ý nghĩ xấu xa. Lý Đại Vi cười cười mà không nói gì, Mã Cường tiếp tục nói, anh Lý, trong mắt tôi thì anh mới là người nên tiến lên làm phó giám đốc sở, anh mới là nhân tài thật sự. Ôi, chủ nhiệm Mã, những lời này nên nói giữa hai chúng ta mà thôi, anh cũng không nên nói lung tung ở bên ngoài, nếu không thì tôi cũng không gánh được. Lý Đại Vi mặc dù khá vui vẻ vì lời đánh giá của Mã Cường, thế nhưng hắn biết rõ mình không nên vì những lời nịnh nọt như vậy mà đắc ý quên hình. "Hi hi, anh có biết hôm nay ai tính tiền không?" Mã Cường thực tế cũng chỉ mới nói câu đầu thế nhưng đã bị Lý Đại Vi chặn miệng, căn bản còn chưa nói câu sau. Hắn thấy Lý Đại Vi là người quá cứng nhắc, chỉ là người không thể tiến lên, thế nên nịnh nọt hai câu cho vui còn phương diện cố ý nịnh bợ thì chỉ là mất thời gian lý đại vi cười ha hả nói anh đang đố tôi sao người nào mà không biết hôm nay người mời khách là đại chủ nhiệm ngô của các anh không lẽ là anh bỏ tiền ra sao nào đến lượt tôi tính tiền tôi nói cho anh biết là công ty ngọc đỉnh Chí nghiệp trả tiền vốn bữa cơm này phải là cơm ăn mừng thế nhưng sự việc không được thông qua thế nên chủ nhiệm ngô của chúng ta căn bản là công dã tràng Mã Cường có chút hả hê, hắn cười nói tiếp, cũng may người bỏ tiền không phải là anh ta, nếu không thì anh ấy sẽ cực kỳ khó chịu. Lý Đại Vi nghe Mã Cường nói như vậy thì có chút thoải mái, hắn là đối thủ của chủ nhiệm ngô, đối phương không thoải mái thì hắn căn bản là rất vui. Lý Đại Vi đi về nhà mà luôn nghĩ đến tình hình bữa cơm vừa qua, giám đốc sở cũng đến, xem ra là ủng hộ chủ nhiệm ngô. Như vậy mình còn có hy vọng sao? Lý Đại Vi nghĩ đến đây thì nghĩ đến Vương Tử Quân, nếu như chủ tịch Vương quan tâm đến mình, như vậy chính mình sẽ có hy vọng. Nhưng vì sao chủ tịch Vương lại phải giúp mình? Sau khi lo được lo mất thì xe taxi đi đến ngoài cổng khu dân cư, khi Lý Đại Vi đi xuống xe thì chợt có người nói: "Xin hỏi anh có phải là đồng chí Lý Đại Vi không?" Một câu đồng chí làm cho Lý Đại Vi ngây cả người, sau nhiều năm như vậy ngoài trưởng ban lý thì là kỹ sư Lý người xưng hô như vậy với hắn căn bản là rất xa lạ. Đúng, tôi là Lý Đại Vi. Lý Đại Vi nói một câu theo bản năng. Người đến đưa ra một tờ giấy chứng nhận nói, đồng chí Lý Đại Vi, tôi là người của Viện Kiểm sát thành phố Rừng Mật, có chuyện cần ngài hỗ trợ điều tra, mong ngài đi theo chúng tôi một chuyến. Tuy Lý Đại Vi đồng ý rất khách khí nhưng trong đầu không khỏi nổ ầm lên. Trường 1820, một ngàn ngày làm cướp một ngày không để phòng lại bị cướp. Lý Đại Vi làm cán bộ sở xây dựng, hắn cảm thấy có chút không thoải mái vì bị người của viện kiểm sát mời đi. Vì năm trước có một đồng sự cùng ngành bị người của viện kiểm sát đưa đi, sau đó trực tiếp ở lại trong chốn ngục tù. Lý Đại Vi nghĩ đến điều này mà cố gắng làm cho mình chấn tĩnh hơn một chút, hắn thầm nghĩ mình cũng không có vấn đề, không cần phải sợ. Hơn nữa bây giờ nếu mình từ chối không chịu phối hợp mới là có vấn đề. Tôi có thể gọi điện thoại cho người nhà được không? Tất nhiên là có thể, chỉ là mời anh hỗ trợ điều tra mà thôi." Người đàn ông trung niên dẫn đầu cười nói. Lý Đại Vi thở dài một hơi, "Có thể cho mình gọi điện thoại về nhà thì nói rõ việc này không mấy liên quan đến mình." Hắn gọi điện thoại cho Trần Đông Mai, nói rõ sự việc, sau đó leo lên một chiếc Santana màu đen. Trong đêm cũng không có nhiều xe qua lại, chiếc Santana màu đen lại chạy rất nhanh. Lý Đại Vi nhìn xe chạy như bay trên đường, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi cau mày, là thượng cấp gọi điện thoại đến. Vị thượng cấp này rất quan tâm đến công tác của hắn, hơn nữa còn nói ra vài câu liên quan đến phương diện xây dựng tỉnh Mật Đông. Nhưng Vương Tử Quân hiểu lãnh đạo gọi điện thoại đến chỉ có một mục đích, đó chính là yêu cầu mình phối hợp tốt với Sầm Vật gương, làm tốt công tác nhiệm kỳ mới lần này công tác nhiệm kỳ mới tuy vương tử quân có tính toán của riêng mình ở sự kiện này thế nhưng dù thế nào cũng nhận được áp lực vô hình sầm vật cương căn bản là quá mạnh khi vương tử quân đang cảm khái thì điện thoại vang lên hắn trầm ngâm dây lát rồi nghe máy chào chủ tịch vương tôi là khang tắc chính điện thoại vừa nối thông thì bên kia vang lên âm thanh của bí thư ủy ban kỷ luật khang tắc chính vương tử quân căn bản không có giao tình sâu đậm với khang tắc chính nhưng dù sao hai bên cũng là thành viên của một ban ngành thế nên hắn cười nói chào bí thư khang có chuyện gì không chủ tịch vương chủ nhiệm ngô hoa phỉ của sở xây dựng đã bị người của viện kiểm sát thành phố rừng mật đưa đi hỗ trợ điều tra gia đình của anh ấy tìm đến ủy ban kỷ luật ngài có biết chuyện này không vương tử quân dùng giọng kỳ quái hỏi việc này anh phải hỏi bí thư ủy ban tư pháp thành phố rừng mật và tỉnh ủy chứ sao ngài lại hỏi tôi Khang Tác Chính căn bản rất mất mặt vì câu nói không nể tình của Vương Tử Quân, hắn tất nhiên biết rõ vấn đề này nên hỏi ai. Lúc này sau khi nghe Vương Tử Quân trả lời thì cảm thấy rất mất thể diện, thế nhưng chỉ có thể cười nói, "Chủ tịch Vương, tôi chỉ là muốn tìm hiểu tình huống, tôi sẽ liên hệ với anh Lý." Sau khi đặt điện thoại xuống thì Vương Tử Quân suy tư về ý nghĩa cuộc điện thoại của Khang Tác Chính, hắn căn bản chưa từng xem thường người này. Mặc dù phần lớn sự việc thì Khang Tác Chính luôn tỏ ra trầm mặc, thế nhưng khi cần phải làm chuyện gì thì người này cực kỳ lưu loát. Lúc này Khang Tác Chính gọi điện thoại cho mình, căn bản không đơn giản là gọi sai người. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì Triệu Hiểu Bạch khẽ đi đến, hắn đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói: "Chủ tịch Vương, vừa rồi tỉnh ủy có gọi điện thoại đến, nói là 3 giờ trưa mai sẽ mở hội nghị thường ủy." Đề tài thảo luận là gì? Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi hỏi Triệu Hiểu Bạch. Về phương án công tác nhiệm kỳ mới, Triệu Hiểu Bạch nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, lần này Sầm Vật Cương trực tiếp tổ chức hội nghị thường ủy, xem ra người này nhất quyết phải thông qua phương án. Tuy Vương Tử Quân có được sự giúp đỡ của Kim Chính Thiện, Hà Kiến Trương, Lý Trinh Siêu trên hội nghị thường ủy, thế nhưng dù cộng thêm cả hắn chỉ là 6 phiếu vẫn còn kém sầm vật gương một phiếu. Một lá phiếu căn bản là không lớn thế nhưng lại có thể quyết định càn khôn, quyết định thắng bại. Hơn nữa sầm vật gương là bí thư tỉnh ủy, thế nên còn có cả quyền phủ quyết trong hội nghị thường ủy. Nếu như sự việc lần này có gì đó dao động, chỉ sợ đường đi của mình càng thêm khó khăn. Chỉ mong bên kia làm tốt sự việc. Vương tử quân nghĩ đến sự việc mà Kim Chính Thiện đang làm, hắn cảm thấy khó thể nắm chắc dù sao thì chuyện này cũng không phải một hai ngày là xong, hơn nữa dù làm xong thì sầm vật gương cũng cho mình cơ hội vạch trần sao. ầm ầm tiếng sấm vang vọng khu nhà văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, vương tử quân không khỏi run lên dưới âm thanh lớn như vậy. Triệu Hiểu Bạch đứng bên cạnh vương tử quân nhanh chóng chạy đến đóng cửa sổ. Vương tử quân khoát tay áo nói, Hiểu Bạch, đừng đóng lại. Vừa rồi vương tử quân đứng bên cạnh cửa sổ, hắn cảm thấy một cơn gió khá mạnh không hiểu đến từ đâu gào thét đi qua, những đám mây đen cuồn cuộn nhanh chóng bao phủ bầu trời bao la trong chớp mắt. Từng lớp từng lớp mây đen dày và nặng nề xuất hiện làm cho người ta sinh ra cảm giác khó chịu. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa rồn dập vang lên, thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Trương Tề bảo chạy đến. Hắn vã mồ hôi chạy đến bên cạnh rồi đưa văn kiện cho Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, Đại khí tượng tỉnh có thông báo, cơn bão hư không vốn di chuyển về phía tỉnh Tây Tường, bây giờ đột nhiên chuyển hướng về phía mật đông. Căn cứ vào những dòng khí đối lưu đang được hình thành cấp tốc, thời gian tới trong tỉnh sẽ có một đợt mưa rất lớn. Vương tử quân tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng hỏi có dự đoán gì về lượng mưa không? Còn chưa nhận được thông báo, thế nhưng theo như những gì cục khí tượng gọi điện thoại đến báo cáo, lượng mưa lần này là rất lớn. Vương tử quân khẽ gật đầu, Hắn phân phó Trương Tề Bảo, anh đi thông báo cho chủ tịch Hà, nửa giờ sau tòa trấn chỉ huy ở ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị phòng chống lụt bão trong tỉnh, đồng thời phải nhanh chóng chuyển văn kiện này đến các địa phương tương ứng. Vâng, Trương Tề Bảo đồng ý một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Khi Trương Tề Bảo rời đi thì tiếng sấm lại vang vọng rất lớn, một tia chớp lóe lên trên không trung làm cho bầu trời vốn đã tối sầm lại chợt sáng rực như ban ngày bầu trời u ám, bầu đen dày đặc, gió gào thét khá mạnh. Lúc này phía mặt trời có vài phần đỏ sậm, những tia chớp màu tím thỉnh thoảng đánh xuống đất, những đám mây đen luồng xét đi qua bị rạch làm đôi, không gian mênh mông như biến thành một vòng xoáy dữ tợn trên biển. Cơn mưa lần này có lẽ là không nhỏ. Vương Tử Quân trầm ngâm dây lát rồi gọi điện thoại cho Sầm Vật Cương, Bí Thư Sầm, tôi là Vương Tử Quân, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Sầm Vật cương không ngờ bây giờ Vương Tử Quân lại gọi điện thoại cho mình, lão nghe máy rồi nói, "Chào chủ tịch Tử Quân, anh cứ nói đi." Chương 1822, ngàn ngày làm cướp, một ngày không để phòng lại bị cướp. Bí thư Sầm, vừa rồi tôi nhận được tin tức đến từ Đài khí tượng tỉnh mật đông, bọn họ nói là trong tỉnh sẽ có một đợt mưa rất lớn. Tôi đã thông báo cho chủ tịch Hà, nửa giờ sau tổ chức hội nghị phòng chống lụt báo. Tôi cảm thấy vì phương diện đầy mạnh sự coi trọng của các thành phố trong tỉnh với sự kiện này, thế nên mời bí thư Sầm đến tham gia. Sầm Vật Cương trầm ngâm dây lát rồi nói: "Được, nửa giờ sau tôi sẽ đến." Sầm Vật Cương lúc này cũng không phải chỉ có một mình trong phòng, bí thư Đồ phấn đấu của thành phố Linh Long đang ngồi ở phía đối diện để báo cáo công tác. Sau khi Sầm Vật Cương đặt điện thoại xuống và chợt trầm mặc, hắn cười ha hả nói: "Bí thư có phải là chủ tịch gọi điện thoại đến không? Sầm Vật Cương gật đầu nói, phấn đấu, lát nữa sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến của tỉnh về công tác phòng chống lụt bão, anh cũng đừng ở nơi đây quá lâu, nên quay về làm tốt công tác của Minh Hát Tép. Đồ phấn đấu đang báo cáo rất hăng say cho Sầm Vật Cương, bây giờ căn bản không tình nguyện rời đi. Nhưng hắn cũng hiểu rõ tính tình của bí thư Sầm, đây là người đặt công tác lên vị trí cực kỳ cao, đại cục là hạng nhất nếu như mình không nghe lời, chỉ sợ bí thư sầm sẽ rất bực mình. Bí thư cứ yên tâm, thành phố Linh Long chúng tôi nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng. Đồ phấn đấu nói rồi đứng lên, lại nói tiếp, bí thư ngài cũng đừng nên mềm lòng. Đừng nên mềm lòng, sầm vật cương có chút sướng sốt, sau đó mới kịp phản ứng xem đồ phấn đấu nói đến chuyện gì. Lão gật đầu vô thức, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói, tôi chuẩn bị làm thế nào còn cần anh chỉ bảo sao. Được rồi, anh quay về làm tốt công tác của mình, những thứ khác anh không cần phải lo. Khi đồ phấn đấu rời đi thì sầm vật cương nghĩ đến tin tức mà Khang Tắc Chính báo cáo cho mình. Viện Kiểm sát thành phố rừng mật mời cán bộ của sở xây dựng đi làm công tác hỗ trợ điều tra, nếu như là trước kia thì lão sẽ không quá coi trọng. Dù sao thì từng ban ngành đều có công tác của mình, sầm vật cương là bí thư tỉnh ủy cũng không nên chú tâm vào những điều nhỏ nhặt nếu như ôm tất cả trong tay mình thì rõ ràng là có biểu hiện thiếu kinh nghiệm. Nhưng thời cơ lần này thật sự không đúng, chủ nhiệm ngô của sở xây dựng sắp được điều động làm phó giám đốc sở xây dựng, bây giờ lại bị mang đi hỗ trợ điều tra. Sầm vật cương thầm nghĩ đây rõ ràng là chiêu thức muốn vạch trần bộ mặt hai bên của vương tử quân. Có lần thứ hai thì không thể có lần thứ ba, bây giờ vì phương án đã bàn đi bàn lại hai lần thế nhưng còn chưa được thông qua, thế nên không thể để cho lần thứ ba khó thể cho ra quyết định chính mình dùng trăm phương ngàn kế để cho ra một phương án nhưng lại bị vương tử quân phủ quyết điều này làm cho sầm vật gương rất xấu hổ hai lần thất bại trong gang tấc làm cho lão phẫn nộ đồng thời cũng có vài phần uể oải lúc đầu là phẫn uất sau đó dần bình tinh lại không thể tiếp tục không thành công nếu không định ra được phương án như vậy sẽ có câu hỏi lớn về năng lực khống chế đại cục của mình sầm vật cương trầm ngâm dây lát rồi bấm số điện thoại của trưởng phòng tổ chức uông thanh minh nhưng đáng tiếc là điện thoại vang lên vài tiếng rồi không có người nghe sầm vật cương có chút căm tức vào thời điểm mấu chốt mà không tìm được uông thanh minh anh chạy đi đâu vậy khi lão định tiếp tục gọi điện thoại thì tiếng gõ cửa vang lên vào đi sầm vật cương bị cắt đứt dòng suy nghĩ thì trầm giọng nói người đi vào là thư ký nhưng người đi bên cạnh thư ký lại làm cho sầm vật cương sinh ra cảm giác nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Sầm vật cương nhìn cơ thể có hơi béo của Uông Thanh Minh, lão không nhịn được cười nói, trưởng phòng Uông, chúng ta thật sự có linh cảm, vừa rồi tôi vừa gọi điện thoại cho anh mà không ai nghe máy, đang chuẩn bị gọi tiếp thì anh đã đến. Ha ha, tối qua tôi có xem thiên tượng, thầm tính toán và biết hôm nay thế nào lãnh đạo cũng kêu gọi, thế nên tôi mới nhanh chóng chạy đến uông thanh minh nở nụ cười trêu chọc nói sầm vật cương cười ha hả vì câu nói vui đùa của uông thanh minh lão khoát tay áo nói có chuyện gì không uông thanh minh tuy biết bí thư sầm tìm mình là vì chuyện gì thế nhưng quan hơn một cấp có thể đè chết người bây giờ lãnh đạo hỏi thì hắn phải nhanh chóng trả lời hắn lập tức nói bí thư sầm có chuyện tôi cần báo cáo với anh hôm nay tôi nghe nói chủ nhiệm ngô của văn phòng sở xây dựng tỉnh bị người của Viện Kiểm sát thành phố rừng mật đưa đi, thế nên tôi cảm thấy ở phương diện sử dụng đồng chí nên có chút cẩn thận. Uông Thanh Minh nói có chút cẩn thận là ý gì? Sao sầm vật gương không hiểu rõ cho được? Lão nhìn gương mặt sợ hãi của Uông Thanh Minh, chợt cảm thấy vị thủ hạ của mình có hơi kém cỏi, không khỏi thầm nghĩ, Uông Thanh Minh ơi là Uông Thanh Minh, anh thật sự không làm được chuyện lớn bây giờ mới có chút gió thổi cỏ lay mà anh đã trông gà hóa quốc sợ bóng sợ gió rồi sao sầm vật cương căm tức nghĩ đến tình huống uông thanh minh bị vương tử quân mắng té tắt hai ngày trước thế là không khỏi cảm thấy thấu hiểu xem ra vương tử quân kia căn bản không dễ chọc vào trưởng phòng uông tôi đã biết chuyện này anh có ý nghĩ như vậy là rất tốt tôi hoàn toàn đồng ý sầm vật cương trầm ngâm dây lát rồi gật đầu đồng ý với lời đề nghị của uông thanh minh trước khi đến thì uông thanh minh đã chuẩn bị kỹ càng cho lời đề nghị của mình hắn cho rằng bí thư sầm sẽ đồng ý lúc này thấy mình đoán đúng thì không khỏi thở dài một hơi vương tử quân mắng làm cho hắn thẹn quá hóa giận thế nhưng hắn không thể không thừa nhận từ sau sự việc vài ngày trước thì chính mình sợ hãi vương tử quân theo bản năng tuy hắn không muốn thừa nhận cảm giác sợ hãi này thế nhưng nó cứ thâm căn cố đến khó thể xóa đi được uông thanh minh là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy hắn căn bản là người cực kỳ chú trọng thể diện. Hắn bị vương tử quân mắng xối xả, không căm tức thì sao có thể được. Hơn nữa trên cùng một sự việc mà hắn bị vương tử quân mắng hai lần, Uông Thanh Minh cảm thấy cơ thể mình như một thân cây bị đánh co rụt lại, nếu như bị chém thêm một đau thì căn bản là ngã đổ ngay lập tức, một cảm giác khó khăn không nói nên lời làm hắn cảm thấy rất đau nhức. Cần gì phải trêu chọc người kia, Uông Thanh Minh rút kinh nghiệm xương máu, bản năng muốn tách ra khỏi công kích của vương tử quân. Dù sao thì hắn thấy trêu chọc người kia căn bản phải trả giá quá lớn. Sự việc lần trước xem như một vết nhơ khó phai mờ trong sự nghiệp, ý nghĩ này làm cho hắn cảm thấy mình nên cực kỳ cẩn thận cho ra phương án tốt nhất. Lúc này vương tử quân lại muốn xử lý vài người, càng là thời điểm quan trọng, chính mình càng không nên để xảy ra vấn đề. Nhưng Uông Thanh Minh hiểu rõ làm cướp ngàn ngày cũng phải có ngày đề phòng, Chính mình tuy muốn xử lý sắp xếp tốt thế nhưng nếu muốn làm tốt tất cả thì rõ ràng là không thể. Uông Thanh Minh nghĩ đến đây thì không khỏi cảm thấy cơ thể có vài phần khô cứng. Hắn nở nụ cười khô cứng hỏi sầm vật cương, bí thư sầm, ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Sầm vật cương uống một gớp nước rồi nói, tôi gọi anh đến chủ yếu là vì chuyện của sở xây dựng, đề nghị của anh là rất tốt. Nếu là trước kia được bí thư sầm khích lệ thì Uông Thanh Minh sẽ cảm thấy rất vui. Thế nhưng hôm nay hắn không vui được. Hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của Bí thư Sầm, hắn trầm ngâm dây lát rồi cả gan nói, "Bí thư Sầm, tôi có chút chuyện cần báo cáo với ngài." "Anh nói đi." Sầm vật gương khẽ di chuyển rồi dùng giọng bình thản nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 153.